Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 8. Tại như mực cảnh ban đêm yểm hộ dưới, Trác Phàm một đường thẳng tiến, như cùng một con linh miêu giống như, né qua tầng tầng chạm gác, rốt cục đi vào Hoa Vũ lâu trong nội viện. Mà ở nơi này, hắn lại là lần đầu tiên dừng lại cấp tốc tiến lên tốc độ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Đem tấm bản đồ kia lần nữa xuất ra, Trác Phàm nhìn xem bản vẽ, lại nhìn trước mắt cái nhà này, không khỏi trong mắt ngưng tụ, mắng thầm có người biến trận thức. Hoa Vũ lâu nội viện, từ cấp 5 trận thức, thiên địa na di trận thủ hộ. Trong viện các ngõ ngách, đều sẽ mặc dù trận pháp vận chuyển, mà chuyển rời càn khôn, cải biến phương vị. Theo cái này trên bản vẽ sở tiêu, cái này Hoa Vũ lâu cơ hồ một tháng chuyển rời một lần, để bảo vệ nội viện an toàn. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như trong các nàng bộ đệ tử, cũng căn bản lại khó giải bên trong địa hình. Thế nhưng là, Tần Thái Thanh làm Hoa Vũ thập ngũ lâu đệ nhất lâu lâu chủ, tự nhiên biết mỗi lần chuyển rời quy luật, cho nên bộ này đồ chúng cũng ghi rõ giờ này khắc này, trong nội viện các cái trọng yếu tràng sở phương vị. Nhưng là lấy Trác Phàm hiện tại xem ra, phương này vị đã sớm lại bị người động đậy, đã không phải vị trí cũ. Cứ như vậy, hắn muốn tìm tới hộ bảo các, liền muốn từng cái khu vực đi tìm tòi. Mẹ hắn, càng ngày càng phiền phức. Trác Phàm thầm thở dài, cước bộ đạp nhẹ, chui vào trong viện, đồng thời đem thể nội huyết anh phóng xuất ra, giúp hắn cùng một chỗ thăm dò chung quanh động tĩnh. Hưu, huyết anh hóa thành một đạo hồng quang, tại từng gian phòng trống xuyên qua. Bỗng nhiên một cỗ cường đại khí thế nhào tới trước mặt, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, tâm đạo thiên huyền cường giả, liền lập tức để huyết anh dừng lại, biến mất thân hình. Đây là một gian cực kỳ mộc mạc gian phòng, một giường một bàn một ghế, trên bàn chỉ có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Mà trên giường khoanh chân ngồi đấy một lão giả, Trác Phàm cũng nhận biết, chính là theo chân Tạ Thiên Dương cùng đi đến nơi này cái kia kiếm hầu phủ kiếm thứ 8 lão, kiếm Tùy Phong. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng từ từ mở ra, Tạ Thiên Dương đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đi tới, từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, ngồi tại trước bàn. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, kiếm Tùy Phong trong mắt một đạo sắc bén tinh quang lóe qua, nhìn về phía Tạ Thiên Dương phương hướng, hài lòng gật đầu, cười nói, Thiên Dương, ngươi gần nhất tu luyện 10 phần nỗ lực a. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể bắt kịp ngươi đại ca. Hừ, cha ta đều nói, đại ca hắn là chúng ta kiếm hầu phủ ngàn năm khó gặp thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, e là cho dù là thần chiếu cảnh cũng hơn, ta sao có thể cùng hắn so. Chà chà cái chán mồ hôi, Tạ Thiên Dương trong mắt tràn đầy chiến ý, lẩm bẩm nói, chỉ cần thực lực của ta, có thể bắt kịp tiểu tử kia, thì vừa lòng thỏa ý. Mi đầu hơi hơi nhếch lên, kiếm Tùy Phong cười khẽ một tiếng, ngươi nói là, Trác Phàm tiểu quái vật kia. Đúng vậy a. Thở dài, Tạ Thiên Dương trong mắt lóe lên một tia hối hận, bát trưởng lão, ta Tạ Thiên Dương từ nhỏ không có làm qua cái gì hối hận sự tình. Duy nhất hối hận, cũng là tại Thanh Minh Thành lúc, hối hận mình bình thường vì sao không có nỗ lực tu luyện, tại ngưng nhi cần có nhất ta thời điểm, ta lại giúp không được gì. Ta thật hy vọng, lần sau tại ngưng nhi bên người bảo hộ nàng, là ta, mà không phải Trác Phàm. Kiếm Tùy Phong mí mắt không khỏi run nhẹ nhẹ một chút, tiếp lấy thở dài lên tiếng, ai, Thiên Dương, lấy thân phận của ngươi, phủ chủ là sẽ không để cho ngươi cưới một cái nhị lưu thế gia nữ tử. Cái này ta biết, có điều. Khóe miệng hơi vểnh lên, Tạ Thiên Dương đùa cười ra tiếng, lần này Trác Phàm tiểu tử thúi kia dạy dỗ ta một cái đạo lý, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thiên hạ không có làm không được sự tình. Các ngươi cũng thường nói cái kia u quỷ thất có bao nhiêu lợi hại, không muốn tùy ý trêu chọc, sau cùng hắn còn không phải chết trong tay Trác Phàm. Chỉ cần bổn công tử thực lực đủ mạnh, ta hôn sự liền từ ta tự mình làm chủ, coi như cha ta cũng không làm gì được ta. Cười lớn một tiếng. Tạ Thiên Dương lần nữa cầm lấy kiếm, đi ra ngoài phòng. Thiên Dương, người muốn đi đâu đây? Luyện kiếm. Tạ Thiên Dương quả quyết nói, trong mắt lóe ra không có thể ngang hàng ngạo sắc, không linh cửu thức, ta đã luyện thành thức thứ tư, cái kia luyện thức thứ năm. Cái gì, người đã luyện thành thức thứ tư? Kiếm Tùy Phong giật mình, nhìn lấy Tạ Thiên Dương đột nhiên lộ ra xuất thân ảnh, không khỏi vui mừng gật đầu, xem ra lần kia nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ. Đối với hắn kích thích thật rất lớn. Nếu là hắn cỗ này sức mạnh một mực tiếp tục giữ vững, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá thiên huyền A,
Ha ha ha. Huyết Anh chậm rãi lui ra ngoài, Trác Phàm một trận lắc đầu cười khổ, nghĩ không ra cái này Tạ Thiên Dương lại đem hắn coi như siêu việt đối thủ. Bất quá dạng này cũng tốt, nhìn tiểu tử kia cao như thế ngang đấu trí, hắn cũng yên tâm đem Ngưng Nhi giao phó cho hắn. Lần nữa yên tĩnh chui vào trong đêm, Trác Phàm tiếp tục sử dụng Huyết Anh dò xét mỗi một cái phòng. Chỉ bất quá nơi này phần lớn là phòng trống, thật vất vả gặp phải một cái có ánh sáng, còn không người. Lấy cái kia bản vẽ biểu hiện, hộ bảo các vô luận như thế nào chuyển rời, đều sẽ lân cận tầng 15 chủ phòng ở giữa chỗ, khẳng định không tại những thứ này phòng trống phụ cận. Chỉ là, những cái kia lâu chủ gian phòng đến tột cùng ở đâu? Đan Đan muội muội, ngươi để cho ta hôn một cái, thì một miệng. Nghiêm công tử, xin ngươi đừng dạng này. Ai, ngươi vị hôn phu kia Lâm Thiên Vũ đều đã bị tiểu tử kia đánh thành phế nhân, rốt cuộc cho không ngươi hạnh phúc, ngươi vẫn là cùng ta tốt ha. Đột nhiên, từng tiếng nam nữ đối thoại truyền vào Trác Phàm trong tai. Trác Phàm khẽ giật mình, đây không phải cái kia Tiếu Đan Đan cùng Nghiêm Phục Thanh âm a, sau đó vội vàng điều động Huyết Anh đi vào, nhìn có hay không manh mối. Chỉ là Huyết Anh mới vừa tiến vào gian phòng, Trác Phàm liền nhìn không được giật nảy cả mình. Cái này độc thủ Dược Vương quả nhiên không hổ là Dược Vương điện đệ nhất luyện đan sư, lão tử lúc đó đem hắn đồ đệ đánh cho gần chết, hắn thế mà tại trong vòng 3 ngày liền để đồ đệ khôi phục 8-9 thành. Công lực như vậy, tối thiểu là thất phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Bất quá, hắn đồ đệ này vừa mới phục hồi như cũ, sắc tâm liền cũng khôi phục. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi tại bên giường, chăm chú lôi kéo Tiếu Đan Đan tay không thả. Hiển nhiên là muốn mưu đồ bất chính. Hừ, gian phu dâm phụ, hai cái đều không là đồ tốt, lão tử mặc kệ các ngươi, đi trước. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, khinh thường bĩu môi. Nhưng là đúng vào lúc này, Nghiêm Phục lại là bỗng nhiên kéo một phát Tiếu Đan Đan, liền đem nàng kéo đến trên giường, toàn bộ thân thể đè đi lên, cười nói, hắc hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, không phải vậy ngươi tối nay thì theo ta đi. Không muốn, Nghiêm công tử. Chúng ta Hoa Vũ lâu cô nương chỉ có xuất giá ngày ấy, mới có thể đem thân thể cho phu quân. Hoa gì mưa lầu, dù sao sớm muộn phải thuộc về chúng ta Dược Vương điện quản. Nghiêm Phục nhếch miệng cười một tiếng, lại là đột nhiên tròng mắt hơi híp, nghi ngờ nhìn về phía Tiếu Đan Đan, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không, vẫn là không bỏ xuống được ngươi cái kia vị hôn phu, người bị thiến Lâm Thiên Vũ. Không, không, Tiếu Đan Đan khoát khoát tay, một mặt vẻ kinh hoàng. Đã không phải, vậy còn chờ gì, bồi bổn công tử phong lưu khoái hoạt đi. Ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, Nghiêm Phục liền đã bắt đầu động lên tay chân, Tiếu Đan Đan chỉ có thể vô lực xô đẩy hắn, Nghiêm công tử, không muốn, ta mỗi đêm còn muốn đi cho sư phụ thỉnh an đâu. Cái gì, thỉnh an? Sư phụ nàng không phải mẫu đơn lâu chủ sao? Nói cách khác, theo nàng thì có thể tìm tới mẫu đơn lâu chủ chỗ ở. Cái kia cứ như vậy. Khoảng cách hộ bảo các cũng không xa. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vừa muốn rời khỏi cước bộ nhất thời ngừng lại, nhìn về phía cái kia đã ghé vào Tiếu Đan Đan trên thân, chuẩn bị đại phát dâm uy Nghiêm Phục, trong lòng không hiểu phát lên một cơn lửa giận. Mẹ hắn, người cái xúc sinh cho lão tử xuống tới, khác xấu lão tử đại sự, người ta còn muốn đi cho sư phụ thỉnh an đâu. Trong lòng giận quát một tiếng, Huyết Anh liền siêu một tiếng chui vào Nghiêm Phục thể nội. Chỉ một thoáng, Nghiêm Phục vừa muốn mở ra dây lưng quần, lại là ai u một tiếng, chợt cảm thấy cái bụng kịch liệt đau nhức, mà lại sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, sau cùng bịch một tiếng ngã xuống. Tiếu Đan Đan vốn đang một mực co rúm lại phát run, nhưng là thấy tình cảnh này, lại là vội vàng xuống tới xem kỹ một chút hắn an nguy, gặp hắn còn có khí, liền đem hắn nâng lên giường, cho hắn đắp chăn. Hai bên nhìn không có người, vệt một thanh khóe mắt nước mắt. Liền vội vàng rời đi. Có lẽ là bởi vì vừa mới quá sợ hãi, Nghiêm Phục cứ như vậy ngất đi, nàng lại không có chút nào hoài nghi, chỉ là muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Trác Phàm cười lạnh, tay khẽ vẫy liền đem Huyết Anh gọi trở về, theo thật sát đi. Nghiêm Phục chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn nhưng là không muốn bởi vì tiểu tử này quan hệ, mà đưa tới độc thủ Dược Vương cái kia lão quỷ. Cho nên hắn chỉ là để Huyết Anh ở trong cơ thể hắn hấp thụ đại lượng máu tươi, cho nên tại hắn mất máu quá nhiều mà té xỉu, lại không có đòi mạng hắn. Chăm chú cùng sau lưng Tiếu Đan Đan,
Trác Phàm rất nhanh liền tìm tới một chỗ càng thêm cự căn phòng lớn. Ở nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, thăm thẳm nữ tử khuê phòng huân hương, Trác Phàm ngoài trăm thước liền đã nghe thấy được. Huyết Anh chăm chú treo sau lưng Tiếu Đan Đan, thế nhưng là khi nàng đến gần trước của phòng, vừa muốn gõ cửa, lại là bỗng nhiên dừng lại. Trác Phàm khẽ giật mình, bất giác hơi nghi hoặc một chút, liền để Huyết Anh đi vào phòng. Cái nào nghĩ đến, trong phòng kia không chỉ một nữ tử, còn có khác một người nam tử. Nữ tử kia mặc lấy 10 phần lớn mật, tuy nhiên trên mặt có lụa mỏng bảo bọc, nhưng trước ngực lại chỉ có một kiện áo mỏng che đậy, toàn bộ lưng đẹp cũng không che giấu chút nào trần trụi bên ngoài. Một đôi mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm đối diện nam tử. Mà tên nam tử kia là cái trung niên người, khóe miệng có hai liếc rìa mép, một đôi mắt chăm chú để mắt tới cái kia đáng yêu nữ tử bộ ngực bên trên. Thế này sao lại là cái gì Ngự Hạ Bảy Thế Gia Hoa Vũ Lâu a, thẳng thắn trực tiếp đổi tên gọi Thanh Lâu tốt. Làm sao lão tử đi đến chỗ nào, đều sẽ thấy loại tràng diện này. Trác Phàm bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, thẳng thở dài. Bất quá tâm lý nam nhân, vẫn là để hắn nhìn không được nhìn tiếp. Lâm trưởng lão, người thích ta sao? Nữ tử kia cười duyên một tiếng, hì hì nói. Liên tục không ngừng gật đầu. Nam tử kia ngụm nước đều nhanh chảy 3000 trượng, ưa thích, làm người ưa thích, mẫu đơn lâu chủ xinh đẹp rung động lòng người. Ta Lâm Tử Thiên tự nhiên thích đến gấp, chỉ là không biết lâu chủ có thể hay không để Lâm mẫu người dòm ngó phương dung. Nói, Lâm Tử Thiên liền muốn đưa tay lấy xuống nàng mạng che mặt. Nhưng là mẫu đơn lâu chủ lại là khẽ cười một tiếng, quay người lại né tránh đi, Lâm trưởng lão, người nếu là vạch trần ta mạng che mặt, thế nhưng là nhất định phải muốn ta người. Muốn, muốn, ta đương nhiên muốn. Lâm Thiên Thiên cười hắc hắc, một mặt chưa ca tướng, giống như cả một đời chưa từng thấy nữ nhân một dạng. Cười nhạt một tiếng, mẫu đơn lâu chủ vũ mị lườm hắn một cái, như vậy, ngươi là đáp ứng nô gia điều kiện. Ách, cái này. Chỉ một thoáng, Lâm Tử Thiên lông mày nhíu chặt lên, sắc mặt trong nháy mắt đổ phía dưới, ai, mẫu đơn, ngươi cái này không phải làm khó ta a. Trong bảy thế gia người nào không biết cái kia độc thủ dược vương Nghiêm Tùng đáng sợ, ngươi để cho ta đi đối phó hắn, đây chẳng phải là để cho ta đi chịu chết à. Hừ, Lâm Tử Thiên, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói biết yêu ta một đời một kiếp, sẽ vì ta đi chết, hiện tại như vậy nhanh thì thay đổi. Ai, ta là có thể vì ngươi đi chết, nhưng là cũng không thể bị chết như thế không có giá trị đi. Tên lừa đảo, nam nhân đều là tên lừa đảo, ngươi cút cho ta. Mẫu đơn lâu chủ giận dữ, bỗng nhiên vừa lật bàn, giống to lên tiếng, trong mắt đã có nước mắt chớp động. Lâm Tử Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài cửa, chỉ là trước khi ra cửa lại là dưới chân hơi dừng lại, xoay người giận dữ nói, mẫu đơn, ta biết Hoa Vũ Lâu hiện tại tình cảnh, cũng biết ngươi ý nghĩ. Bất quá, Hoa Vũ Lâu đã định trước không có cứu, sẽ không có người sẽ vì các ngươi đi đắc tội Dược Vương Điện. Nếu như về sau... Ngươi nếu không có chỗ an thân, xin nhớ đến Khoái Hoạt Lâm tìm ta. Vừa mới nói xong, Lâm Tử Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa rời đi nơi này, chỉ để lại mẫu đơn lâu chủ hai hàng thanh lệ, chậm rãi trượt xuống. Sư phụ! Lâm Tử Thiên chân trước vừa đi, một tiếng kiều khiếp e sợ thanh âm liền sau lưng mẫu đơn lâu chủ vang lên. Mẫu đơn lâu chủ không khỏi khẽ giật mình, biết là đồ đệ mình đến, sau đó vội vàng vệt một thanh trên mặt nước mắt. Lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, xoay người. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Tiếu Đan Đan cái kia quần áo không chỉnh tề bộ dáng lúc, không khỏi giận dữ lên tiếng, chuyện gì xảy ra, người có phải hay không lại bị cái kia Nghiêm Phục khi dễ, hắn có hay không đối với ngươi làm gì. Chăm chú cắn cắn miệng môi, Tiếu Đan Đan ngậm lấy lệ nóng, hung hăng lắc lắc đầu, sư phụ ngài yên tâm, hắn còn không có đắc thủ. Thở dài một hơi. Mẫu đơn lâu chủ yêu thương sờ sờ Tiếu Đan Đan đầu, thương yêu nói, Đan Đan, ủy khuất ngươi, ai? Sư phụ, ta không ủy khuất, ngược lại là sư phụ ngài, vì Hoa Vũ Lâu, bị lớn như thế khuất nhục. Đều đừng nói, Tiếu Đan Đan lời còn chưa dứt, mẫu đơn lâu chủ đã là mất mát khoát khoát tay, thống khổ nói, Đan Đan, ngươi nhớ kỹ, thế gian này nam tử đều là khẩu Phật tâm xả thế hệ. Miệng phía trên nói có nhiều yêu ngươi. Nguyện vì ngươi hy sinh hết thảy. Nhưng đến giờ phút này, nghĩ đến cũng chỉ có chính mình. Cho nên, tuyệt đối không nên tin tưởng nam nhân hoa ngôn xảo ngữ.
Tiếu Đan Đan khẽ giật mình, hai mắt hai bên đi loanh quanh, lại là lẩm bẩm nói, có lẽ, còn có ngoại lệ đây. Đan Đan, ngươi nói cái gì? Bỗng nhiên, mẫu đơn lâu chủ ánh mắt đột nhiên biến đến nghiêm nghị lại, lạnh lùng nói, thế gian đàn ông nhiều mỏng tính, không có cái gì ngoại lệ. Cái kia Lâm Thiên Vũ là như vậy, sư phụ hắn Lâm Tử Thiên cũng giống vậy, bao quát cái kia Nghiêm Phục. Hừ, bọn họ chỉ là nhìn lên chúng ta bộ này túi ra, nơi nào sẽ tránh thức cho chúng ta liều lên tánh mạng. Nữ nhân chúng ta, chung quy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nam nhân, một cái đều không đáng tin cậy. Thế nhưng là sư phụ, trầm ngâm một chút, Tiếu Đan Đan trên mặt bất giác có đỏ ửng thoáng hiện, đoạn thời gian trước, không phải ra một cái Trác Phàm sao. Nghe nói hắn chính là vì một nữ tử, mới đại náo Thanh Minh Thành, chém giết U Minh Cốc cái kia thất trưởng lão. Hắn vì một nữ nhân đắc tội toàn bộ U Minh Cốc, chẳng lẽ đây cũng không phải là thích sao? Trác Phàm. Mẫu đơn lâu chủ thở sâu, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ mờ mịt, ta chưa thấy qua hắn, không biết hắn là một người như thế nào, có lẽ là một ngoại lệ đi. Bất quá ngoại giới truyền ngôn hắn thích giết chóc thành thói, có ác ma Trác Phàm danh xưng. Có lẽ hắn cũng không phải là vì nữ tử kia, chỉ là đơn thuần cùng cái kia u quỷ thất từng có kết đi. Thế nhưng là, những cái kia truyền ngôn không đều là U Minh Cốc truyền tới a, đây rõ ràng cũng là đang cố ý bôi nhọ. Tiếu Đan Đan nhỏ giọng nói lầm bầm. Mẫu đơn lâu chủ mi đầu nhếch lên, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta nói ngươi nhà đầu này làm sao lão thay cái kia Trác Phàm nói chuyện, ngươi lại không thấy qua hắn. Trầm ngâm một hồi, mẫu đơn lâu chủ mới bừng tỉnh đại ngộ nói, há, khó trách ngươi trong khoảng thời gian này như thế kỳ quái, nhìn Lâm Thiên Vũ cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, còn thường xuyên ra ngoài gặp rắc rối, ngươi trước kia không dạng này à. Chẳng lẽ nói, ngươi bởi vì Trác Phàm nghe đồn, thì thích hắn. Trác Phàm nghe xong, không khỏi ngơ ngẩn, chẳng lẽ nói cái này Tiếu Đan Đan tóc rối bởi tính tiểu thư, nhục nhã Đồng gia huynh muội, đều là bởi vì chính mình. Thế nhưng là lão tử lúc nào có mị lực lớn như vậy, chỉ là một cái tên liền có thể để thiếu nữ thần hồn điên đảo, phá hư người ta vợ chồng trẻ hạnh phúc. Ai ra, người quá ưu tú cũng là loại phiền toái a. Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, rất vô sỉ ý dâm nói. Mà Tiếu Đan Đan sớm đã đỏ bừng mặt, đem một khỏa cái đầu nhỏ thật sâu thấp đi, sư phụ, ngài cũng không cần giễu cợt ta. Đồ nhi chỉ là đang nghĩ, nếu là một tên nam tử dám vì một nữ tử đắc tội giống như hoàng đế bảy thế gia, vậy hắn đối nữ tử này nhất định là chân tâm thực ý. Cho nên đồ nhi cũng muốn, gặp phải một tên dạng này nam tử. Cho nên ngươi thì càng ngày càng chướng mắt cái kia Lâm Thiên Vũ, đúng không? Mẫu đơn lâu chủ nhìn lấy Tiếu Đan Đan cái kia hơi hơi điểm nhẹ đầu, bất đắc dĩ thở dài, ngốc nhà đầu, dạng này nam tử cho dù trên đời tồn tại, như thế nào lại hảo vận như thế bị ngươi gặp phải. Chúng ta Hoa Vũ lâu nữ nhân, trừ chung thân không gả người, chính là muốn cùng các đại thế gia hòa thân, bảo trì Hoa Vũ lâu thế lực. Đây là số mệnh, nhận đi. Mặt hiện vẻ đau thương, Tiếu Đan Đan thất lạc gật đầu. Ai thán một tiếng. Mẫu đơn lâu chủ vỗ nhẹ nhẹ đập Tiếu Đan Đan bả vai, thản nhiên nói, Đan Đan, hôm nay vi sư mệt, người thay sư đi dò xét một chút hộ bảo các đi. Đúng, sư phụ. Tiếu Đan Đan gật gật đầu, làm một lễ thật sâu về sau, liền quay người lui ra khỏi phòng. Trác Phàm thì là ánh mắt sáng lên, bụng mừng rỡ. Hắn chính không biết nên như thế nào tìm kiếm hỏi thăm, liền có người cho dẫn đường. Đây thật là ngủ gật cho cái gối đầu a. Quá kịp thời. Sau đó hắn không nói hai lời, đem huyết anh triệu hồi, chậm rãi đuổi theo Tiếu Đan Đan. Cái này tất cả mọi thứ, cái này sư đồ hai người đều không có phát giác. Theo nàng bóng lưng 7 lần quạt 8 lần rẽ, một phút sau, Trác Phàm rốt cục nhìn đến một tòa cao hơn 10 trượng cự tháp đứng vững bên trong. Chỉ là cái kia cự tháp chung quanh, ẩn ẩn có cỗ không nhìn thấy năng lượng, đang bảo vệ lấy bên trong hết thảy. Đây là trận pháp cấm chế. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, vừa muốn xuất thủ hắn, lại rút về. Cấm chế này bình thường đều muốn nội bộ thủ pháp mới có thể giải khai, ngoại nhân cưỡng chế phá vỡ, sẽ chỉ dẫn tới chung quanh cao thủ. Thế nhưng là đã có loại cấm chế này, vì sao cái kia Thanh Hoa lâu chủ cũng không trên đất đồ chúng thầu rõ ràng đâu. Là muốn lừa gạt ta, vẫn là nàng cũng không biết trước mắt tình huống. Trác Phàm chau mày,
vẫn là không nghĩ ra bên trong quan trọng. Bất quá đó cũng không sao cả, hắn là tới cầm bồ đề tu căn, cầm lên liền chạy, ai sẽ lại cho nàng trả trở về. Nghĩ như vậy, Trác Phàm chăm chú nhìn Tiếu Đan Đan bóng người đi vào cự tháp trước cửa. Trong tay trận quyết biến đổi, chỉ về phía trước, quát to, quát. Chỉ một thoáng, ông một tiếng ba động, cả tòa tháp chung quanh vô hình năng lượng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiếu Đan Đan khẽ gật đầu, khẽ đẩy cửa tháp, liền đi vào. Trác Phàm vội vàng đuổi theo, sau đó theo vào. Cự trong tháp cùng sở hữu tầng 6, mỗi tầng đều có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Tiếu Đan Đan từng tầng kiểm kê bảo vật, chúng có công pháp vũ khí, cũng có linh binh ma bảo, thẳng đến lên tới tầng thứ 6 lúc, tại vị trí trung ương nhất, có tòa cao cỡ nửa người đài cao, phía trên bày biện một cái hộp gỗ đàn tử. Tiếu Đan Đan đi đến nơi đây, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong có một rễ cây dạng bích lục vật thể, tại ánh trăng chiếu rọi hạ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra từng trận mùi thơm ngát. 3. Tiếu Đan Đan đem hộp khép lại, yên lòng cười cười nói, không có vấn đề, kiểm kê hoàn tất. Thế mà, nàng vừa dứt lời, tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên tại hắn sau lưng xuất hiện, nàng còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia đã là một cái thủ đao, hung hăng chém vào nàng trên cổ, nhất thời liền đem nàng đánh ngất đi. Hắc hắc hắc, xem ở ngươi là ta mì phở phía trên, ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Khăn đen phía dưới, Trác Phàm lộ ra một tia tà tiếu, tiếp lấy liền xoa xoa tay, hướng cái hộp kia đi đến. Mở ra xem, không khỏi đại hỉ, vội vàng đem cây kia căn cầm lấy. Thế nhưng là rễ cây vừa vừa đến tay, Trác Phàm lại là sắc mặt đại biến, làm sao có thể. Cái này mẹ hắn là giả. Trác Phàm đem rễ cây cầm trên tay, bất giác chăm chú. Cây này căn xác thực cùng bồ đề tu căn cực kỳ giống nhau, cho nên tại hắn ngay từ đầu cũng không có nhận ra tới. Nhưng là, bồ đề tu căn chính là hết thảy sinh mệnh tinh hoa tập kết, cho dù chỉ có một cái rễ cây, nó cũng là sống. Tại dưới ánh trăng, nó là có thể nhảy lên hô hấp. Nhưng cái này rễ cây, mùi vị bộ dáng đều cùng thật một dạng, nhưng chỉ thiếu khuyết một dạng, sinh mệnh lực. Rất rõ ràng, đây chính là Hoa Vũ Lâu vì phòng ngừa bồ đề tu căn bị cướp, chỗ làm đi ra hàng nhái. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng hồ nghi. Chỉ là không biết cái này hàng nhái sự tình, cái kia Tần Thái Thanh đến cùng có biết không hiểu. Nếu là nàng biết lời nói, nàng để cho mình đến trộm cái hàng nhái, lại là có gì mục đích? Chẳng lẽ là, vì lừa gạt cái kia độc thủ dược phương? Nghĩ tới đây, Trác Phàm lần nữa đem cái kia rễ cây thả lại hộp, đem hộp thu nhập trong giới chỉ. Nếu như là thật, chính hắn mang theo chạy, nếu là giả, đó còn cần phải nói cái gì, đi giao cho cái kia Thanh Hoa Lâu chủ. Nhìn nàng có phản ứng gì? Người nào, dám xông vào ta Hoa Vũ Lâu hộ bảo các? Bỗng nhiên, Trác Phàm còn chưa kịp rời đi, một tiếng yêu kiều đã là tại hắn sau lưng vang lên. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được đến người khí thế, tuyệt đối là thiên huyền cường giả. Sau đó không nói hai lời, bỗng nhiên theo cửa sổ nhảy xuống, co cẳng liền chạy. Thế nhưng là đã người ta là thiên huyền cường giả. Lại có thể để ngươi dễ dàng như vậy đào tẩu. Chỉ là một cái lắc mình, một bộ giống như hạo nguyệt giống như trắng noãn khinh sam liền cản ở trước mặt hắn. Người đến là nữ tử, lụa mỏng màu trắng che mặt, dáng người thướt tha, tại ánh trăng trong ngần dưới, giống như thiên tiên hạ phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trác Phàm tuy nhiên không nhìn thấy người kia diện mạo, nhưng nhìn vóc người, cũng là không cảm thấy có chút ngốc ngẩn ngơ. Nãi nãi, cái này Hoa Vũ Lâu quả nhiên ra mỹ nữ a. Bất quá đáng tiếc, lão tử là đến trộm bảo, không phải đến trộm người, không có rảnh để ý đến ngươi. Trong lòng cười lớn một tiếng, Trác Phàm không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên hướng cô gái đối diện phóng đi. Nữ tử kia cũng là sững sờ, thực thứ nhất mắt nàng thì nhìn ra, Trác Phàm bất quá đoán cốt nhị trọng thực lực. Dạng này thực lực gặp phải chính mình cũng dám chính diện vào tới, thật là muốn chết. Bạch y nữ tử trong lòng cười lạnh, hiện ra hàn khí nhất trường thẳng tắp hướng Trác Phàm mặt đánh tới. Thế mà, ngay tại một trường kia sắp đụng phải hắn lúc, Trác Phàm lại là quỷ dị cười một tiếng, mê tung huyễn ảnh bộ nhất thời sử xuất. Bỗng nhiên, bá một tiếng, Trác Phàm liền biến mất bóng người. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa,
đã đi tới nữ tử kia sau lưng, co cẳng liền chạy. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, nữ tử kia hiển nhiên không ngờ tới Trác Phàm còn có quỷ dị như vậy một chiêu, thất thần phía dưới vậy mà để Trác Phàm đi ra ngoài xa mười mấy mét. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là thiên huyền cường giả, rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ là xoay người một cái trắng nõn tay ngọc liền chộp vào Trác Phàm trên bờ vai. Bàn tay siết chặt, Trác Phàm cước bộ nhất thời ngừng lại. Hắc hắc hắc, ngươi mắc lừa. Đột nhiên, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chẳng những không có nghĩ biện pháp tránh thoát cái kia tay ngọc, ngược lại quay người lại, trở tay đội lên cổ tay nàng phía trên, đem nàng tay tóm chặt lấy. Đồng thời toàn thân sấm sét nổ vang, hai cái lôi vân dực miêu tả sinh động. Cái kia lôi vân dực chính là lục phẩm ma bảo cường độ, một khi đâm vào nữ tử này thể nội, coi như nàng là thiên huyền cường giả, cũng phải chết ở chỗ này. Trác Phàm xuất thủ, tàn nhẫn chúng mang theo gian trá, đây mới là hắn tránh thức chỗ đáng sợ. Tựa hồ cũng là cảm thấy nguy hiểm buông xuống, nữ tử kia trong lòng quính lên, bỗng nhiên phóng xuất ra toàn thân khí thế. T. Chỉ một thoáng, một cỗ cực kỳ băng hàn nguyên lực đem Trác Phàm tay bỗng nhiên chấn khai. Trác Phàm hai mắt co rụt lại, chuẩn bị triển khai lôi vân dực nhất thời lại thu về, cả kinh kêu lên, sợ sợ tỉ tỉ. Nữ tử kia cũng là sững sờ, hai cái trong mắt sáng tràn đầy vẻ khó tin, chẳng lẽ ngươi là... Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm còn không muốn sớm như vậy bại lộ thân phận, thừa dịp nàng kinh ngạc thời điểm, quay người ẩn vào trong màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại sợ sợ một người đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Yên tĩnh trong bóng đêm, Hoa Vũ Thành bên ngoài 50 dặm một rừng cây nhỏ bên trong, Trác Phàm giống như một con báo săn giống như thoát ra, rơi xuống một mảnh trên đất trống. Liếc mắt hướng trên tay hắn nhìn qua, chỗ đó đã là một mảnh băng xương. Thật sâu hút khẩu khí, mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, hắn vạn lần không ngờ, sẽ ở Hoa Vũ lâu chúng lần nữa đụng phải Sở Sở. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hội lần nữa bị cái kia quen thuộc nguyệt âm chi lực gây thương tích. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để hắn yên tâm không ít. Hơi hơi quay đầu sang chỗ khác, Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nơi này là hắn cùng cái kia Thanh Hoa lâu chủ gặp mặt địa phương, cũng là địa đồ phía trên ghi rõ, đắc thủ sau đường chạy trốn. Hắn đem muốn ở chỗ này, cùng cái kia Thanh Hoa lâu chủ gặp mặt, đem cái này bồ đề tu căn giao cho nàng. Thế nhưng là, Thanh Hoa lâu chủ tuyệt đối nghĩ không ra, hắn không là một cái người đi tới nơi này, sau lưng còn cho nàng mang đến cái đuôi. Một thân trắng noãn bóng hình xinh đẹp chậm rãi rơi xuống Trác Phàm sau lưng trên nhánh cây, ẩn vào đen nhánh trong rừng. Lá cây trong gió mát hơi hơi đong đưa, phát ra rì rào thanh âm. Trác Phàm động động lỗ tai, trong lòng cười thầm. Hắn tâm lý minh bạch, người tới chính là Sở Sở. Lấy nàng thiên huyền cảnh thực lực, làm sao có thể đuổi không kịp chính mình. Đương nhiên, đây cũng là tại hắn không có sử xuất lôi vân dực tình huống dưới. Trác Phàm chỗ lấy làm như thế, thì là cố ý đem nàng dẫn tới, nhìn cái kia Thanh Hoa lâu chủ đến tột cùng là cái gì mục đích, cái này Sở Sở lại là thân phận gì. Có lẽ, còn có thể đục nước béo cò, được đến bồ đề tu căn manh mối. Tất cả mọi thứ, Trác Phàm đều tại nhận ra Sở Sở một khắc này, tính toán tốt. Tiếp đó, liền nên ấn hắn kế hoạch, để lộ hai vị này thiên huyền cường giả, trong lòng bí mật. Ánh mắt hơi hơi mị mị. Trác Phàm khóe miệng lộ ra một cái không hiểu ý cười, hướng bốn phía nhìn xem, than nhẹ lên tiếng, ai, ước người ta đến nơi đây gặp mặt, chính mình ngược lại đến trễ. Xem ra cái này bồ đề tu căn người ta cũng là không muốn, không bằng chính ta mang đi tốt. Phốc, đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền ra, một nói bóng người màu xanh chậm rãi theo đen nhánh trong rừng rậm hiển hiện ra, một đôi như tơ mị nhãn nhìn về phía Trác Phàm cáu giận nói, Tống công tử. Không nghĩ tới ngươi vẫn là người nóng tính, liền cái này hai ba phần cũng chờ không. Bất quá, nếu ngươi thực có can đảm mang theo bảo bối này lẩn trốn, chỉ sợ trừ cho Tống gia các ngươi nhiều lần thêm tai họa bên ngoài, cũng không thể mang đến chỗ tốt gì. Cái này ta đương nhiên biết rõ, bất quá ngươi cũng phải biết, thứ này tại chúng ta dạng này tam lưu tiểu gia tộc trong tay, cũng là cái khoai lang bỏng tay. Muộn nhất thời xuất thủ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ha ha ha. Tống công tử thật sự là người hiểu chuyện, như vậy thì xin đem vật kia giao cho ta đi. Tần Thái Thanh khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào Trác Phàm trước mặt.
Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đem hộp gỗ xuất ra, thuận tay đưa lên, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia Tần Thái Thanh ánh mắt, nhìn nàng phản ứng ra sao, lâu chủ, cái này ngài nhưng là phải ngay mặt nhìn kỹ. Nếu là sau đó có cái gì sai lầm, đừng trách đến tại phía dưới phía trên. Hi hi ha ha, nhìn không ra, Tống công tử dạng này dũng mãnh người, tâm tư lại cũng như thế tinh tế tỉ mỉ. Tần Thái Thanh che miệng cười cười, đem cái kia hộp gỗ tiếp nhận. Nhưng là tại nàng đem hộp mở ra sau khi, trong mắt rõ ràng chớp lên một cái. Cái này chỗ rất nhỏ, bị Trác Phàm vững vàng nhìn ở trong mắt. Không sai, đây chính là chúng ta Hoa Vũ lâu trấn lầu chi bảo, Bồ Đề Tu Căn. Thanh Hoa lâu chủ đem hộp lần nữa khép lại, hài lòng gật đầu, Tống công tử, ngươi làm phi thường tốt. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Hắn tâm lý đã hết sức rõ ràng, cái này Tần Thái Thanh biết rất rõ ràng trong này đồ vật là giả, nhưng lại y nguyên coi là thật nhận lấy. Như vậy nàng mục đích đã không cần nói cũng biết, nàng muốn chính mình trộm cũng không phải là thật Bồ Đề Tu Căn, mà như vậy cái hàng giả. Vì, cũng là lừa bịp độc thủ dược vương cái kia lão quỷ. Quả nhiên, đang nghe Thanh Hoa lâu chủ khẳng định về sau, một tiếng giả nua cười to ngay sau đó vang lên, độc thủ dược vương nghiêm tùng bóng người sau lưng Tần Thái Thanh chậm rãi xuất hiện. Ngươi là ai? Trác Phàm giật mình, giả bộ không biết hắn, vội vã lui về phía sau một bước. Cười lạnh, nghiêm tùng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong, lóe qua một đạo vẻ khinh miệt, hắc hắc hắc. Số tiểu tử, người cùng ta đồ nhi tranh đấu lúc, chịu lão phu một cái trong nháy mắt, nhanh như vậy thì không nhớ rõ. Bất quá cũng đúng, lúc đó ngươi đều hôn mê. Ta bị ngươi đả thương qua, Trác Phàm giả ý nhớ lại, chỉ chốc lát sau, đột nhiên cả kinh kêu lên, há, ta biết, cũng là lão tử đánh đập nghiêm phục cái kia thằng nhãi con thời điểm. Xuất thủ đánh lén lão tử, cũng là ngươi cái này lão giả khốn kiếp. Gương mặt hung hăng co lại, nghiêm tùng bích lục tròm dâu bất giác run run, đáy lòng đúng là bỗng nhiên phát lên một cỗ ngập trời nộ khí. Trác Phàm mắng hắn đệ tử mở miệng một tiếng thằng nhãi con, mắng hắn là lão giả khốn kiếp, cái này toàn bộ thiên vũ người nào dám nói thế với. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì, tiểu tử này lại còn công bố lần trước bị đánh thương tổn là hắn xuất thủ đánh lén. Hắn đường đường dược vương điện đệ nhất luyện đan sư, độc thủ dược vương, thiên huyền cường giả, xuất thủ đánh lén một cái đoán cốt cảnh tiểu bối, cái này truyền đi, hắn tấm mặt mo này còn để vào đâu. Sau đó hắn vội vàng cải chính, tiểu tử, lần trước lão phu chỉ là xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, tính không được đánh lén. Hừ, lão không biết xấu hổ, đánh lén thì đánh lén, còn không dám thừa nhận. Càng lớn tuổi như vậy, đánh nhau còn cùng đồ đệ cùng xuất trận. Hai người hùn vốn khi dễ ta. Hừ hừ, nguyên lai dược vương điện cũng là như thế lên làm bảy thế gia a, quả nhiên người nhiều lực lượng lớn a. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, tựa hồ còn có đầy bụng ủy khuất không có phát một dạng. Tần Thái Thanh phốc một tiếng, cười ra tiếng, nghiêm tùng lại sớm đã là khí đến trên mặt xanh một miếng tử một khối. Tiểu tử này cũng quá có thể nói bừa tách ra, làm sao không lâu sau. Liền thành bọn họ hai sư đồ cùng nhau khi phụ tiểu tử này. Còn đánh nhau sư đồ cùng xuất trận, cái này nếu là truyền vào thế gia khác trong tai, chẳng phải thành bọn họ trò cười. Trong bảy thế gia đệ tử, bình thường hiếp đáp hắn gia tộc, đây không đáng gì. Thế nhưng là trưởng lão đệ tử cùng tiến lên, đối phó một cái tam lưu gia tộc công tử, đây cũng là quá mất mặt. Trong bảy thế gia, còn không có gia tộc nào xuất hiện qua loại này không biết xấu hổ sự tình. Nghiêm lão bất giận, cái này Tống công tử chính là tính tình bên trong người, không giữ mồm giữ miệng, ngài. Ngài đừng nóng giận, Tần Thái Thanh còn muốn khuyên một chút cái này nghiêm tùng, nhưng là nói còn chưa dứt lời, chính mình đã quay đầu đi chỗ khác, che miệng trộm cười rộ lên. Hung hăng chừng nàng liếc một chút, nghiêm tùng đáy lòng lửa giận chẳng những không có hạ xuống, ngược lại nhảy một chút, lại dâng lên không ít. Hừ, đáng chết tiểu tử, dù sao lập tức liền muốn chết. Từ ngươi nói bậy đi thôi. Nghiêm tùng hung hăng khẽ cắn môi, trợn mắt nhìn về phía y nguyên rừng không được nụ cười Tần Thái Thanh, hung ác nói, đừng cười, đem đồ vật lấy ra. Hơi hơi thu liễm một chút mặt mũi, Tần Thái Thanh cung kính đem hộp trình đi lên. Độc thủ dược vương tiếp nhận hộp mở ra xem, hai cái bích lục trong mắt nhất thời liền hung hăng co lại co rụt lại. Đụng. Nghiêm tùng hung hăng đem cái kia hộp gỗ rơi trên mặt đất,
tính cả bên trong giả bồ đề tu căn, đồng loạt ngã thành phấn vụn. Tần Thái Thanh gặp này, không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, Nghiêm trưởng lão, cái này là vì sao? Đồ vật là giả, cái này căn bản không phải bồ đề tu căn. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm Tần Thái Thanh ánh mắt, lạnh lùng nói. Tần Thái Thanh cũng là khẽ giật mình, một mặt bất khả tư nghị nói, giả. Làm sao có thể, cái này bồ đề tu căn một mực tại hộ bảo trong các cất giữ, Khuynh Thành nàng lại đang bế quan, không có lý do bị người đánh cháo a. Chẳng lẽ là, nói, Tần Thái Thanh đem hồ nghi ánh mắt hướng Trác Phàm, từng bước một hướng hắn tới gần, trong mắt đã là tràn ngập sát ý, Tống công tử, ta cho là ngươi cho dù lại không biết tốt xấu, cũng là biết rõ tiến thối người. Không nghĩ tới lại sẽ làm ra loại này, thay xà đổi cột sự tình tới. Ngươi hoài nghi là ta, Trác Phàm mắt hiện kinh hãi, giả ý sợ lui về phía sau, đồng thời sau lưng Lôi Vân Dực đã là tùy thời chuẩn bị triển khai. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch cái này Thanh Hoa Lâu chủ ý đồ, nàng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lại vẫn cứ không chính mình động thủ, mà chính là mượn tay người khác tại hắn cái này chỉ có đoán cốt cảnh tu vi làm càn làm bậy, cũng là nói rõ muốn đem sự kiện này giá họa cho hắn cái này xứng sở tiểu tử. Nếu là chuyện này bồ đề tu căn có thể giấu giếm được Nghiêm Tùng còn tốt, muốn là giấu giếm không qua, nàng cũng có thể đẩy Lục Nhị Ngũ, đem tất cả sai lầm đẩy đến đi qua một đạo tay trên người mình. Như vậy Nghiêm Tùng nhiều lắm là truy cứu nàng dùng người không lo khuyết điểm, lại sẽ không lại buộc nàng xuất ra bồ đề tu căn. Cứ như vậy, bồ đề tu căn bảo trụ, nàng cũng miễn ở Nghiêm Tùng bức bách, chẳng qua là hy sinh một cái tam lưu gia tộc xứng sở tiểu tử mà thôi, gì có lời mua bán. Trác Phàm hai mắt nhíu lại, trong lòng cười lạnh, song quyền đã là không tự giác chăm chú nắm lại. Bất quá đáng tiếc, nàng tính sai một việc, cái kia chính là đứng ở trước mặt nàng, không chỉ có riêng là một cái tương đối mạnh đoán cốt cảnh luyện thể tu giả, vẫn là đánh giết u quỷ thất quái vật Trác Phàm. Đợi đến một hồi động thủ, cho dù hắn sau lưng sở sở xuất thủ, y nguyên thực lực không địch lại lời nói, hắn cũng có thể thừa cơ chém giết trước mặt hai người. Hoa gì mưa lầu đệ nhất lâu lâu chủ, cái gì độc thủ dược phương. Tại hắn Trác Phàm trong mắt, bất quá chỉ là một nữ nhân, còn có một cái sẽ chỉ ỷ vào độc dược yếu đuối lão đầu thôi. Hắn Trác Phàm phải giải quyết hai người này, mặc dù không phải chuyện dễ, nhưng cũng sẽ không quá khó. Không tự giác liếm liếm bờ môi, Trác Phàm trong mắt đã là chớp động lên khát máu ánh sáng. Tựa hồ thì sau đó một khắc, hắn liền muốn hóa thân giết người không chớp mắt ma vương. Làm thịt trước mặt hai người. Thế mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chậm rãi hướng Trác Phàm tới gần Tần Thái Thanh, lại là đột nhiên dừng bước, tiếp lấy bỗng nhiên quay người lại, một cái mang theo thăm thẳm ánh sáng màu lam nhất trường, hung hăng đánh vào độc thủ dược vương Nghiêm Tùng trên lồng ngực. Đụng! Một tiếng vang thật lớn tại tất cả mọi người mà thôi trước quanh quẩn, thậm chí cái kia tiếng xương vỡ vụn âm, cũng nghe được rõ ràng. Nghiêm Tùng như một cái diều đứt dây giống như, bay rớt ra ngoài. Còn trên không trung, liền nhịn không được phun ra một miệng tinh hồng máu tươi. Ngươi, dám phản bội lão phu. Nghiêm Tùng khó khăn bò người lên, chỉ Tần Thái Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Trác Phàm sững sờ, cũng là không tự chủ được nhìn về phía Tần Thái Thanh, nắm chặt song quyền, cũng hơi hơi buông ra một số. Sao, làm sao? Cái này Thanh Hoa Lâu chủ, không phải muốn bắt ta làm kẻ chết thay sao? Trác Phàm trong lòng có chút sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất đoán sai đối thủ ý đồ. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm than, quả nhiên lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, đoán không ra a. Ấn hắn mưu tính, đất khách chỗ chi, đối với bị Nghiêm Tùng khống chế Thanh Hoa Lâu chủ tới nói, tìm kẻ chết thay là không còn gì tốt hơn sự tình. Nàng bây giờ công nhiên phản nghịch, không khác nào là lưỡng bại câu thương, thậm chí là hai bại đều vong. Hừ, Tần Thái Thanh, ngươi đừng quên, mạng ngươi còn bắt trong tay lão phu, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Độc thủ dược phương chậm rãi bò người lên, chùi chùi khóe miệng vết máu, trước ngực đã kết thành hoàn toàn trắng bệch bông tuyết. Tần Thái Thanh hiên ngang đầu, trong mắt lóe lên một đạo dứt khoát chi sắc, Nghiêm Tùng, ngươi cho cô nãi nãi nhớ kỹ. Cô nãi nãi ta là Hoa Vũ lâu đệ nhất lâu, Thanh Hoa lâu lâu chủ, Tần Thái Thanh. Cô nãi nãi coi như liều cái này cái tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đem Hoa Vũ lâu hủy. Nghe được lời này,
Trác Phàm không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngày thường Thanh Hoa lâu chủ, đoan trang hiền thục, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này mỹ lệ lâu chủ mắng to bộ dáng. Nhưng là không biết sao, hôm nay Thanh Hoa lâu chủ, lại là để hắn cũng cảm thấy nổi lòng tôn kính lên. Lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái này ngạo nghễ đứng thẳng Thanh Hoa lâu chủ, độc thủ Dược Phương cười lạnh, ta dị nói, hừ, bằng ngươi cái này thối nữ nhân bản sự, ngươi cho rằng coi là thật có thể giết đến lão phu. Vậy chúng ta thì thử nhìn một chút, người đã trúng cô nãi nãi Hàn Ngọc Trường, tâm mạch bị thương, gân mạch đoán chừng cũng đã đóng băng hơn phân nửa, đã không có khả năng dùng lại ra huyền giai vũ kỹ, thất thải vân la trường. Ngạo nghễ đính đính lồng ngực, Tần Thái Thanh trong mắt lóe lên một tia khoái ý chi sắc, nghiêm tùng, ngày này sang năm cũng là ngươi ngày rỗ. Cho dù lão nương không có giải dược, chúng độc bỏ mình, cũng không oán không hối. Vừa dứt lời, Tần Thái Thanh bỗng nhiên một bước chân ngọc, liền nhất thời hướng Nghiêm Tùng phóng đi, một cái hiện ra ánh sáng màu lam ngọc trường, lần nữa hướng hắn chán đánh xuống. Nghiêm Tùng xách một hơi, lại là đột nhiên trì trệ, không khỏi phun ra một ngụm máu đến, hiển nhiên như Tần Thái Thanh chỗ nói, là nguyên lực trong cơ thể vận hành không thông gây nên. Có điều hắn lại không sợ chút nào, Bích Lục Rear mép hơi hơi lắc một cái, khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong. Phốc! Đột nhiên, Tần Thái Thanh nhất trưởng còn không có đánh xuống, nàng đã là thân thể lắc một cái, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm dòng máu tới. Máu nước rơi xuống đất, phát ra xì xì ăn mòn chi khí. Thanh Hoa lâu chủ suy yếu lắc lắc thân thể, bịch một tiếng, hướng về sau ngã xuống, lại là cũng đã không thể động. Trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị, Tần Thái Thanh hoàn toàn không hiểu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc hắc hắc, đàn bà thúi. Ngươi cũng không nghĩ một chút lão phu là ai, há lại ngươi có thể tùy tiện đánh lén. Khóe miệng hơi hơi một phát, Nghiêm Tùng tức giận hừ nói, hừ, nhìn xem ngươi tay cầm đi. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Tần Thái Thanh run rẩy đem cái kia tay ngọc đưa đến trước mắt, lại là thình lình phát hiện, cái kia trắng nõn tay ngọc sớm đã biến đến đỏ tía, hiển nhiên là bên trong kịch độc. Ha ha ha, lão phu danh xưng độc thủ Dược Vương. Toàn thân cao thấp đều là thiên hạ chí độc, ngươi cho rằng chỉ có cái kia thất thải vân la trường bảy loại kịch độc, mới có thể uy hiếp các ngươi những thứ này các thế gia thiên huyền cao thủ sao? Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Nghiêm Tùng âm độc hai mắt bên trong bất giác lóe qua một đạo trần trụi sát ý, hừ, nếu thật là như thế, lão phu còn có thể bị thế gia khác cao thủ như thế kính nể sao? Hắc hắc, nữ nhân ngu xuẩn, thật sự là không biết sống chết đồ vật. Lão phu hiện tại thì kết ngươi, miễn cho ngày sau phiền phức. Vừa dứt lời, cái kia Nghiêm Tùng liền nâng lên nhất trưởng hướng Tần Thái Thanh chán đánh xuống. Tuy nhiên hắn gân mạch đã bị hao tổn, nhưng là cái kia một bổ phía dưới uy lực, y nguyên có thể chém giết một tên thiên huyền cường giả. Tần Thái Thanh ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, bờ môi nhịn không được hung hăng cắn cùng một chỗ. Từng tia ân hồng theo cái kia thanh sắc khăn lụa chúng chảy ra, đại khái là trong lòng không cam lòng đi. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, lại cũng không tính xuất thủ. Bởi vì hắn biết, tự có người hội cứu vị này Thanh Hoa lâu chủ. Quả nhiên, nương theo lấy độc thủ Dược Vương sắc bén trưởng phong cùng Tần Thái Thanh cái kia không cam lòng nước mắt, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra, một cái hiện ra trắng noãn huỳnh quang tay ngọc. Thẳng tắp hướng độc thủ Dược Vương mặt đánh tới. Mi đầu không khỏi run run, độc thủ Dược Vương hướng Tần Thái Thanh đánh xuống một trường kia đột nhiên dừng lại, ngược lại hướng về phía trước đối lên cái kia tinh tế tay ngọc. Đụng! Một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, độc thủ Dược Vương nhìn không được bạch 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 liền lùi lại hơn 10 bước, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay kia sớm đã hiện lên đạm mạc băng xương. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi rơi xuống Thanh Hoa lâu chủ trước người, yểu điệu dáng người lại tràn ngập cấp trên khí thế, khiến người ta liếc một chút về sau, đúng là theo ở sâu trong nội tâm phát lên thật sâu sùng kính cảm giác. Sở Sở tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đến? Rõ ràng tâm lý một mực rõ ràng nàng thì tại sau lưng cất giấu, nhưng Trác Phàm y nguyên giả bộ thành quá sợ hãi bộ dáng nói, ta biết, nguyên lai ngươi một mực tại đằng sau theo dõi ta. Hừ. Trộm chúng ta Hoa Vũ lâu trấn lầu chi bảo, chẳng lẽ còn không cho ta cùng? Sở Sở quay đầu chừng Trác Phàm liếc một chút, cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, Trác Phàm tựa hồ cũng là cả kinh,
làm bộ hét lớn, thế nào, Sở Sở tỷ tỷ ngươi cũng là Hoa Vũ lâu người. Như vậy, ngươi là Hoa Vũ thập ngũ lâu, chúng lầu một lâu chủ đi. Còn ngươi hai bên đi loanh quanh, Trác Phàm phảng phất là cái làm sai sự tình hài tử, muốn phải lập tức phủ nhận trách nhiệm giống như, vội vã chỉ Tần Thái Thanh nói, Sở Sở tỷ tỷ, cái này không liên quan ta chuyện, ta cũng là bị buộc. Chính là nàng, nàng là các ngươi nội gián, bắt nàng tốt, tuyệt đối đừng tìm ta. Giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, Sở Sở giận dữ nhẹ suýt một chút hắn chán, ngươi tiểu quỷ này, không có gánh chịu sự kiện này đảm lượng, còn dám làm việc này. Coi như đem ngươi bắt về nghiêm trị, cũng không chút nào oan uổng. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất Tần Thái Thanh, hơi hơi cúi người, xem kỹ một chút nàng thương thế. Nghiêng, Khuynh Thành, Tần Thái Thanh hơi hơi nhấc nhấc đầu, khóe mắt một khỏa óng ánh nước mắt trượt xuống, tựa hồ thẹn trong lòng, yếu ớt nói, thật xin lỗi, ta bán Hoa Vũ lâu. Đụng, độc thủ Dược Vương vừa dùng lực, đem trên tay băng xương chấn vỡ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Sở, cười nhạo nói, huyền giai vũ kỹ, huyền nguyệt quyết. Ha ha ha, Hoa Vũ lâu tổng lâu chủ, Sở Khuynh Thành, người rốt cục chịu xuất hiện. Không biết người bây giờ thương thế, phải chăng có chuyển biến tốt, có cần hay không lão phu giúp đỡ a? Cái gì, Sở Sở tỷ tỷ ngươi chính là Hoa Vũ lâu tổng lâu chủ, Sở Khuynh Thành. Trác Phàm không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn Sở Sở cái kia tại ánh trăng vung vãi phía dưới tịnh lệ bóng người, lần này hắn là thật kinh ngạc đến ngây người, mà không phải trang. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại xóm nghèo gặp phải cái kia ôn nữ, lại chính là đường đường Hoa Vũ lâu tổng lâu chủ. Thế nhưng là thân là tổng lâu chủ nàng, chạy chỗ đó làm gì? Trác Phàm trong lòng không hiểu, có điều hắn không nghĩ ra, liền trước tạm thời gác lại. Nhưng là để hắn trong lòng có chút ảo não là, Sở Khuynh Thành danh xưng thiên vũ đệ nhất mỹ nữ, mà hắn là gặp qua Sở Sở hình dáng người. Dung nhan tuyệt thế kia, trừ Sở Khuynh Thành bên ngoài, còn có ai phối nắm giữ? Cái này hắn đều không nghĩ tới Sở Sở thân phận chân chính, không khỏi để hắn cảm thấy, chính mình IQ có phải hay không có chỗ hạ xuống. Thế nhưng là đến tột cùng là cái gì thời điểm hạ xuống đâu? Đại khái là nhìn đến Sở Sở hình dáng một sát na kia đi. Trác Phàm trong lòng cảm thán, cho dù bây giờ nghĩ lên tình cảnh lúc đó, y nguyên sẽ để cho hắn tâm thần thanh thản. Một nữ nhân mị lực lại có lớn như thế sức hấp dẫn, đây là hắn trước kia căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Hoàn toàn không có để ý hai người này khác biệt ánh mắt, Sở Khuynh Thành chỉ là yên tĩnh địa sát nhìn Tần Thái Thanh thương thế, tiếp trong tay ánh sáng lóe lên. Trong tay liền xuất hiện một cái bình sứ. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình, cái kia thấm người mùi thơm ngát lập tức để tại chỗ hai người cùng nhau trong mắt sáng lên, phát ra tham lam ánh sáng. Bồ đề ngọc dịch. Sư tỷ, ta biết rõ ngươi đối Hoa Vũ lâu trung thành. Xin lỗi, là ta cái này tổng lâu chủ không xứng chức, để ngươi chịu khổ. Sở Khuynh Thành nhẹ nhàng xốc lên cái kia thanh sắc mạng che mặt một góc, đem bồ đề ngọc dịch đến Tần Thái Thanh trong miệng. Chỉ một thoáng, vẻn vẹn chỉ là một mà thôi, lại là để Tần Thái Thanh toàn thân phóng ra hào quang màu bích lục, cuồn cuộn cường đại sinh mệnh lực ngăn không được phát tán đi ra, khiến bên người nàng cỏ dại cũng như điên giống như, trong nháy mắt dài đến cao cỡ một người. Mà trên tay nàng khí độc, cũng đang không ngừng biến mất, chỉ chốc lát sau, liền đã lần nữa khôi phục cái kia trắng nõn tay ngọc. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trác Phàm cùng cái kia nghiêm tùng tất cả đều tham lam nuốt ngụm nước bọt, hai con mắt chăm chú nhìn cái kia bình sứ. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy cái này bồ đề ngọc dịch, nhưng là nó cường đại sinh mệnh năng lượng, y nguyên để Trác Phàm trong lòng ngăn không được chấn kinh. Lại lãng phí một, đáng tiếc. Trác Phàm trong lòng oán thầm, trong đầu đang suy tư muốn hay không hiện tại liền đem cái kia cái bình đoạt tới. Đồng dạng ý nghĩ, cũng tại nghiêm tùng trong đầu bồi hồi. Hắc hắc hắc, cái này bồ đề ngọc dịch thật là thiên cổ linh dược, quả nhiên thần kỳ. Độc thủ Dược Vương khẽ liếm một miệng môi dưới, nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, Sở lâu chủ, chúng ta thương lượng như thế nào? Hiện nay lão thái bà kia đã qua đời, toàn bộ Hoa Vũ lâu từ ngươi làm chủ. Không bằng ngươi đem cái này bồ đề tu căn giao cho lão phu đem thất thải vân la trưởng giải dược cho ngươi. Dạng này, các ngươi Hoa Vũ lâu cũng có thể tiếp tục duy trì. Hừ, bồ đề tu căn là chúng ta Hoa Vũ lâu chỗ căn bản. Đối với nó,
các ngươi Dược Vương Điện liền có thể hoành hành không sợ, chúng ta Hoa Vũ Lâu cũng vô pháp lại chỗ dựa tại đất thất thế gia bên trong. Nghiêm Tùng, ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng à, sẽ lên ngươi làm. Sở Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo khắc cốt hận ý, lại nói, bà ngoại nàng thù. Ha ha ha, đám nương môn kia không biết thời thế, bị chết đáng đời. Sở Lâu Chủ, lão phu khuyên ngươi tuyệt đối đừng dẫm vào nàng vết xe đổ a. Độc thủ Dược Vương cười lớn một tiếng, châm chọc nói. Sở Khuynh Thành trong mắt giận dữ, song quyền không khỏi chăm chú nắm lại. Lúc này, Thanh Hoa Lâu Chủ thở khẽ vài tiếng, chậm rãi đứng lên, một trương trắng xám gương mặt, hận hận nhìn chằm chằm đối diện Nghiêm Tùng, Khuynh Thành, hắn đã bị ta đả thương, không có khả năng ra huyền giai vũ kỹ. Hiện tại hợp hai người chúng ta chi lực, nhất định có thể xử lý lão gia hỏa này. Thế nhưng là, sư tỷ, các vị lâu chủ nhóm giải dược. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ đau xót, nhưng là rất nhanh liền bị dứt khoát thay thế, Thanh Hoa Lâu Chủ thở sâu, lạnh lùng nói, vì Hoa Vũ Lâu tương lai, thì coi như chúng ta cái này tầng 15 chủ đều chết, cũng sẽ không tiếc. Khuynh Thành, động thủ đi. Trầm ngâm một trận, Sở Khuynh Thành trong mắt còn có một tia do dự, Tần Thái Thanh gặp, lập tức quát to, Khuynh Thành, muốn là bỏ lỡ hôm nay, về sau chúng ta rốt cuộc không có cơ hội xử lý lão tặc này. Cho bà ngoại báo thù, lại không hy vọng. Tựa hồ là bị một tiếng này chấn quát bừng tỉnh, Sở Khuynh Thành ánh mắt biến đến càng ngày càng băng lãnh. Tống Ngọc, người lóe một bên, cẩn thận làm bị thương ngươi. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói. Trác Phàm cũng rất ngoan ngoãn, lập tức trốn đến một bên. Cái gọi là ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, hắn vừa vặn nhìn cái náo nhiệt, thừa cơ ra tay. Giờ này khắc này, cái này ba cái thiên huyền cao thủ, người nào cũng sẽ không đề phòng một cái đoán cốt nhị trọng làm càn làm bậy. Hắc hắc hắc, đánh đi, tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, lão tử kiếm có sẵn. Trác Phàm khóe miệng, nhếch lên một cái âm hiểm đường cong. Ánh mắt khẽ híp một cái, độc thủ Dược Vương nhìn ra hai người quyết tuyệt chi sắc, không khỏi đem tay đặt ở bên hông hắn cái kia hồ lô phía trên, âm hiểm cười nói, Sở Lâu Chủ, người cần phải hiểu rõ lại động thủ, tuyệt đối đừng hối hận. Hừ, không làm thịt ngươi lão quỷ này, ta Sở Khuynh Thành mới có thể thương tiếc chung thân đâu. Sở Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Nghiêm Tùng phóng đi, cái kia Thanh Hoa Lâu Chủ thì theo thật sát. Ba vị thiên huyền cường giả chiến đấu, lấy hai địch một, Nghiêm Tùng lại không thể dùng huyền giai vũ khí, lộ ra nhưng đã rơi xuống hạ phong. Nhưng là hắn lại cũng không bối rối, dường như tự có biện pháp, nắm lấy cái kia hồ lô một cái lão thủ, cũng không thấy chăm chú. Oanh! Đột nhiên, một đạo tử lôi giữa trời đánh xuống, Sở Khuynh Thành hai người vọt tới trước dáng người nhất thời bị ngăn cản gãy xuống. Độc thủ Dược Vương cũng là mi đầu không khỏi lắc một cái. Chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn hướng người tới. Người nào? Sở Khuynh Thành cùng Tần Thái Thanh hai người, hét lớn lên tiếng. Ha ha ha, Sở Sở nha đầu, Thanh Nhi nha đầu, mấy năm không thấy, các ngươi thì đem ta cái lão nhân này quên bén. Người đến là một tên hoàng bào lão giả, mù một con mắt, là cái một mắt. Trên vai ngừng lại một cái màu đen quả đen, cái kia quả đen trong mắt kim quang lập lòe, còn tản ra tử sắc sấm sét. Chính là Tiềm Long Các thần nhãn Long Cửu mang theo hắn mới linh sủng, thôn vệ quỷ nha đến đây. Hắn đi theo phía sau một nam một nữ, đều là đoán cốt cảnh tu vi, chính là Long Quỷ cùng Long Kiệt hai người. Trác Phàm gặp, không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ không ra ở chỗ này, hắn một mặt chưa lộ, lại là gặp nhiều như vậy người quen. Cửu thúc, Sở Khuynh Thành cùng Tần Thái Thanh giật mình, mừng lớn nói. Độc thủ Dược Vương lại là mi đầu hơi nhíu nhăn. Trên mặt dần dần ngưng trọng lên, cười lạnh nói, thần nhãn Long Cửu, nghĩ không ra người cái kia thần nhãn lại trở về. Gật gật đầu, Long Cửu cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Nắm một cái tiểu huynh đệ hồng phúc, ta Long Cửu lần nữa tìm về thần nhãn Long Cửu xưng hào. Về sau gặp phải người độc thủ Dược Vương, cũng không cần lại sợ. Độc thủ Dược Vương bất giác run run ra mặt, trong lòng mắng to. Cái này thần nhãn Long Cửu lần nữa tìm về cái kia tử lôi kim nhãn về sau, liền tương đương với nắm giữ viễn trình hủy diệt đả kích, hắn thất thải vân la trưởng rất khó lại đối Long Cửu hữu hiệu. Có thể nói trước kia thần nhãn Long Cửu cũng là hắn thiên địch, về sau Long Cửu mất đi ánh mắt về sau,
một lần uể oải suy sụp. Hắn cũng liền không để hắn vào trong mắt, nhưng bây giờ cái này thần nhãn long cửu lại trở về. Độc thủ Dược Vương ánh mắt híp lại, trong lòng lo sợ, cái kia lão thủ lại không tự giác sờ lên cái kia hồ lô, lạnh lùng nói, như vậy, long cửu, ngươi là muốn cùng hai người bọn họ tiểu cô nương cùng một chỗ đối phó lão phu sao? Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành hai người cùng nhau nhìn về phía long cửu phương hướng, trong mắt lóe kỳ cánh chi sắc. Mi đầu khẽ run, long cửu liếc mắt liếc một cái độc thủ Dược Vương bên hông cái viên kia hồ lô về sau, chậm rãi lắc đầu, nghiêm tùng, người đừng hiểu lầm, ta long cửu lần này tới là khuyên can. Chúng ta đều là Hoa Vũ lâu khách nhân, liền nên khách nhân có cái khách nhân dạng, chủ nhân có người chủ nhân dạng. Khách nhân cùng chủ nhân đánh thành một đoàn, như cái gì lời nói. Ha ha ha, cửu trưởng lão nói có lý, ta nghiêm tùng cũng không phải cái kia đúng lý không tha người thế hệ, lần này thì không truy cứu hai cái này tiểu nữ oa vô lý chỗ. Chỉ là, hai cái này nữ oa nếu là còn không buông tha, vậy lão phu cũng không có cách nào. Độc thủ Dược Vương biết long cửu không tham dự việc này, không khỏi thở dài ra một hơi, cười khẽ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành hai người. Sở Khuynh Thành hung hăng khẽ cắn môi. Nhìn về phía long cửu, nhưng long cửu lại là đối nàng hơi hơi lắc đầu. Không có cách nào, nàng đành phải thôi, thở dài, hừ lạnh nói, hừ, nghiêm tùng, lần này ta trước hết tha cho ngươi một cái mạng, chỉ hy vọng ngươi hãy thành thật điểm, đừng ở ta Hoa Vũ Thành làm loạn. Hắc hắc hắc, vậy phải xem Sở lâu chủ như thế nào đãi khách, ta cười một tiếng, độc thủ Dược Vương đạp chân xuống, bay về phía không trung. Nhìn lấy hắn rời xa bóng lưng. Dần dần biến mất, tất cả mọi người bất giác thở dài ra một hơi. Cho dù là Sở Khuynh Thành hai người, vừa mới còn một mực tại kêu đánh kêu giết, nhưng là chân chính đối mặt cái kia nghiêm tùng, y nguyên sẽ có loại cảm giác khẩn trương. Cửu thúc, ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta, thả hắn, chẳng lẽ ngươi quên bà ngoại thù? Tần Thái Thanh có chút oán trách nhìn long cửu liếc một chút, nhưng là Sở Khuynh Thành lại là vỗ vỗ bả vai nàng nói, sư tỷ, ngươi hiểu lầm cửu thúc. Vừa mới hắn là cứu chúng ta nhất mệnh. Có chút không hiểu nhìn về phía long cửu bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Sở Sở nha đầu, Thanh Nhi nha đầu, cái này độc thủ Dược Vương nghiêm tùng là cùng ta một thế hệ người, lão phu quá hiểu hắn. Làm sao cái kia u quỷ thất còn nhân vật đáng sợ, các ngươi lần này tùy tiện xuất thủ, rất có thể chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Thế nhưng là, hắn đã bị ta đả thương a. Tần Thái Thanh phản bác, chậm rãi lắc lắc đầu, long cửu chỉ có một con mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, Thanh Nhi, ngươi có lưu ý bên hông hắn cái kia hồ lô sao? Không khỏi khẽ giật mình, Tần Thái Thanh không khỏi lắc đầu. Lão phu cùng hắn gặp qua vài lần, đều chưa từng gặp hắn thân thể mang hồ lô. Lần này bên hông hắn đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị như vậy hồ lô, bên trong tất có mở ám. Cái này độc thủ Dược Vương nhìn như phách lối cuồng vọng. Nhưng là thận trọng như ở trước mắt, liền cái kia u quỷ thất đều không dám tùy ý thiết kế tại hắn, các ngươi hôm nay lỗ mãng xuất thủ, thật sự là quá mạo hiểm. Nghe long cửu răn dậy, Sở Khuynh Thành hai người mới phát giác vừa mới nguy hiểm cỡ nào, không khỏi thi lễ cảm tạ. Thế nhưng là cửu thúc, thật chẳng lẽ không có cách nào đối phó lão tặc này? Tần Thái Thanh tựa hồ còn có chút không cam lòng, hỏi. Long cửu khẽ vuốt một chút chòm râu. Trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, thở dài, khó đó, trừ phi. Có lẽ, nếu là ta huynh đệ kia tại lời nói, chắc là có chút biện pháp. Người huynh đệ kia, Sở Khuynh Thành hai người cùng nhau nói. Trác Phàm cũng là lông mày nhíu lại, trong miệng hắn nói huynh đệ, không phải là lão tử đi. Quả nhiên, Long Cửu lời vừa nói ra, Long Quỳ liền không cao hứng, lẩm bẩm cửu thúc, làm gì lại nâng lên tiểu tử kia. Chẳng phải giết cái u quỷ thất a, người mấy tháng này đều đem hắn thổi tới bầu trời. Hiện tại toàn bộ Tiềm Long Các, không biết ngài cùng tiểu tử kia là huynh đệ, đoán chừng không nhiều. Hắc hắc hắc, tiểu quỳ, người có phải hay không ghen ghét hắn a? Còn cũng liền giết cái u quỷ thất, các người thế hệ này, có ai có thể đem lão già chết tiệt kia xử lý? Đừng nói là để cho ta Long Cửu cùng hắn làm huynh đệ, coi như bái hắn vì tổ tông cũng không thành vấn đề a. Cửu thúc, các ngươi nói thế nhưng là cái kia gần nhất huyên náo xôn xao. Ác ma Trác Phàm, Sở Khuynh Thành lông mày nhíu lại, hỏi. Gật gật đầu,
Long Cửu một mặt cảm thán, cho dù tại trong bảy thế gia, giống Sở Sở ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Bất quá ta huynh đệ kia, tuyệt đối có thể cùng các ngươi dạng này thiên tài sánh vai. Hừ, cái gì thiên tài, hắn cũng là cái bạo lực cuồng, đi đến chỗ nào, giết đến chỗ đó. Long Quỳ bất mãn ngoác miệng ra. Long Kiệt lại là lắc lắc đầu nói, tiểu Quỳ, ngươi nói như vậy thì không đúng. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải thừa nhận. Bây giờ Trác Phàm, bất luận tiềm lực, tư chất, vẫn là thực lực, đều tại ngươi ta phía trên. Mặc dù là người là phách lối một chút, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là có thể sánh ngang bảy thế gia lục long nhất phượng nhân vật thiên tài. Riêng là tại giết người phía trên, đoán chừng bảy thế gia thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể sánh. Tiểu Kiệt nói cũng rất đúng trọng tâm. Long Cửu khen ngợi gật đầu, thế nhưng là Long Quỳ lại là một mặt bất mãn đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt, oán hận nói, hừ, cái gì đúng trọng tâm, tiểu tử kia sao có thể cùng Khuynh Thành tỷ bọn họ so sánh. Đúng, không có chút nào đúng trọng tâm, lão tử rõ ràng rất điệu thấp, đến Hoa Vũ Thành nhiều ngày như vậy, đều không lộ ra hình dáng, lúc nào phách lối. Trác Phàm cũng là rất không cam lòng bĩu môi, giết người không lưu danh, lão tử không chính là như vậy thấp điều qua đến sao. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, đã ngươi không có lưu danh, nơi nào đến ác ma Trác Phàm xưng hào, còn chứ danh toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Ngươi là cho tới bây giờ không có lưu qua tên, nhưng là giết u quỷ thất lúc làm đến như vậy giống chống khua chiêng, tất cả mọi người nhận biết ngươi a. Mà lại, hắn chỉ là mình cho rằng không phách lối mà thôi, nhưng là mỗi lần xuất thủ, mỗi một cái động tác, thực đều là hung hăng càn quấy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Quỳ tay nhỏ, Sở Khuynh Thành lần nữa nhìn về phía Long Cửu, trong mắt lóe hy vọng tinh quang, cửu thúc. Người nói cái này Trác Phàm thật có năng lực giết cái kia độc thủ dược vương sao? Trầm ngâm một hồi, Long Cửu chậm rãi lắc đầu, cái này lão phu không xác định, lão phu chỉ là suy đoán, nếu như về sau cái này độc thủ dược vương chết thật tại một người trong tay, cái kia hơn phân nửa lại là Trác Phàm cái này huynh đệ. Nghe cửu thúc kiểu nói này, vậy ta ngược lại thật sự là muốn gặp một lần vị này khoáng thế kỳ tài. Sở Khuynh Thành con người hai bên đi loanh quanh, có tinh quang chớp động. Không biết suy nghĩ cái gì. Về sau, Sở Khuynh Thành liền an bài Long Cửu bọn người vào ở Hoa Vũ Lâu bên trong. Trác Phàm vốn muốn nhân cơ hội chuồn mất, ngày sau lại dò xét Hoa Vũ Lâu, nhưng lại bị Sở Khuynh Thành một phát bắt được cái cổ, như sách con gà con giống như, bắt hồi Hoa Vũ Lâu tổng bộ. Cảnh ban đêm tĩnh lặng, trăng lên giữa trời, chỗ có khách đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một gian trong căn phòng nhỏ, vẫn sáng một chiếc cô đăng. Ở nơi đó, tụ tập 5 người, Sở Khuynh Thành, Mẫu Đơn Lâu Chủ, Thanh Hoa Lâu Chủ, Thiếu Đan Đan cùng Trác Phàm. Có thể nói, trong phòng này còn lại 4 người đều là Hoa Vũ Lâu người, chỉ có Trác Phàm một ngoại nhân. Xong đời. Trác Phàm trong lòng thầm than, một hồi nếu là động thủ, ba cái thiên huyền cường giả, hắn nhất thời cũng không thoát thân được. Đợi đến cái khác thiên huyền cao thủ đến đông đủ, hắn cũng chỉ có thể làm cá trong chậu. Mà Mẫu Đơn Lâu Chủ nhìn lấy Trác Phàm, cũng là trong lòng hồ nghi, vì sao Tổng Lâu Chủ sẽ đem một cái không liên quan nam tử mang vào Hoa Vũ Lâu đến. Tiếu Đan Đan thì là mắt hiện kỳ sắc, tại Trác Phàm trên thân dò xét nửa ngày. Hai lần gặp phải Trác Phàm, nàng đều sẽ bị hung hăng nhục nhã một phen. Nhưng là không biết sao, nàng đối nam nhân này cũng là không hận nổi. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân a. Trác Phàm bị cái kia Tiếu Đan Đan chằm chằm đến phiền, không khỏi gầm thét lên tiếng. Tiếu Đan Đan run một cái, bất giác lui lại một bước. Làm càn. Thế mà, nhìn đến đồ đệ mình bị hù dọa, Mẫu Đơn Lâu Chủ bao che cho con nóng nảy tính cách một chút thì bạo phát đi ra, mắng to, nơi nào đến đứa nhà quê, dám tại ta Hoa Vũ Lâu dương oai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Mặc kệ đây là địa phương nào. Người cũng không thể để một tiểu nha đầu không kiêng nể gì như thế dùng ánh mắt xâm hại một cái ta anh Tuấn như vậy thiếu niên đi. Cái gì ánh mắt xâm hại? Mẫu Đơn Lâu Chủ sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói. Chỉ một ngón tay cái kia Tiếu Đan Đan, Trác Phàm hiên ngang đầu, như cùng một cái làm càn làm bậy giống như mắng to, người nhìn nàng nhìn ta cái kia hai tròng mắt, đều nhanh đem ta nhìn xuyên. Lão tử thế nhưng là mặc quần áo. Còn như thế mê đắm mà nhìn chằm chằm vào người ta, còn không gọi ánh mắt xâm hại a. Phi. Ba vị lâu chủ cùng nhau nhẹ phi một miệng,
rốt cuộc biết cái gì gọi là ánh mắt xâm hại, trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Tiếu Đan Đan càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi thấp đầu, không còn dám ngẩng đầu. Tiểu tử này nói chuyện cũng quá thô tục, cái gì ánh mắt xâm hại, ánh mắt xâm hại, ta bất quá nhiều nhìn ngươi hai mắt, nơi nào có loại kia hạ lưu ý nghĩ. Tiếu Đan Đan hai cánh tay nắm thật chặt góc áo, lại là càng nghĩ càng ngược, sau cùng gương mặt càng là vừa đỏ lại nóng lên. Sở Khuynh Thành giận dữ liếc hắn một cái, trách cứ Tống Ngọc, không cho phép mắng to. Đúng, Sở Sở tỷ tỷ. Trác Phàm tại Sở Khuynh Thành trước mặt ngược lại biểu hiện được như cái bé ngoan, hắn tâm lý rõ ràng, nơi này Sở Khuynh Thành lớn nhất, chỉ cần cùng với nàng nịnh nọt quan hệ, liền không cần thiết lại động thủ. Tốt, ngươi chính là khi dễ ta đệ tử cái kia Tống Ngọc, ta có thể tìm được ngươi. Thế nhưng là, Mẫu Đơn lâu chủ biết thân phận của hắn về sau, cái kia tính tình nóng nảy không khỏi lần nữa nhen nhóm. Bất quá, ỷ có Sở Khuynh Thành chỗ dựa, Trác Phàm cũng không sợ chút nào, quát to ta thì khi dễ, làm sao? Ai bảo hắn khi dễ ta nữ nhân, ngươi không biết ngươi đồ đệ đức hạnh xấu bao nhiêu sao? Mẫu Đơn lâu chủ run rẩy một miệng môi dưới, đúng là không phản bác được. Nàng đương nhiên biết cái này bên trong thị phi ân oán, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này thật đúng là làm càn làm bậy, lại dám gan lớn đến tại Hoa Vũ lâu cùng với nàng cái này Mẫu Đơn lâu chủ khiêu chiến, một chút mặt mũi cũng không cho. Nàng tự giác đối lý, phàm là cho nàng một cái hạ bậc thang, nàng cũng sẽ không lại truy cứu, nhưng là bây giờ. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhìn lão nương đánh không chết ngươi. Nói, Mẫu Đơn lâu chủ thì muốn động thủ, nhưng là còn không đợi Sở Khuynh Thành ngăn cản, một cái nhỏ yếu tay ngọc đã là nắm chắc nàng cánh tay. Quay đầu xem xét, nàng không khỏi sửng sốt. Bắt lấy nàng không là người khác, chính là nàng hảo đồ đệ, Tiếu Đan Đan. Giờ này khắc này, Tiếu Đan Đan khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn, hiển nhiên là để cho nàng thả tiểu tử thúi này. Trong lúc nhất thời, nàng lại là có chút mê mang. Ta nói ngoan đồ nhi, hắn không phải lại nhiều lần nhục nhã ngươi à, vì sao ngươi còn muốn xin tha cho hắn? Chẳng lẽ, đột nhiên, Mẫu Đơn lâu chủ giống như là ý thức được cái gì, kêu lên sợ hãi, chẳng lẽ ngươi nhìn lên tiểu tử này? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình, Trác Phàm càng là mí mắt lắc một cái, gấp kêu ra tiếng, uy uy uy, thuốc có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Coi như ngươi là Mẫu Đơn lâu chủ, cũng không thể tùy ý bịa đặt sinh sự, tổn hại bổn công tử danh dự. Ha ha, ngươi có cái gì danh dự nhưng là tổn hại. Đồ đệ của ta coi trọng ngươi, giống như ngươi ăn thiệt thòi một dạng. Vốn là Mẫu Đơn lâu chủ còn tại tức giận Tiếu Đan Đan tại sao lại nhìn lên như thế một cái lăng đầu lăng não, không biết lớn nhỏ tiểu tử, thế nhưng là nghe xong Trác Phàm lời nói, lại là bao che cho con bạo tính khí lại đi tới. Làm gì, lão nương đệ tử còn không xứng với ngươi a. Trong lúc nhất thời, Mẫu Đơn lâu chủ theo hận đệ tử không có ánh mắt, biến thành hướng Trác Phàm bức hôn. Nhìn bộ dáng, nếu là Trác Phàm không đáp ứng lời nói, đoán chừng không phải đánh lên không thể. Tiếu Đan Đan càng là đỏ bừng mặt, đồng thời bởi vì Trác Phàm cái kia vội vàng phản đối thái độ, trong lòng có một chút cảm giác mất mát, không khỏi đại kêu ra tiếng, sư phụ, ta không phải ý kia, ngài khác nói mò. Vậy ngươi là có ý gì? Mẫu Đơn lâu chủ liếc mắt liếc một cái nàng, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Dương mắt nhìn Trác Phàm liếc một chút, Tiếu Đan Đan trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này chịu vì cô nương kia ra mặt, đắc tội chúng ta Hoa Vũ lâu, cũng coi là thế gian khó được. Không muốn trên đời này, ít hơn nữa một cái có thể vì nữ tử hy sinh nam nhân tốt. Thì hắn, cũng coi như nam nhân tốt. Mẫu Đơn lâu chủ khinh thường bĩu môi, châm chọc nói, nhiệt huyết hướng lên đầu lớn, thẳng thắn làm càn làm bậy. Hắn nếu có cái kia trong truyền thuyết Trác Phàm bản sự cũng coi như, thực lực không đủ còn dám đắc tội bảy thế gia, quả thực thì là muốn chết. Lần này may mà là gặp phải chúng ta Hoa Vũ lâu, nếu là đổi lại hắn mấy cái thế gia lời nói, hắn hiện tại đã sớm đầu người rơi xuống đất. Lần trước nếu không phải gặp gỡ tổng lâu chủ xuất thủ cứu giúp, hắn không đã sớm bị cái kia Nghiêm Phục giết chết a. Quả là thế, lần trước cứu Tống công tử, thật sự là Khuynh Thành ngươi. Mi đầu không khỏi nhếch lên, Thanh Hoa lâu chủ nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói. Gật gật đầu, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, đó cũng là cơ duyên xảo hợp,
sau khi trở về, ta liền đem sự kiện này nói cho mẫu đơn lâu chủ, để cho nàng thật tốt ước thúc một chút đệ tử, không muốn lại ra ngoài quấy rối. Dù sao chúng ta Hoa Vũ Thành là toàn bộ trong đế quốc, một cái duy nhất từ nữ nhân làm chủ địa phương. Ta không hy vọng ở chỗ này, còn có nữ nhân khó xử nữ nhân sự tình phát sinh. Đúng, mẫu đơn ngày sau nhất định chặt chẽ quản giáo. Nghe ra Sở Khuynh Thành nói bóng gió, mẫu đơn lâu chủ đuổi vội cúi người nhận lầm, Tiếu Đan Đan cũng là vội vã bái hạ. Chậm rãi khoát khoát tay, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, đi qua liền đi qua a, hôm nay đem các vị tụ tập ở đây chỗ, quả thật vì tối nay hộ bảo các mất trộm sự tình. Nói, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ cùng Trác Phàm, các ngươi hai cái, đem sự kiện này tiền căn hậu quả nói một chút đi. Trác Phàm không quan trọng, sau đó đem sự kiện này nói thẳng ra. Dù sao hắn là bị người uy hiếp, chủ mưu ở chỗ này, các ngươi tìm nàng tính sổ sách liền tốt. Nghe Trác Phàm lời nói sau, mẫu đơn lâu chủ cùng Tiếu Đan Đan cùng nhau kinh hãi. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến, Thanh Hoa lâu chủ lại là phản đồ. Nhìn lấy hai người phẫn nộ sắc mặt, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, các ngươi đừng vội, Thanh Hoa lâu chủ cũng không phải là tránh thức phản bội Hoa Vũ lâu. Nàng biết rõ bồ đề tu căn ta tùy thân mang theo, còn để Tống Ngọc đi hộ bảo các trộm, nhất định có ẩn tình khác. Đến tận đây, hai sắc mặt người mới thư giãn xuống tới, nhưng mẫu đơn lâu chủ vẫn là vội vàng nói, sư tỷ, người cái này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, mau nói a, người gấp chết muội muội. Quét mọi người tại đây liếc một chút, Thanh Hoa lâu chủ không khỏi khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, ngay tại 3 tháng trước, ta trở về Hoa Vũ Thành trên đường, liền bị Nghiêm Tùng này lão tặc Thất Thải Vân La trưởng đả thương. Cái gì, người cũng bên trong hắn độc? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, mặt trong nháy mắt mây đen đầy mặt, cứ như vậy, chúng ta Hoa Vũ lâu cơ hồ có một nửa lâu chủ bị hắn độc khống chế. Hừ, một nửa. Cười khổ lắc đầu, Thanh Hoa lâu chủ mặt như cho tàn mà nói, Hoa Vũ thập ngũ lâu bên trong, đã có 14 lâu chủ bên trong này lão tặc ám toán, không thể không nghe hắn ra lệnh. Đoán chừng cũng chỉ có mẫu đơn ngươi, còn bình yên vô sự đi. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Dù sao cứ như vậy, toàn bộ Hoa Vũ lâu tương đương toàn bộ rơi vào cái kia độc thủ dược vương trong tay. Khó trách cái kia Nghiêm Phục sẽ nói, toàn bộ Hoa Vũ lâu đều là hắn. Tiếu Đan Đan thất thần lui lại 2 bước, mẫu đơn lâu chủ cũng là khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tản mát ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn lấy các nàng bộ dáng, Thanh Hoa lâu chủ tựa hồ sớm đã đoán được, thất lạc thở dài, nếu không phải ta bị quản chế tại hắn, hắn cũng sẽ không đem cái này bí mật động trời nói cho ta biết. Lúc đó ta liền suy nghĩ, cùng để Hoa Vũ lâu bị hắn đoạt đi, không bằng thừa cơ trừ rơi hắn. Cho nên ta một mực giả vờ giả vịt, thẳng đến nàng để cho ta trộm bồ đề tu căn lúc, mới có đối sách. Cho nên ngươi mới khiến cho ta đi trộm giả bồ đề tu căn. Cũng không phải là muốn lường gạt hắn, mà chính là để hắn tại dưới sự phẫn nộ, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở trên người của ta. Dạng này, ngươi liền có thể đánh lén thành công. Thanh Hoa lâu chủ, quả nhiên giỏi tính toán a. Trác Phàm sờ mũi một cái, phân tích nói. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Thanh Hoa lâu chủ chính là một mặt kinh dị nhìn lấy hắn, Tống công tử, nghĩ không ra ngươi cũng là thông tuệ thế hệ, không hề giống ngày thường như thế là cái mãng phu a. Ta đoán mò, ha ha ha. Trác Phàm gãi đầu một cái, tiếp tục giả vờ ngây ngốc, trong lòng thở dài một hơi, kém một chút liền để lộ. Hắn chỗ ngụy trang Tống Ngọc, thế nhưng là cái hành động theo cảm tính người, làm sao có thể có như thế kín đáo tâm tư. Nếu để cho các nàng đem giảo quyệt đại não cùng cường kiện thể phách liên hệ đến cùng một chỗ, không phải rất nhanh liền có thể liên tưởng đến hắn là Trác Phàm a. May mà mọi người cũng chỉ là kỳ quái một chút. Cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Vẫn như cũ coi hắn là thành cái kia không dành thế sự xứng sờ tiểu tử, chỉ là ngẫu nhiên thông minh một chút mà thôi. Sư tỷ, thật sự là làm khó ngươi. Mẫu đơn lâu chủ một bước tiến lên, giữ chặt Thanh Hoa lâu chủ tay, trong mắt chớp động lên lệ quang. Tần Thái Thanh vỗ vỗ tay nàng, nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì. Hai nữ nhân này đều vì Hoa Vũ lâu làm ra mỗi người hy sinh. Lại chỉ là tại một mình gánh chịu. Sư bá, vậy ngươi đánh lén này lão tặc, thành công sao? Lúc này, Tiếu Đan Đan đột nhiên hỏi. Nhưng là không đợi người khác mở miệng,
Trác Phàm đã là sùi cười một tiếng nói, xin nhờ, bổn công tử coi là lão tử cũng đã là lười nhác dùng đầu óc cái loại người này, nghĩ không ra đầu óc người càng là một đoàn tương hồ. Nếu là Thanh Hoa lâu chủ nàng thành công lời nói, hiện tại sớm liền bắt đầu cùng bọn tỷ muội cùng chén chúc mừng, còn cần đến ở chỗ này khóc lóc nỉ non a. Gương mặt không khỏi một đỏ, Tiếu Đan Đan nghiêng nguyết hắn một cái, ngoác miệng ra, lại là không phản bác được. Mẫu đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ cái kia cảm động tỉ muội tình thâm, cũng là tại Trác Phàm một câu nói kia dưới, trong nháy mắt không có bầu không khí. Hai trong mắt người nhấp nhô nước mắt, lại là không biết lúc nào, bỗng nhiên phơi khô. Số tiểu tử, người liền sẽ không nhìn xem nơi này bầu không khí lại nói tiếp. Trong mồm chó nhả không ra ngà voi, lão nương một lít nước mắt còn không có chảy ra, thì lại nín hồi trong bụng đi. Mẫu đơn lâu chủ cái kia tính tình nóng nảy, không khỏi chửi ầm lên. Nghe được lời này, mọi người tất cả đều là che miệng nhẹ cười rộ lên, chỉ có Trác Phàm trợn mắt một cái, không quan trọng bộ dáng. Mẫu đơn lâu chủ lại chớ trách móc, Tống Ngọc tiểu tử này cũng là không giữ mồm giữ miệng. Sở Khuynh Thành giận dữ chừng Trác Phàm liếc một chút về sau, lại hướng mẫu đơn lâu chủ khuyên, giống như một người đại tỷ tỷ, tại thay không hiểu chuyện đệ đệ xin lỗi. Loại này vi diệu không khí, mẫu đơn lâu chủ lại có thể cảm giác không thấy. Biết Trác Phàm từ tổng lâu chủ che chở, cũng thì không truy cứu nữa, chỉ là trên mặt lần nữa lộ ra ưu sầu chi sắc. Tổng lâu chủ, chiếu sư tỷ vừa mới chỗ nói, chúng ta Hoa Vũ lâu nguy cơ sớm tối. Không biết tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Trầm ngâm một chút, Sở Khuynh Thành thở sâu, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, đối phó Dược Phương Điện, chỉ dựa vào chúng ta mấy người kia. Chỉ sợ đã lực bất tòng tâm, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Ngoại lực, người nói là hắn mấy cái đại thế gia. Thanh Hoa lâu chủ con người đi loanh quanh, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, xưa nay bảy thế gia đều là mỗi người vì trận, cho dù là cùng chúng ta quan hệ rất tốt cửu thúc, lần này gặp phải độc thủ Dược Vương cũng muốn sợ đầu sợ đuôi, ai còn hội cho chúng ta ra mặt. Đúng đấy, nam nhân không có một cái đáng tin. Mẫu đơn lâu chủ như là bị ném bỏ thâm khuê oán phụ, oán hận nói. Trong mắt lưu quang chuyển động, chớp động lên trí tuệ ánh sáng, Sở Khuynh Thành trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, có lẽ người khác xác thực không đáng tin cậy, nhưng hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Người nào, mọi người đủ hỏi. Nhếch miệng lên, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, bảy nhà đứng đầu. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau ánh mắt sáng lên, dường như lại có hy vọng giống như. Hơi hơi gật gật đầu. Chỉ có Trác Phàm, khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, đế vương môn. Ngự hạ bảy thế gia bên trong, có thể nói từng cái cao ngạo, ai cũng chướng mắt người nào. Nhưng là tất cả mọi người nhưng trong lòng có một cái công nhận mạnh nhất gia tộc, đó chính là ngàn năm qua một mực chiếm cứ bảy nhà đứng đầu, đế vương môn. Nghe nói đế vương môn thực lực, cho dù so với trong bảy thế gia hắn bất luận cái gì một nhà, cũng cao hơn phía trên tầng 3 trở lên. Cho nên đơn đả độc đấu, không có một nhà có thể cùng so sánh. Nghĩ không ra lần này Bách Đan Thịnh Hội, đế vương môn người cũng tới. Chỉ là không biết người đến là ai, thực lực như thế nào. Nếu là thật sự như truyền ngôn chỗ nói, so với thế gia khác cao hơn tầng 3 thực lực, như vậy hắn liền muốn càng cẩn thận. Bây giờ Hoa Vũ Thành cường giả tụ tập, hắn Trác Phàm một khi có một tia sơ sẩy, chỉ sợ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm không khỏi song quyền chăm chú. Hắn nhất định phải nhanh hành động, cầm tới bổ đề ngọc dịch mới được, nếu không càng kéo càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhìn về phía Sở Khuynh Thành trên tay chiếc nhẫn chữ vật kia. Mà Sở Khuynh Thành cũng nhìn về phía Trác Phàm, tựa hồ là phát giác hắn mi đầu phiền não, không khỏi cười khẽ một tiếng, Tống Ngọc, người cũng ở đến Hoa Vũ lâu tới đi. Trác Phàm sững sờ. Nhưng là trong lòng lại là đại hỷ, dạng này hắn nhưng là dễ dàng hơn hành sự. Chậm rãi đi vào Trác Phàm trước mặt, Sở Khuynh Thành có chút cưng chiều vỗ vỗ bả vai hắn nói, đừng lo lắng, ta biết ngươi sợ cái kia độc thủ Dược Vương trả thù. Bất quá tại Hoa Vũ lâu bên trong, hắn còn không dám công khai giết người. Nói xong, Sở Khuynh Thành mang theo hắn hai vị lâu chủ rời đi, trước khi đi, còn an bài Thiếu Đan Đan an bài cho hắn một gian phòng trọ. Trác Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, lại là không nói ra một câu. Hắn tại thời khắc nghĩ đến như thế nào trộm nàng bồ đề ngọc dịch,
thậm chí đã nghĩ kỹ muốn giết người đoạt thuốc. Nhưng là Sở Khuynh Thành lại là tại khắp nơi vì hắn suy nghĩ, điều này không khỏi làm hắn nhất thời chần chờ. Cái này Bồ Đề Ngọc Dịch, đến tột cùng còn muốn hay không đoạt. Một đêm trôi qua, Trác Phàm mở cửa phòng, chậm rãi đi ra. Đón mới lên mặt trời mới mọc, trong mắt lần nữa biến đến lạnh lùng dị thường. Đi qua một đêm suy nghĩ, hắn đã triệt để quyết định, muốn quả quyết xuất kích, ngay tại tối nay, tìm cơ hội cùng Sở Khuynh Thành một chỗ, đoạt lấy trong tay nàng Bồ Đề Ngọc Dịch. Có thể thuận lợi đoạt được tự nhiên tốt nhất, nếu là có biến cố gì lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Cho dù là giết người đoạt thuốc, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn là ma hoàng, tuyệt không thể bởi vì một cái nữ nhân, trở ngại hắn tiến lên tốc độ. Nghĩ như vậy, Trác Phàm từng bước hướng Sở Khuynh Thành gian phòng phương hướng đi đến, mỗi đi một bước, trong mắt liền càng hiện vẻ kiên định. Chỉ bất quá, hắn càng đi về phía trước, càng là kỳ quái. Làm sao cái này Hoa Vũ lâu bên trong người, hôm nay đặc biệt thiếu, tựa hồ liền những cái kia thế gia khác khách nhân cũng toàn cũng không thấy. Tránh ra, tránh ra. Bỗng nhiên, từng tiếng vội vàng sao động gọi tiếng truyền ra. Ngay sau đó liền gặp một nói bóng người màu đỏ vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Trác Phàm nhìn qua, người kia không là người khác, chính là cái kia Tiếu Đan Đan. Sau đó trong lòng suy nghĩ một lát, một cái lắc mình đi vào trước mặt nàng. Chưa kịp dừng lại, Tiếu Đan Đan chỉnh chỉnh đụng vào Trác Phàm trên thân, như là đụng vào một mặt tường đồng vách sắt phía trên giống như, nhất thời liền bị bắn ngược trở về. Ngã xuống mặt đất. Đầu cùng cái mông hai bên đều kịch liệt đau nhức khó nhịn. Người nào như thế không có mắt, dám cản bản cô nương nói. Tiếu Đan Đan đứng dậy vừa muốn mắng to, nhưng là vừa thấy là Trác Phàm, không khỏi lại đem cái kia chửi rủa nuốt trở về. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, người vừa mới nói, người nào không có mắt. Gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ, Tiếu Đan Đan không có trả lời, cúi đầu vòng qua hắn. Trác Phàm sững sờ, trong lòng kỳ quái, cái này Tiếu Đan Đan ngày thường tính tình mạnh mẽ, lần này làm sao đổi tính. Sau đó khẽ vươn tay, bắt lấy nàng cánh tay. Tiếu Đan Đan cũng là tại một chảo này phía dưới, thân thể bất giác run run, hai gò má càng thêm đỏ bừng. Không có để ý sắc mặt nàng, Trác Phàm chỉ là lạnh lùng nói, người muốn đi đâu, vì sao hôm nay cái này Hoa Vũ lâu quạnh quẽ như vậy, trừ mấy cái giữ cửa, người khác đều không thấy. Đó là bởi vì, bọn họ đều đi xem Hoàng Phủ Công Tử đi. Xoa bóp góc áo, Tiếu Đan Đan nói khẽ. Trác Phàm nhướng mày, kêu lên sợ hãi, Hoàng Phủ. Chẳng lẽ là đế vương môn người đến, làm sao lại nhanh như vậy? Không sai, mà lại lần này tới là đế vương môn nhị công tử, Hoàng Phủ Thanh Vân. Nghe nói hắn cùng chúng ta tổng lâu chủ thiếu niên quen biết, xem như thanh mai trúc mã. Hắn vừa đến. Đoán chừng cái kia độc thủ Dược Vương cũng không dám làm càn. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi trong lòng đại chấn. Người bà mẹ người chứ gấu à, lão tử vừa quyết định muốn động thủ, thì lại tới cái bảy thế gia cao thủ, hơn nữa còn là cái kia Sở Khuynh Thành thanh mai trúc mã. Vậy lão tử làm sao bây giờ, hắn hai cái cả ngày dính cùng một chỗ, lão tử còn động cái giắm tay. Trác Phàm hận đến hàm răng cắn cắn. Trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất đi, ta cũng muốn đi xem nhìn vị này Hoàng Phủ Công Tử đến tột cùng là mặt hàng gì. Mặt hàng, ngươi làm sao dám đối đế vương môn công tử như thế bất kính. Tiếu Đan Đan giật mình, vừa muốn khuyên giải, cũng là bị Trác Phàm cường ngạnh lôi kéo tay đi ra ngoài. Nhìn lấy hai người chăm chú đập cùng một chỗ bàn tay, Tiếu Đan Đan rốt cuộc không nói ra một câu, chỉ là trong nội tâm hưu con sông loạn giống như nhảy cái không thôi. Trác Phàm loại này tùy hứng cùng bá đạo, để cho nàng lần thứ nhất đối nam nhân sinh ra một loại tâm động cảm giác. Giờ này khắc này, nàng thật nghĩ thời gian như vậy dừng lại. Thế nhưng là, nàng và Trác Phàm đều là thực lực không thấp tu giả, rất nhanh liền tới đến Hoa Vũ lâu cửa, nhìn đến chúng người thân ảnh, Trác Phàm cũng liền thuận thế vung ra tay, điều này không khỏi làm nàng trong lòng có chút nho nhỏ thất lạc. Hắn nãi nãi, cái này đế vương môn cũng quá châu a. Thật coi mình là hoàng đế, liền bảy thế gia người cũng toàn đều ra nghênh tiếp. Chỉ là vừa mới đi ra Hoa Vũ lâu cửa lớn, Trác Phàm liền đã bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trừ đường cái hai bên, tất cả gia tộc,
bất luận nhất lưu nhị lưu vẫn là tam lưu, toàn bộ quỷ sát nghênh đón bên ngoài. Liền còn lại mấy đời nhà khách nhân, cũng tất cả đều đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Nơi này chính là Hoa Vũ Lâu tổng bộ, làm chiến trận thế mà so Hoa Vũ Lâu lâu chủ xuất hành còn lớn hơn, liền hắn mấy đời gia trưởng lão cũng toàn đều ra nghênh tiếp, quả thực cũng là hoàng đế trận thế. Bảy nhà đứng đầu đế vương môn, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, vậy mà có thể trấn nhiếp sáu nhà đến tình cảnh như thế. Nếu không lời nói, lấy bảy nhà ai cũng không đem người nào để vào mắt tư thế, nếu không phải có thực lực tuyệt đối, tuyệt không có khả năng để còn lại sáu nhà làm ra như thế không có thể diện sự tình. Sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Trác Phàm hít sâu một hơi, hai mắt như là chim ưng một dạng, xa xa nhìn về phía trước. Lúc này, tại hai bên mọi người đường hẻm quỳ nghênh phía dưới, một đỉnh hoàng bé gái mềm kiệu dần dần thu vào hắn tầm mắt. Trác Phàm nhìn qua, trong mắt ngăn không được co rụt lại. Cái này đỉnh cố kiệu cực kỳ mộc mạc, chỉ có bốn người dơ lên, thế nhưng là bốn người này lại tất cả đều là thiên huyền cảnh cao thủ. Bà nội ngươi, thiên huyền cao thủ A, còn lại lục thế nhà tất cả đều là dùng để làm trưởng lão, người mẹ hắn để bọn hắn khiêng kiệu. Trác Phàm mí mắt nhịn không được run run, song quyền chăm chú nắm lại tới. Tuy nhiên cái này bốn cái thiên huyền cao thủ đều là vừa vặn đột phá thiên huyền cảnh, nhưng dùng cái này có thể thấy được, đế vương môn thực lực xác thực kinh người. Chỉ sợ không hề giống ngoại giới truyền ngôn, chỉ là vượt qua còn lại sáu nhà tầng ba thực lực mà thôi, đoán chừng đã có nhiều hơn một nửa. Trác Phàm trong lòng ngưng trọng, còn lại sáu nhà gặp này, liếc nhìn nhau về sau, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Chờ cái kia cố kiệu đi tới gần, còn không có để xuống. Bọn họ đã là cùng nhau đi về phía trước một bước, khom người cúi đầu. Ha ha ha, vãn bối bất quá một vàng lông tiểu nhi, sao làm phiền nổi lục đại thế gia trưởng lão tự mình đón chào. Một tiếng cởi mở cười khẽ theo trong kiệu truyền ra, tiếng nói như hồng trung đại lữ, rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Cái kia cẩn trọng khí thế, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy, tựa hồ có một tòa núi lớn đột nhiên áp đến trong lòng. Để ngươi căn bản lên không bất luận cái gì ý phản kháng. Cái này, chính là cấp trên khí thế, đồng thời cũng xen lẫn nguyên thần áp chế. Mọi người trong lòng cùng nhau run lên, tuy nhiên tiểu tử này lời nói được khiêm tốn, nhưng là làm việc, lại là cuồng ngạo vô cùng. Dám ngay ở các thế gia trưởng lão mặt, bày ra cường đại như thế nguyên thần, rõ ràng chính là cho bọn họ thị uy. Nhưng là đáng tiếc lại là, mọi người không thể không thừa nhận. Cái này nguyên thần cường độ, tại chỗ không một người có thể địch. Cho dù là các thế gia trưởng lão, cũng muốn cảm thấy không bằng. Thiên huyền cảnh nguyên thần cường độ, đại biểu thần chiếu cảnh sau thực lực cùng tiềm lực. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng mọi người tại đây không thể không thừa nhận, đế vương môn ngày sau lại muốn ra một tuyệt thế cao thủ. Ngày sau thực lực, đoán chừng không tại cái kia ngọc tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch phía dưới. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt ngưng trọng càng sâu, chỉ có Sở Khuynh Thành thật cao ngóc đầu lên, lộ ra vẻ tự tin. Người này là nàng mời đến, hắn thực lực càng mạnh, chấn nhiếp lực càng lớn, càng có thể vì các nàng Hoa Vũ Lâu ra mặt. Thanh Vân, 10 năm không thấy, nghĩ không ra thực lực ngươi đã đạt đến cảnh giới như thế, chỉ sợ ta lại không là ngươi địch thủ. Sở Khuynh Thành cười nói. Ha ha ha, Khuynh Thành, ngươi thì chớ giễu cợt ta, ở trước mặt ngươi. Ta cũng không dám động thủ a. Cười lớn một tiếng, màn kiệu chậm rãi nhấc lên, từ bên trong đi ra một vị phong thần tuấn lãng công tử trẻ tuổi, đại khái hơn 20 tuổi, nhưng là một đôi lưu quang chớp động trong hai con ngươi, lại là so rất nhiều lão gia hỏa đều thâm thúy đất nhiều. Đồng thời, tại trong lúc lờ đãng, trên thân sẽ có kim quang thoáng hiện mà qua. Thiên huyền nhị trọng, luyện thể tu giả, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Ngày đó hắn có thể tùy tiện giết u quỷ thất, hoàn toàn là bởi vì lão đầu kia chỉ là cái chí tướng, cũng không phải là xông pha chiến đấu, có vạn phu bất đương chi dũng thực lực phái. Thế nhưng là cái này thiên huyền cảnh luyện thể tu giả, ứng phó thì phiền phức nhiều. Mà lại, mấu chốt là còn không chỉ một cái. Trác Phàm thở dài, nhìn về phía một đoàn người bên trong u minh cốc ngũ trưởng lão phương hướng. Lấy hắn ánh mắt. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra ngũ trưởng lão cũng là một cái bách luyện kim cương người. Đồng thời đối phó hai cái luyện thể tu giả, cho dù là hắn, cũng không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng. Ai,
sự kiện này càng ngày càng khó a. Trác Phàm chép miệng nện miệng, càng lộ vẻ vẻ buồn rầu. Tiếu Đan Đan gặp, cho là hắn tại vì Hoa Vũ lâu sự tình mà phiền não, không khỏi an ủi, nghĩ không ra ngươi người này còn thật nhiệt tâm, lại cho chúng ta sự tình sầu thành bộ dáng này. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại có Hoàng Phủ Thanh Vân công tử cho chúng ta chỗ dựa, nghĩ đến cái kia độc thủ dược vương đến ngoan ngoãn giao ra giải dược. Hừ, quỷ tài cho các ngươi sự tình sầu đâu. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhìn hướng Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt, lại là như là xem thấu hết thảy giống như, tinh quang nhấp nháy. Huống hồ, tiểu tử này cũng không phải đèn cạn dầu. Tựa hồ là cảm nhận được Trác Phàm cái kia sắc bén ánh mắt, Hoàng Phủ Thanh Vân đúng là bình sinh lần đầu cảm thấy toàn thân lắc một cái, quay đầu nhìn về phía mọi người sau lưng, Trác Phàm phương hướng. Gặp hắn cùng với Tiếu Đan Đan, trong mắt hơi híp nói, Khuynh Thành, các ngươi Hoa Vũ lâu lúc nào đến nam tử. Sở Khuynh Thành cũng nhìn một chút Trác Phàm, khóe miệng hơi vểnh, hí ngược nói, hắn là chúng ta Hoa Vũ lâu con rể, làm sao, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Hoa Vũ lâu có ở rể nói chuyện sao? Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Vân mới hiểu gật đầu, cười nói, Hoa Vũ lâu chiêu tế cực nghiêm, có thể ở rể Hoa Vũ lâu, nghĩ đến hẳn là nhân trung long phượng. Chỉ là không biết, ta lúc nào có vinh hạnh này. Hoàng Phủ Thanh Vân cười híp mắt nhìn về phía Sở Khuynh Thành, Sở Khuynh Thành trắng nàng liếc một chút, trên mặt lóe qua một tia đỏ bừng. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, còn lại mấy đời gia chúng người lại tất cả đều là hung hăng quất một chút ra mặt. Tiểu tử này liền xem như đế vương môn nhị công tử, cũng quá mẹ hắn cuồng vọng, lại đem chúng ta những người này phơi ở một bên, cùng cái kia Hoa Vũ lâu chủ tán tỉnh. Hừ, thời điểm này, bổn công tử còn không bằng đi luyện kiếm. Tạ Thiên Dương lạnh hừ một tiếng, quay người muốn đi, cũng là bị Kiếm Tùy Phong kéo lại, hướng hắn lắc đầu. Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu mày một cái, hướng Tạ Thiên Dương xem ra, cười nói, vị này chắc là Kiếm Hầu Phủ nhị công tử, thất kính thất kính. Tạ Thiên Dương không để ý tới, Kiếm Tùy Phong vội vàng cười làm lành nói, nhị công tử thứ tội, Thiên Dương đứa nhỏ này nuông chiều quen. Lão phu bỏ bê quản giáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Chỗ nào, Tạ công tử cũng là tính tình bên trong người, tại hạ cũng muốn nhiều giao chút dạng này bằng hữu. Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi đi vào Tạ Thiên Dương trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Nhưng là đột nhiên, trong mắt một vệt kim quang lóe qua, Hoàng Phủ Thanh Vân trong tay bỗng nhiên dùng lực, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang giòn, Tạ Thiên Dương xương vai trong nháy mắt vỡ vụn. Nhị công tử, Kiếm Tùy Phong quính lên, chặn lại nói. Cho hắn ném đi cái yên tâm ánh mắt, Hoàng Phủ Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Tạ Thiên Dương, trên mặt y nguyên cười đến dương quang sán lạn, nhưng trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, bổn công tử thích nhất Tạ công tử dạng này người sảng khoái, nếu không chung quanh một mảnh vỗ mông ngựa xu nịnh thế hệ, bổn công tử sớm đã chán ghét, ha ha ha. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn cùng một đám vuốt mông ngựa mọi người rời đi. Chỉ có Tạ Thiên Dương một người cắn chặt hàm răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng lấy. Kiếm Tùy Phong bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ Tạ Thiên Dương đầu vai, ai, Thiên Dương, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Lão phu sớm đã nói với ngươi, đế vương môn người lớn nhất thiện đế vương chi thuật. Ai muốn ngang ngược bọn họ ý, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bát trưởng lão, hiện tại ta biết ngưng nhi nàng lúc đó cảm thụ. Nghĩ không ra chúng ta Kiếm Hầu Phủ, cũng sẽ có một ngày này. Trên đầu to như hạt đậu mồ hôi rơi xuống, Tạ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Phủ Thanh Vân, khoản nợ này, ta ghi lại. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi gấp bội hoàn trả. Kiếm Tùy Phong nhìn, không khỏi thẳng lắc đầu. 1000 năm, đế vương môn một mực đứng thẳng tại 7 thế gia chi đỉnh, không có một cái nào gia tộc có thể siêu việt. Coi như ngươi dù không cam lòng đến đâu. Thụ lại lớn ủy khuất, cũng phải nhẫn xuống. Chỉ là, bọn họ không nhìn thấy là, thì ở phía xa trong một cái góc, Trác Phàm nhìn lấy bọn hắn, trong mắt lại là càng ngày càng thờ ơ, song quyền chăm chú nắm lại tới. Tống Ngọc, ngươi làm sao, sắc mặt thật đáng sợ. Tiếu Đan Đan nghi ngờ nói. Lắc đầu, Trác Phàm quay người đi trở về, không có gì. Đúng, nếu là ngươi tỉ muội bị hiếp đáp, ngươi sẽ làm sao? Có chút kinh dị xem Trác Phàm liếc một chút,
đây là Trác Phàm lần thứ nhất cùng với nàng như thế bình thản trò chuyện, trầm ngâm một chút, Tiếu Đan Đan thản nhiên nói, cái này muốn nhìn người nào, muốn là người bình thường, ta tự sẽ dẫn người đi xuất khí. Nếu là bảy thế gia lời nói, vậy ta hội báo cáo sư phụ, từ nàng làm chủ. Hừ, vậy thì có cái gì dùng? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, dám lấn ta huynh đệ người, ta để hắn cả nhà diệt tộc, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trác Phàm băng lãnh lời nói, để Tiếu Đan Đan thình lình lạnh run, kinh dị nhìn về phía hắn. Tựa hồ lúc này, lại nhận thức lại người nam nhân trước mắt này. Hoa Vũ lâu tiếp khách trong đại sảnh, sớm đã bày đầy món ngon thịnh yến. Hoàng Phủ Thanh Vân tại cả đám các loại chen chúc dưới, đi tới nơi này, lúc này ngồi tại chính giữa vị trí. Chỗ đó vốn là trong đại sảnh chủ vị, lẽ ra phải do nơi này chủ nhân, Hoa Vũ lâu chủ Sở Khuynh Thành đến ngồi, người khác ngồi liền tương đương với đi quá giới hạn, cũng là đối Hoa Vũ lâu một loại đại bất kính, càng có khiêu khích ý vị. Bất quá Hoàng Phủ Thanh Vân làm như thế, mọi người lại cảm thấy rất bình thường, hoàn toàn là hoàng gia đế vương đãi ngộ. Riêng là Sở Khuynh Thành, càng không ngại, hắn có thể ngồi ở chỗ này, một hồi cũng thuận tiện thay các nàng Hoa Vũ lâu ra mặt. Các vị trưởng lão mời ngồi, không cần quá câu thúc. Hoàn toàn là một bộ chủ người bộ dáng, Hoàng Phủ Thanh Vân hướng mọi người phất phất tay, hắn đứng phía sau cái kia bốn vị nhất kiệu thiên huyền cường giả. Mọi người cùng nhau thi lễ, phân biệt ngồi xuống. Chỉ là, tại ghế ở giữa, lại có một bàn để trống. Hoàng Phủ Thanh Vân liếc mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, biết mà còn hỏi, nơi này từ đâu tới một buổi bàn trống, chẳng lẽ là bọn hạ nhân đem người đếm tính sai, hư không bày một bàn. Minh bạch tâm ý của hắn, độc thủ Dược Phương Tà Dị cười một tiếng, đứng lên nói, nhị công tử, nơi đây là kiếm hầu phủ vị trí. Chỉ là không biết có chuyện gì quan trọng, chậm chạp không đến. Nếu là nhị công tử nhìn lấy chướng mắt, không bằng như vậy rút lui đi. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái kia độc thủ Dược Phương, đây rõ ràng cũng là bỏ đá xuống giếng a. Vừa mới tại cửa ra vào, mọi người tận mắt nhìn thấy, Tạ Thiên Dương bởi vì đắc tội Hoàng Phủ Thanh Vân, bị hắn xuất thủ kích thương. Cái kia Kiếm Tùy Phong chăm sóc Tạ Thiên Dương thương thế, không cùng tới. Chắc là vị này nhị công tử trong lòng còn có nộ khí, cho nên mới nhắc lên lời này gốc dạ. Làm bảy nhà một trong, người coi như không muốn ra mặt đắc tội nhị công tử, giữ im lặng coi như, làm gì còn muốn đổ dầu vào lửa, cho hắn cái này nhục nhã kiếm hầu phủ cơ hội. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân thì sườn núi xuống lừa, cười lạnh một tiếng nói, nghiêm trưởng lão nói cực phải, cái bàn này hư không chiếm chỗ, thực sự chướng mắt, thì rút lui đi. Nhị công tử, kiếm hầu phủ dù sao cũng là bảy nhà một trong, coi như người chưa đến, cũng nên có lưu ghế. Ngài như thế cách làm, thực có làm nhục chi ngại, sợ rằng sẽ gây nên kiếm hầu phủ bất mãn. Long Cửu thực sự không vừa mắt, lập tức đứng lên ôm ôm quyền nói. Độc thủ Dược Phương ánh mắt híp lại, cười ta nói, bất mãn thì bất mãn, chẳng lẽ hắn kiếm hầu phủ còn có thể vì một cái bàn, có gan phản kháng đế vương môn sao? Đây không phải có hay không đảm lượng vấn đề, mà chính là bảy nhà tôn nghiêm vấn đề. Đều là ngự hạ thất gia, không cần đến làm đến như thế không để ý thể diện đi. Hừ, nói dễ nghe, như vậy lão phu xin hỏi cửu trưởng lão, ta U Minh Cốc trưởng lão là chết tại người nào trên địa bàn? Lúc này, U Minh Cốc ngũ trưởng lão liếc Long Cửu liếc một chút, cười lạnh nói. Hắc hắc hắc, người không phạm ta ta không phạm người. Người U Minh Cốc tự chui đầu vào giọ, lại quái đến người nào? Người cái mắt mù Long Cửu, người nói cái gì? Ngũ trưởng lão giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Long Cửu cũng là hơi khép một chút ánh mắt, không sợ chút nào dõi sát đi qua. Giữa sân mùi thuốc súng chi nồng, tựa hồ lập tức liền muốn nổ tung lên. Đoán chừng nếu không phải nơi này là Hoa Vũ lâu lời nói, hai người bọn họ sớm đã ra tay đánh nhau. Hai vị, lãnh tĩnh một chút. Nơi này cũng không phải Tiềm Long Các, cũng không phải U Minh Cốc, thực sự không phải hai vị giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Lâm Tử Thiên chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên giải nói, thì coi như các ngươi không xem ở Hoa Vũ lâu trên mặt, cũng nên xem ở nhị công tử trên mặt đi. Nghe được lời này, hai người mới mi đầu nhất động, quay đầu nhìn chủ vị Hoàng Phủ Thanh Vân liếc một chút. Giờ này khắc này, chỉ thấy hắn trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười,
nhưng là trong mắt đã phủ đầy hàn mang. Phảng phất tại nhắc nhở bọn họ, đây là lão tử Tiếp Phong Yến, các ngươi dám tại lần này trên yến tiệc động thủ. Trong mắt ngăn không được co lại, hai người trầm ngâm một lát, đều là hướng về Hoàng Phủ Thanh Vân liền ôm quyền, ngồi xuống, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đến tận đây, Hoàng Phủ Thanh Vân mới cười to lên, ha ha ha. Cái này đúng, bảy nhà vốn là một nhà, làm gì vì một cái bàn sự tình cãi lộn không nghỉ. Lại nói, nơi này là Hoa Vũ Lâu, cái bàn này là đi hay ở, còn nên từ Khuynh Thành quyết định. Nói, Hoàng Phủ Thanh Vân đầy giấy sốt ruột nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành hơi gật đầu, thản nhiên nói, Kiếm Hầu Phủ là Hoa Vũ Lâu khách nhân, lẽ ra nên chiếm hữu một buổi. Mi đầu không khỏi động động, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo thất lạc, nhưng là trên mặt y nguyên như gió xuân ấm áp giống như cười to nói, ha ha ha. Hết thảy lấy Khuynh Thành nói vì là, ở chỗ này, Khuynh Thành mới thật sự là chủ nhân a. Như vậy Thanh Vân, đa tạ. Sở Khuynh Thành nhếch miệng lên, khẽ vuốt cằm, lại không có chút nào phát giác được Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt biến hóa. Độc thủ Dược Vương liếc mắt nhìn nàng một cái, cười âm hiểm lên. Hừ, ngốc cô nương, nhị công tử ý tứ, vậy mà mảy may đều không có lĩnh hội tới, đáng đời ngươi Hoa Vũ Lâu xong đời. Cái kia cái bàn này thì không cần rút lui. Hoàng Phủ Thanh Vân đập vỗ bàn, hướng mọi người tuyên bố, nhưng khi hắn nhìn đến ngoài cửa hai đạo đi qua bóng người lúc, nhưng lại là nhếch miệng lên nói, bất quá tuy nói như thế, chống không chung quy không tốt. Ngoài cửa hai người, các ngươi cũng tiến vào cùng chúng ta cùng uống một chén như thế nào. Trác Phàm cùng Tiếu Đan Đan đang chuẩn bị hồi nội viện, đột nhiên nghe đến Hoàng Phủ Thanh Vân cái này âm thanh hét lớn, không khỏi đều sửng sốt. Tiếu Đan Đan có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, dù sao trong sảnh ngồi đấy đều là các nhà nhân vật cấp bậc trưởng lão. Giống như vậy cảnh tượng hoành tráng, nàng cho dù là mẫu đơn lâu chủ ái đồ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá, đầu nàng vừa mới chuyển hướng Trác Phàm, nhưng lại trong lòng bật cười ra tiếng. Liền nàng cái này Hoa Vũ Lâu đệ tử, nhìn thấy như thế chẳng diện đều đã dọa sợ, Trác Phàm hắn một cái tam lưu gia tộc thiếu gia, lại có thể không khẩn trương đến phát run. Thế mà, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Trác Phàm mặt ngoài nhìn đến rất bình tĩnh. Kéo lại Tiếu Đan Đan tay ngọc đi vào trong, tốc độ lại như thế trầm ổn, không thấy chút nào sợ hãi. Điều này không khỏi làm Tiếu Đan Đan trong lòng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nam nhân này thật sự cái gì cũng không sợ sao? Không sợ mẫu đơn lâu, không sợ sư phụ, không sợ sư bá, hiện tại càng thêm không sợ cái này đế vương môn nhị công tử, Hoàng Phủ Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, Tiếu Đan Đan nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt có chút mê say. Đến mức đi vào trong phòng khách, còn không có kịp phản ứng. Loại nữ nhân kia trầm mê ở nam người ánh mắt, mặc người liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ một thoáng, hai đạo giống như giết người ánh mắt đột nhiên bắn về phía bọn họ chỗ đó. Làm cho Tiếu Đan Đan ngăn không được lạnh run, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đạo là đến từ Khoái Hoạt Lâm, Lâm Tử Thiên bên cạnh Lâm Thiên Vũ. Một đạo khác, thì là đến từ Dược Vương Điện. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng bên người Nghiêm Phục. Cơ hồ là tại đồng thời, hai người bờ môi khẽ nhúc nhích, chỉ là không có thanh âm. Nhưng là từ cái kia hình dáng nhìn, rõ ràng cũng là tiện nhân hai chữ. Chỉ sợ nếu không phải có Hoàng Phủ Thanh Vân tại chỗ, bọn họ sớm đã muốn chửi ầm lên. Quan sát tỉ mỉ hai người liếc một chút, Hoàng Phủ Thanh Vân cười to lên, ha ha ha, quả nhiên là rất đăng đối một đôi người ngọc, trai tài gái sắc. Hai vị, có thể hay không làm tự giới thiệu. Ách, mẫu đơn lâu dưới trướng, Tiếu Đan Đan, tham kiến nhị công tử. Tiếu Đan Đan khẩn trương có chút nói không ra lời, vội vàng được một cái lễ. Trác Phàm nhẹ dơ lên một chút mí mắt, miễn cưỡng nói, dạ Vũ Thành, tam lưu gia tộc, Tống gia, Tống Ngọc. Há, tam lưu. Hoàng Phủ Thanh Vân lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang. Tam lưu gia tộc thiếu gia có thể trở thành Hoa Vũ Lâu ở rể chi tế, cũng coi như khó được. Hai vị, mời ngồi ở chỗ đó. Cái gì, ở rể chi tế? Lão tử lúc nào thành? Hoa Vũ Lâu con rể. Nguyên bản còn lười nhác Trác Phàm, không khỏi thoáng cái giật mình tỉnh lại. Tiếu Đan Đan cũng là khẽ giật mình, nhìn Trác Phàm liếc một chút, gương mặt trong nháy mắt bò lên trên một tia đỏ ửng. Thế nhưng là,
Còn không đợi hắn giải thích, Sở Khuynh Thành đã là đứng dậy, vội vàng nói, Thanh Vân, không thể, vị trí kia là cho kiếm hầu phủ lưu, há có thể để hai người bọn họ tiểu bối vào chỗ. Đúng vậy a, nhị công tử, hai người bọn họ còn không có tư cách này. Mẫu đơn lâu chủ cũng lập tức đứng dậy, bái bai, sau đó Trừng Tiếu Đan Đan hai người liếc một chút, khiển trách các ngươi hai cái còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau đến đằng sau ta đến. Thế nhưng là, còn không đợi Tiếu Đan Đan hai người động một cái, Hoàng Phủ Thanh Vân đã là khoát khoát tay, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Khuynh Thành, ta đã đáp ứng ngươi không rút lui kiếm hầu phủ cái bàn, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép ta mời hai cái khách nhân vào chỗ, vậy ngươi cũng quá không nể mặt ta đi. Trong lúc nhất thời, Sở Khuynh Thành yên lặng, nhìn lấy Hoàng Phủ Thanh Vân cái kia lạnh lùng khuôn mặt, đúng là giật mình tại nguyên chỗ, tựa như hoàn toàn không biết hắn đồng dạng. Thế nhưng là Trác Phàm đã thấy rõ hết thảy, kiếm hầu phủ cái bàn, để một cái tam lưu gia tộc công tử ca cùng một cái hoa vũ lâu đệ tử vào chỗ, đây rõ ràng cũng là tại đánh kiếm hầu phủ mặt, làm nhục kiếm hầu phủ. Đồng thời, đây cũng là hắn cố ý hành động, đến phân biệt cái nào thế ra nhưng là thu phục, cái nào không thể thu. Tuy nhiên vấn đề chỉ là một cái tiểu cái bàn nhỏ, nhưng là cùng chỉ hươu bảo ngựa một dạng, đây là một cái là không thuận theo vấn đề. Xem ra đế vương môn khẩu vị so với hắn sáu nhà phải lớn nhiều, còn muốn nhất thống bảy thế gia. Lão tử nhất định phải nhanh tìm trưởng lão nhân tuyển, đề cao Lạc gia thực lực mới được. Nếu không bảy nhà quy nhất, vậy thì thật là không ngớt vũ hoàng thất đều khó mà dung chuyển quái vật khổng lồ. Sờ mũi một cái, Trác Phàm không giống nhau hai người tranh luận ra kết quả đến, liền đã ngồi đến cái bàn kia trước. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác đều sửng sốt. Tiểu tử này thật lớn mật, vậy mà tự tiện ngồi đến kiếm hầu phủ trên bàn tiệc, đây không phải đơn thuần cho kiếm hầu phủ khó chịu a. Tiểu tử, không nên chỗ ngồi tử tùy tiện ngồi, cẩn thận đưa tới họa sát thân. Lúc này, Long Cửu đối xử lạnh nhạt nhìn Trác Phàm liếc một chút, cảnh cáo nói. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Long Cửu, trong mắt như có tinh quang chớp động, giống như có thâm ý thở dài, cửu gia. Ngài lời này vừa nói ra, coi chừng có diệt tộc chi hỏa. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong mắt đều ngăn không được bỗng nhiên co rúm một chút. Đại đa số người đều tại khiếp sợ, tiểu tử này thật lớn mật, dám đối Tiềm Long Các Long Cửu, ra uy hiếp như vậy chi ngôn. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong, trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều lại là vẻ tán thưởng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một cái tam lưu gia tộc thiếu gia. Vậy mà có thể trong nháy mắt, đoán được khác ý nghĩ. Như thế tâm kế người, khó trách hội lấy tam lưu gia tộc thân phận, ở rể đến hoa vũ lâu làm con rể. Chỉ có Long Cửu, trong mắt ngăn không được mà run lên lại dốc hết ra, tựa hồ có kích động, lại tựa hồ có kinh dị. Qua rất lâu, đúng là hiếm thấy ôm một cái quyền, cảm kích nói, đa tạ công tử, mở miệng nhắc nhở. Nói xong, hắn liền lại ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Lần này, tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Lần này, cũng không chỉ là Hoàng Phủ Thanh Vân các loại một đám các nhà cao thủ quá sợ hãi, liền Long Cửu bên cạnh Long Quỳ cùng Long Kiệt, cũng tất cả đều là không hiểu ánh mắt. Đường đường Tiềm Long các cửu trưởng lão, thế mà đối một cái vô danh tiểu tử uy hiếp ngôn ngữ dọa lùi, cái này sao có thể? Thế nhưng là bọn họ không biết là, ngay tại Long Cửu ngồi xuống một khắc này, chỉ có một con mắt bên trong đã là chảy ra kích động nước mắt. Đồng thời, hắn đầu vai thôn phệ quỷ nha, cũng vẫy hai lần cánh, lộ ra hưng phấn dị thường. Vật thông nhân tâm. Nhìn đến cái kia thôn phệ quỷ nha vui mừng bộ dáng, Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng đã rõ ràng Long Cửu nhận ra mình. Cửu gia xưng hô thế này, là hắn lần thứ nhất cùng Long Cửu gặp mặt lúc, đối Long Cửu tôn xưng. Tuy nhiên như xưng hô này hắn rất nhiều người, nhưng là giống Trác Phàm dạng này, như thế kiệt ngao ngữ khí. Lại là để Long Cửu một chút thì nhận ra tới. Bọn người đều không rõ ý, tại giữa hai người tới lui băn khoăn nửa ngày, lại là đầy bụng nghi hoặc. Một cái tam lưu gia tộc tiểu tử, dám đối Tiềm Long các trưởng lão miệng ra lời nói dối, đây là một kỳ Tiềm Long các trưởng lão đối với cái này chẳng quan tâm, ngược lại có chút sợ ý tứ, đây là hai kỳ. Hơn nữa nhìn hai người bộ dáng, luôn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cái này thật là tam kỳ. Như thế hiện tượng kỳ quái, để tại chỗ tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ trùng điệp.
Thế mà, còn không đợi bọn hắn tiếp tục truy đến cùng, một đạo cười lạnh lại là đột nhiên tại mọi người mà thôi trước vang lên, hừ, Hoa Vũ Lâu thật đúng là đãi khách chu đáo a, liền một số bất nhập lưu nhân vật đều có thể có một buổi chi vị. Mọi người giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Tạ Thiên Dương đã là mặt giận dữ đứng tại cửa ra vào, sau lưng Kiếm Tùy Phong cũng là mặt mày xanh lét. Bảy nhà yến hội, thế mà đem bọn hắn Kiếm Hầu phủ bài trừ bên ngoài, đây thật là lớn lao sỉ nhục. Sở Khuynh Thành kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm hai người quát nói, ai bảo các ngươi ngồi đến nơi đây, còn không mau lui ra. Khuynh Thành, chẳng lẽ ngươi quên, vừa mới là bổn công tử mời bọn họ ngồi vào vị trí. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nhưng ý ở ngoài lời lại là trực chỉ Kiếm Hầu Phủ, hư không bày một bàn, lại không người vào chỗ, chẳng phải lãng phí. Bổn công tử mời hai tên đệ tử ngồi vào vị trí, cũng hầu như so một ít người chiếm lấy hầm cầu mà không gảy phân mạnh đi. Hừ, đã nhị công tử không thể gặp chúng ta Kiếm Hầu Phủ, vậy chúng ta cũng không cần lại ở chỗ này chọc người ghét, cáo từ. Tạ Thiên Dương vung phất ống tay áo, giận hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Lần này, Kiếm Tùy Phong cũng không có lại khuyên can, gương mặt lạnh lùng đuổi theo hắn tốc độ. Việc quan hệ Kiếm Hầu Phủ mặt mũi sự tình, coi như đắc tội còn lại Lục Thế Nhà, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Thấy tình cảnh này, Sở Khuynh Thành không khỏi khẩn trương. Tuy nhiên đây là Hoàng Phủ Thanh Vân tại nhằm vào bọn họ, nhưng Hoa Vũ Lâu làm chủ nhà, Tạ Thiên Dương như thế khuất nhục trở về, Kiếm Hầu Phủ chẳng phải là muốn đem tất cả sai lầm quái đến nàng Hoa Vũ Lâu trên đầu. Chính này bước ngoặt nguy hiểm, Hoa Vũ Lâu chính là cùng các nhà giao hảo thời điểm, tuyệt không thể đắc tội bất luận cái gì một nhà. Tạ công tử dừng bước, lần này là Hoa Vũ Lâu an bài không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Bổn tọa nguyện vì Tạ công tử lại bày một bàn, ở trước mặt tạ tội. Sở Khuynh Thành quính lên, lớn tiếng nói. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương không khỏi đón đến thân thể, xoay người lại. Sở Khuynh Thành làm Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ, có thể hạ thấp tư thái, tự mình xin lỗi, đã là cho đủ Kiếm Hầu Phủ mặt mũi. Theo lý thuyết, hắn không nên lại ép buộc. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vân cái kia mỉa mai nụ cười, Tạ Thiên Dương liền một bụng tức giận không có vị trí vung, cười lạnh thành tiếng, Sở lâu chủ, đã ngài đã có đế vương môn tòa này núi dựa lớn, cần gì phải tự hạ thấp địa vị, cho chúng ta cái này nho nhỏ Kiếm Hầu Phủ chịu nhận lỗi, tại hạ nhưng là vạn vạn không chịu nổi. Nói xong, Tạ Thiên Dương xoay người lần nữa liền đi, không chần chờ chút nào. Sở Khuynh Thành lại là thở dài, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Vừa mới Tạ Thiên Dương nói móc ngữ điệu, hắn lại có thể nghe không hiểu. Hoa Vũ Lâu bây giờ trong lúc nguy cấp, nàng chỉ có thể dựa vào đế vương môn, lại là bởi vậy vắng vẻ khác thế gia. Nàng cũng không biết như thế quyết đoán là đúng hay sai, chỉ là trong cõi u minh, nàng cảm thấy Hoa Vũ Lâu đúng là càng ngày càng cô độc. Cho dù là cùng các nàng luôn luôn giao hảo Long Cửu, mắt thấy cảnh này, cũng là nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Với tư cách chủ nhân, tại chính mình trên địa bàn cũng không thể cam đoan khách mời thể diện, uy tín mất sạch, ngày sau người nào lại sẽ đến ủng hộ ngươi đâu. Hoàng Phủ Thanh Vân lộ ra hài lòng nụ cười, lơ đãng dọn chỗ phía trên độc thủ Dược Vương liếc một chút. Cái kia độc thủ Dược Vương cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, Trác Phàm thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này tất cả mọi thứ, rõ ràng cũng là cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân ly gian chi kế, muốn cô lập Hoa Vũ Lâu. Mà Hoa Vũ Lâu biến mất, cái kế tiếp cũng là Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long các những thứ này không mua hắn sổ sách thế ra. Đến lúc đó bảy nhà nhất thống, bọn họ Lạc ra thì không tốt lại ra mặt. Nghĩ tới đây, Trác Phàm ánh mắt híp lại, đột nhiên hét lớn, Tạ huynh đệ, ta chỗ này còn có chút vị trí. Như mộng không bỏ, ngay tại huynh đệ nơi này chen một chút, cùng một chỗ nhập yến như thế nào? Hừ, một cái tam lưu tiểu lâu lâu, cũng dám cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, con mẹ nó ngươi cũng xứng. Lão tử theo ngươi ngồi một bàn, quả thực cũng là bôi nhọ bảy thế gia vinh dự. Tạ Thiên Dương trong lòng hừ lạnh, ngăn không được khẽ cắn môi. Cái này Hoa Vũ Lâu quá mẹ hắn quá phận, thế mà liền một cái tam lưu nhân vật cũng dám cùng bổn công tử hô to gọi nhỏ. Tạ Thiên Dương đầu cũng không quay lại, Trác Phàm bất đắc dĩ sờ mũi một cái, thở dài, giống to lên tiếng, kẻ hèn nhát,
ngươi cứ như vậy sợ cùng bổn công tử ngồi cùng bàn sao? Một tiếng này dồn khí lực mãnh liệt, vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cho dù là cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân đều trong mắt co rụt lại, ngơ ngác sững sờ một hồi lâu, không có kịp phản ứng. Hắn nãi nãi, tiểu tử này đến tột cùng là kẻ ngu vẫn là người điên, quá mẹ hắn có dũng khí. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ uy hiếp Tiềm Long các cửu trưởng lão, sau đó lại công nhiên gọi Kiếm Hầu Phủ công tử vì kẻ hèn nhát, tiểu tử này không sợ chết sao? Coi như cái kia cửu trưởng lão không có ra tay với hắn, có lẽ là cố kỵ đến bối phận vấn đề, lão đầu kia đại nhân đại lượng, không muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt xuất thủ giáo huấn vãn bối. Thế nhưng là cái này Tạ Thiên Dương lại là cái nhiệt huyết thanh niên, ngươi như thế trước mặt mọi người làm nhục hắn, hắn lại có thể buông tha ngươi. Coi như đem ngươi trở thành chàng giết, Hoa Vũ lâu đều không có cái gì có thể nói. Thanh Hoa lâu chủ khẽ vỗ cái trán, Mẫu Đơn lâu chủ cũng là lắc đầu thở dài, Sở Khuynh Thành hung hăng khẽ cắn môi, nghiêng đầu đi, song quyền chăm chú nắm lại. Hận không thể hiện tại liền đem tiểu tử này, đánh một trận. Hỗn tiểu tử này, lăng sức lực lại đi tới. Độc thủ Dược Vương sư đồ cùng cái kia khoái hoạt lâm sư đồ, thì là cười lạnh, chờ lấy xem kịch vui. Sở lâu chủ, các ngươi Hoa Vũ lâu coi như lưng tựa đế vương môn, cũng quá đáng a, thật không đem chúng ta Kiếm Hầu Phủ để vào mắt sao? Kiếm Tùy Phong giận hừ một tiếng, toàn thân khí thế đại phóng. Sở Khuynh Thành vội vàng khoát khoát tay, tám kiếm lão xin bớt giận, đây đều là hiểu lầm, đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, bổn tọa nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Nói, Sở Khuynh Thành trợn lên giận dữ nhìn hướng Trác Phàm, quát to, Tống Ngọc, còn không mau hướng Tạ công tử bọn họ bồi tội. Không nói gì, Trác Phàm chỉ là cười nhẹ nhìn lấy Tạ Thiên Dương bóng lưng. Thân thể ngăn không được run run, Tạ Thiên Dương cứng ngắc thân thể nghiêng đầu lại, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong không có phẫn nộ, cũng chỉ có vẻ ngạc nhiên. Đón lấy, sải bước hướng Trác Phàm nơi này đi tới. Tạ công tử, xin bớt giận, hắn vẫn còn con nít, xin ngài không muốn chấp nhặt với hắn. Sở Khuynh Thành vội vàng nói, đồng thời song trưởng bên trên đã có nguyên lực lưu động. Nếu là Tạ Thiên Dương thật muốn chém giết Trác Phàm, nàng cũng chỉ có thể xuất thủ. Tiếu Đan Đan một trương cánh tay, ngăn ở Trác Phàm trước mặt, nhìn về phía Tạ Thiên Dương vội vàng nói, Tạ công tử, hắn là phu quân ta, là chúng ta Hoa Vũ lâu người. Coi như phạm sai lầm, cũng nên do chúng ta Hoa Vũ lâu xử trí, mời ngươi chớ nổi giận hơn. Không có nghe nàng nói cái gì, Tạ Thiên Dương chỉ là trực tiếp đi vào Trác Phàm trước bàn. Nhưng là, tất cả mọi người phỏng đoán, hai người dương cung bạt kiếm tình cảnh cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Tạ Thiên Dương đặt mông ngồi tại cái bàn một bên, cầm lấy một chén rượu ngửa đầu uống cạn, sau đó không dám tin tưởng nhìn lấy Trác Phàm lúc này khuôn mặt, cười to lên, ha ha ha. Rượu ngon. Đó là đương nhiên, Hoa Vũ lâu rượu ngon đều là thanh xuân thiếu nữ cất, tự nhiên đặc biệt một hương vị. Nếu là huynh đệ lời nói, liền hảo hảo ngồi xuống, bồi ta uống vài chén. Trác Phàm lại cho hắn thêm một chén rượu, Tạ Thiên Dương gật gật đầu, cứ như vậy không có chút nào tính khí ngồi xuống. Phanh phanh phanh, giống như một chỗ con người bị giẫm nát, tất cả mọi người không thể tin nhìn lên trước mặt hai người, cho dù là cái kia Kiếm Tùy Phong, trong mắt cũng đều sắp bị cả kinh trừng ra ngoài. Tạ Thiên Dương kiệt ngao hắn là lớn nhất quá là rõ ràng, coi như đối mặt Hoàng Phủ Thanh Vân dạng này đế vương môn thiên tài, hắn cũng là ngạo nghễ đứng thẳng. Làm sao có thể tùy tiện thì cùng người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, mà lại người này, còn mẹ hắn là vừa vặn ra khỏi miệng mắng hắn kẻ hèn nhát tiểu tử kia. Hắn không hiểu, làm sao cũng không hiểu, cái kia người khác thì càng không hiểu. Mắt thấy một trận trò vui, cứ như vậy tán, tất cả mọi người sửng sốt. Sở Khuynh Thành cũng là ngốc ngơ ngác nhìn Trác Phàm phương hướng, chuẩn bị xuất động xong trưởng lại thu hồi lại. Nàng thực sự không nghĩ ra. Trác Phàm đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể trong khoảnh khắc tiêu trừ vị này Kiếm Hầu Phủ thiếu gia lửa giận. Tạ Thiên Dương, ngươi vừa mới không phải khinh thường cùng cái này Tam Lưu thiếu gia ngồi chung một bàn a, làm sao? Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi có chút thất vọng, âm trầm một khuôn mặt, lạnh lùng nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Tạ Thiên Dương thờ ơ khoát khoát tay, ta Tạ Thiên Dương xác thực khinh thường cùng một ít người một bàn, nhưng cùng vị huynh đệ kia mới quen đã thân. Thì không so đo.
nói, Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm nhẹ nhàng chạm cốc, giống như hai cái lão bằng hữu gặp mặt giống như, tùy tiện thoải mái. Kiếm Tùy Phong lúng túng đi vào Tạ Thiên Dương bên người, tựa hồ có chút không biết người thiếu niên trước mắt này giống như, lẩm bẩm nói Thiên. Thiên Dương, ngươi. Ha ha ha, bát trưởng lão, ngươi cũng ngồi, cùng vị huynh đệ kia ngồi cùng bàn, không biết nhục không có chúng ta Kiếm Hầu Phủ. Tạ Thiên Dương khoát khoát tay, lôi kéo Kiếm Tùy Phong cùng một chỗ ngồi vào vị trí. Kiếm Tùy Phong kỳ quái nhìn xem Trác Phàm, lại là không rõ ràng cho lắm. Thấy tình cảnh này, hết thảy lần nữa bình tĩnh lại, Sở Khuynh Thành không khỏi thở dài ra một hơi. Một đôi mắt đẹp liếc về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Trác Phàm gặp, hướng nàng bên này giơ lên một chén rượu, đắc ý nhíu nhíu mày. Sở Khuynh Thành lông mày nhíu lại, đối với Trác Phàm giận chừng liếc một chút, lại là không có chút nào sắc mặt giận dữ. Giống như một người đại tỷ tỷ, tại vỗ nhẹ tiểu đệ đệ đầu một dạng, chỉ có yêu thương. Khuynh Thành, vệt một thanh khóe miệng loại rượu, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, hiển nhiên Trác Phàm lần này tiêu trừ Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu Phủ mâu thuẫn, lệnh hắn tương đương phẫn nộ. Bất quá, Sở Khuynh Thành lại không hướng phương diện kia nghĩ. Nàng coi là Tạ Thiên Dương đối với hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chọc giận hắn, sau đó khuyên nhủ, Thanh Vân, lần này mượn cái này bách đan thịnh hội cơ hội, ta mới thật không dễ dàng đem bảy thế gia người đều đưa tới, làm chứng, ngươi cũng không cần lại làm khó Tạ công tử. Ha ha ha, ta làm sao lại làm khó hắn đây, dù sao, ta thế nhưng là vì ngươi mà đến. Trong mắt tinh quang lóe lên, Hoàng Phủ Thanh Vân hít sâu một hơi, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Thừa dịp bảy nhà người đều tại, giải quyết triệt để các ngươi Hoa Vũ Lâu cùng Dược Vương Điện sự tình. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành không khỏi đại hỉ. Có đế vương môn chống đỡ, rốt cục có thể bước này lão tặc giao ra giải dược. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối nghĩ không ra, độc thủ Dược Vương cũng đang chờ giờ khắc này đến. Ba ba ba, giòn nhẹ tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cùng nhau nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng. Sở Khuynh Thành mỉm cười, như có như không liếc liếc một chút độc thủ Dược Vương, thản nhiên nói, hôm nay giá trị này bảy nhà tụ họp cơ hội, bổn tọa có một chuyện muốn cho mọi người làm chứng. Nói, nàng chăm chú nhìn chăm chú về phía độc thủ Dược Vương, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêm tùng, người cùng chúng ta Hoa Vũ Lâu ân oán, hôm nay cũng nên làm đoạn. Ha ha ha, lão phu cùng các người Hoa Vũ Lâu có cái gì ân oán, lão phu nhưng là không hiểu. Chẳng lẽ, là bởi vì lão phu không mời mà tới sao? Độc thủ Dược Vương khẽ vuốt chòm râu, lắc đầu bật cười nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói, nghiêm tùng, người không cần giả bộ hồ đồ. Hôm nay có bảy nhà chư vị trưởng lão tại chỗ, lại có đế vương môn nhị công tử làm chứng kiến, dung ngươi không được ngụy biện. Ngươi nếu là không đem Thất Thải Vân La trưởng giải dược giao ra, hôm nay nghỉ muốn còn sống rời đi nơi này. Sở Khuynh Thành vừa dứt lời, Thanh Hoa lâu chủ cùng Mẫu Đơn lâu chủ cũng cùng nhau đứng dậy, toàn thân khí thế đại phóng, rất nhiều liều chết nhất chiến tư thế. Tại chỗ tất cả mọi người thấy tình cảnh này, tất cả đều liếc nhìn nhau, giữ im lặng, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Hoa Vũ lâu cùng Dược Vương Điện ân oán, bọn họ sớm đã rõ ràng. Chỉ là lần này Hoa Vũ lâu đột nhiên chuyển đến đế vương môn cái này cứu binh, muốn mạnh áp Dược Vương Điện một đầu. Cho dù là cái này độc thủ Dược Vương, đoán chừng cũng không thể không cho mặt mũi này. Bất quá, tại cái kia nhị công tử chính thức mở miệng trước đó, nơi này tất cả mọi người vẫn như cũ không dám tùy tiện lên tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt không có nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cũng không nhìn về phía độc thủ Dược Vương, ngược lại đồng loạt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân phương hướng. Bởi vì tất cả trong lòng người đều rõ ràng, hắn mới là chủ đạo sự kiện này nhân vật mấu chốt. Ai đúng ai sai, ai thành ai bại, đều là tại hắn một lời mà thôi. Mi đầu không khỏi run run, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía độc thủ Dược Vương, khẽ cười một tiếng nói, ha ha ha. Nghiêm trưởng lão, nếu là ngài thật đối Hoa Vũ lâu đệ tử hạ độc, không ngại giao ra giải dược, để tránh thương tổn hai nhà hòa khí. Hắc hắc hắc, nhị công tử nói có lý. Cười gằn. Độc thủ Dược Vương hướng Hoàng Phủ Thanh Vân ôm một cái quyền, một đôi tà dị lão mắt lại là chăm chú nhìn chăm chú về phía Sở Khuynh Thành, lão phu xác thực thương tổn Quý Lầu lâu chủ,
nhưng là giải dược này, lại là tuyệt đối không thể giao. Nghiêm Tùng, người thật lớn mật, liền đế vương môn mặt mũi cũng không cho. Phải chăng nhất định muốn bổn tọa, nháo đến bệ hạ chỗ đó, để hắn làm phân xét mới bỏ qua. Sở Khuynh Thành giận dữ, hét lớn lên tiếng. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân lại là vội vã khoát khoát tay, khuyên nhủ, bệ hạ trăm công nghìn việc, nào có công phu quản chúng ta bảy nhà nhàn sự. Lần trước Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc không cũng bởi vì Phong Lâm Thành sự tình, bị bệ hạ các đánh 50 đại bản, ai cũng không có mỏ đến chỗ tốt không nói, liền còn lại năm nhà cũng theo bị cảnh cáo một lần. Ngược lại để cái kia Phong Lâm Thành biến thành một mảnh cấm khu, bảy nhà người người nào cũng không thể bước vào. Hoàng Phủ Thanh Vân tựa hồ có ý riêng, hắn lời vừa nói ra, Long Cửu cùng U Minh Cốc ngũ trưởng lão tựa hồ lại nghĩ tới đã từng ân oán, trợn mắt nhìn nhau. Trác Phàm lại là trong lòng cười lạnh, sớm đã minh bạch tâm ý của hắn. Nếu là đế vương môn thật có nhất thống bảy nhà ý tứ, vậy hắn nhất định phải đem bảy nhà sự vụ vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu là bảy nhà ở giữa có bất kỳ ân oán, đều chạy hoàng đế nơi đó đi, hắn cái này bảy nhà đứng đầu không phải liền là cái thủng rỗng a. Hừ, đoạt quyền ngược lại là đoạt được rất nhanh. Xem ra cái này đế vương môn, thật có cái này dã tâm. Trác Phàm sờ mũi một cái, trong mắt lạnh lóng lánh. Hít thật sâu, Sở Khuynh Thành mới bình tĩnh lại trong lòng phẫn nộ, thản nhiên nói, Thanh Vân, người nói có lý, nhưng là lão tặc này. Giao cho ta. Không đợi Sở Khuynh Thành nói tiếp, Hoàng Phủ Thanh Vân đã là khoát khoát tay, nhìn về phía độc thủ Dược Vương nói, Nghiêm trưởng lão, liền mặt mũi này cũng không cho, ngươi là không đem đế vương môn để vào mắt, vẫn là không đem bổn công tử để vào mắt. Ha ha ha, nhị công tử hiểu lầm, thật sự là giải dược không thể cho. Độc thủ Dược Vương lần nữa ôm quyền cúi đầu, suy cười một tiếng nói, nào có người bị trộm đồ, trả lại một đám nhỏ trộm tặng đồ. Há, chỉ giáo cho. Hoàng Phủ Thanh Vân lông mày nhíu lại, cố ý nói. Khóe miệng hơi vểnh lên, độc thủ Dược Vương liếc mắt nhìn về phía Sở Khuynh Thành, ta cười ra tiếng, Sở lâu chủ, ngươi sẽ không phải quên Sở nghiêng trời cái kia tên tiểu quỷ đi. Thân thể chấn động mạnh một cái, Sở Khuynh Thành trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút lệ quang, song quyền bất giác chăm chú nắm lại tới. Ngập trời phẫn nộ, hóa thành một cỗ tràn ngập sát ý khí thế, nhịn không được phát ra. Tại chỗ tất cả mọi người bất giác giật mình, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến, Sở Khuynh Thành như thế khống chế không nổi chính mình tâm tình. Không khỏi suy cười một tiếng, độc thủ Dược Phương nói tiếp, năm đó các nàng Hoa Vũ lâu phái Sở nghiêng trời tên tiểu quỷ này bái nhập lão phu môn hạ, lão phu nhìn hắn thông minh lanh lợi, đem một thân bản sự cạnh tranh tương truyền thụ. Kết quả hắn lại trộm đi thất thải vân la trưởng giải dược đan phương, sau cùng bởi vì chính mình thực lực không tốt. Luyện chế thất bại mà chết, còn làm hại không ít lâu chủ cũng trúng độc, cái này có thể quái đến lão phu sao? Đúng vậy a, hắn xem như ta sư huynh, nguyên bản có thể kế thừa sư phụ y bát, đáng tiếc không hiểu tri ân đổ báo, mà lại tự đại cuồng vọng. Coi là bằng sức một mình liền có thể luyện chế thành công, sau cùng lầm tánh mạng, thực sự không trách người khác. Lúc này Nghiêm Phục cũng là châm chọc nói, ta vị sư huynh này, duy nhất để cho ta bội phục. Cũng là hắn luyện đan thiên phú. Còn nhân phẩm A, quá tự đại, sau cùng lòng tốt làm chuyện xấu, hại toàn bộ Hoa Vũ lâu. Cũng chỉ có thể nói, không biết tự lượng sức mình. Im ngay. Một tiếng gầm thét vang lên, Sở Khuynh Thành tức giận nhìn về phía Nghiêm Tùng sư đồ, hai mắt đỏ bừng. Còn lại mọi người đều là giật mình, không rõ bên trong. Khinh miệt liếc Sở Khuynh Thành liếc một chút, độc thủ Dược Vương hừ lạnh nói, nhị công tử. Cái này nếu là đặt ở các ngươi đế vương môn, các ngươi sẽ cho một cái mật thám giải dược sao? Nói có lý, đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân lại hơi hơi gật gật đầu. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong mắt co rụt lại, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Hắn hẳn là Hoa Vũ lâu mời tới người giúp đỡ, làm sao lại nói ra khuynh hướng Dược Phương điện lời nói đến. Chỉ có Trác Phàm tựa hồ sớm đã ngờ tới. Y nguyên an tĩnh nhẹ thưởng thức trên bàn rượu ngon. Nhị công tử, việc này sự tình có nguyên nhân, năm đó thật sự là Dược Vương điện trước đối với chúng ta lâu chủ ra tay. Thanh Hoa lâu chủ vội vàng giải thích, nhưng lại bị độc thủ Dược Vương cứng rắn ngắt lời nói, hừ, bảy nhà ở giữa người nào không có chút ít ân tiểu oán niệm, bởi vậy liền có thể hướng khác gia tộc phái mật thám sao.
Chiếu ngươi nói như vậy, U Minh Cốc bên trong chẳng phải đều là Tiềm Long Các người. Tiềm Long Các cũng tất cả đều có thể ẩn núp U Minh Cốc mật thám. Lời ấy nói có lý, các nhà trưởng lão tất cả đều là dừng gật đầu không ngừng. Cho dù có chút ân oán, Minh Đao Minh Thương tới. Hướng khác thế gia phái mật thám, lại là quá bị ổi, có nhục bảy thế gia uy danh. Trong lúc nhất thời, Thanh Hoa Lâu chủ đầy mặt lo lắng, mà Sở Khuynh Thành lại đã sớm bị tức ngất đầu, hai mắt chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng Phương hướng, giống như muốn ăn hắn một dạng. Tốt, đã bổn công tử cùng chư gia trưởng lão đều ở nơi này. Vậy liền để bổn công tử làm phân xét, chư gia trưởng lão làm chứng, tiêu trừ hai nhà ân oán được chứ? Hoàng Phủ Thanh Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn cản hai phe lại tiếp tục cãi lộn đi xuống. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, toàn đều gật đầu hẳn là. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía độc thủ Dược Vương phương hướng, Nghiêm Tùng liền ôm quyền, cười nói, toàn bằng nhị công tử phân tích. Lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, Sở Khuynh Thành cũng là dài ra một ngụm chọc khí, hơi hơi gật gật đầu. Hoàng Phủ Thanh Vân là nàng mời đến, nàng tin tưởng hắn hội đứng tại Hoa Vũ Lâu một bên. Sau đó hai bên đều đồng ý, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt tinh quang lóe qua, lộ ra nụ cười đắc ý, đã song phương đều đã đồng ý, như vậy thì muốn tuân theo bổn công tử phân tích, ngày sau không được lại có dị nghị, nếu không cũng là hướng chúng ta đế vương môn khiêu khích. Vâng, Sở Khuynh Thành cùng độc thủ Dược Vương cùng nhau gật đầu đáp. Tốt, vậy bản công tử phân xét, Nghiêm trưởng lão đem Thất Thải Vân La trưởng giải dược giao cho Hoa Vũ Lâu, không được từ chối. Hoàng Phủ Thanh Vân lớn tiếng tuyên bố, Sở Khuynh Thành bọn người nghe đến, trên mặt vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Nhưng là bỗng nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân lại là lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, bất quá Hoa Vũ Lâu đã làm sai trước, vì công bình lý do, Nghiêm trưởng lão nhưng tại Hoa Vũ Lâu tùy ý tuyển một vật, làm bổ khuyết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quá sợ hãi. Nghiêm Tùng hắn muốn đồ, vật, mọi người tại đây không có không biết, cũng là cái kia bồ đề tu căn. Hoa Vũ Lâu cũng là không muốn giao ra cái này trấn lầu chi bảo, mới chậm chạp không chiếm được giải dược. Nếu không lời nói, các nàng đã sớm cùng Nghiêm Tùng trao đổi. Hoàng Phủ Thanh Vân phân xét, nhìn như công bình, lại là đối Nghiêm Tùng có lợi nhất. Trong chốc lát, mọi người tựa hồ minh bạch cái gì, tại Nghiêm Tùng cùng Hoàng Phủ Thanh Vân trên thân hai người tới lui băn khoăn. Sở Khuynh Thành càng là khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân, lại nhìn xem cười gian lấy Nghiêm Tùng, mới thình lình phát hiện, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã trúng bẫy dập. Hai người này, sớm đã thông đồng tốt. Nhị công tử phán đến công bằng, lão phu tâm phục khẩu phục. Độc thủ Dược Vương cười lớn một tiếng, xa xa cúi đầu nói, vậy lão phu không khách khí, lão phu liền muốn cái kia bồ đề tu căn. Không thể, Sở Khuynh Thành giận hừ một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, ta Hoa Vũ Lâu trấn lầu chi bảo, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Khuynh Thành, là ngươi mời ta tới làm phân xét, ta đã cho các ngươi làm ra công chính nhất phân xét, ngươi bây giờ lại đổi ý, là đang đùa bỡn ta sao, hừ. Hoàng Phủ Thanh Vân giận dữ, quát chói tai lên tiếng. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ, cái này Hoàng Phủ Thanh Vân cũng không phải là vì Sở Khuynh Thành mà đến, mà chính là vì Dược Vương Điện. Mượn lý do này, đế vương môn thành công cắm vào Dược Vương Điện cùng Hoa Vũ Lâu phân tranh bên trong. Nếu là Hoa Vũ Lâu lại không giao ra bồ đề tu căn, như vậy các nàng đối mặt thì không chỉ là Dược Vương Điện một nhà, còn có đáng sợ nhất bảy nhà đứng đầu, đế vương môn. Mà đế vương môn nếu nhúng tay, còn lại thế gia cũng không có người còn dám giúp Hoa Vũ Lâu một chút. Hoa Vũ Lâu còn chưa đem ác lang khu trục, nhưng lại vì chính mình dẫn tới một con mãnh hổ, thật sự là lại không hồi thiên hy vọng. Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân ánh mắt, trong mắt lệ quang chớp động. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, bị nàng coi như sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh mai trúc mã hắn, vậy mà cho nàng mang đến vô tình nhất phản bội. Thanh Hoa Lâu chủ cùng Mẫu Đơn Lâu chủ hai người, cũng là tức giận đến bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, trong mắt hận ý trần trụi phát ra. Giờ này khắc này, so với độc thủ Dược Vương, các nàng đúng là càng hận hơn Hoàng Phủ Thanh Vân cái này ngụy quân tử. Tựa hồ không còn dám cùng ngày xưa người yêu đối mặt, Hoàng Phủ Thanh Vân hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, thở dài, Khuynh Thành, việc đã đến nước này, người cũng không cần lại bướng bỉnh đi xuống.
Làm như thế, cũng là vì các ngươi Hoa Vũ lâu tốt. Đánh rắm, nếu là không có bổ đề tu căn, chúng ta Hoa Vũ lâu còn có cái gì? Mẫu đơn lâu chủ cái kia tính tình nóng nảy rốt cuộc không nín được, đối với vị này nhị công tử liền mắng to lên tiếng. Nếu là liền người đều không, các ngươi Hoa Vũ lâu còn lại cái gì? Hoàng Phủ Thanh Vân cũng là cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, tóm lại, lúc trước đã nói tốt, từ bổn công tử phân xét. Bổn công tử đã phân xét qua, các ngươi liền muốn chiếu vào làm, không phải vậy đế vương môn lửa giận, các ngươi không chịu đựng nổi. Bỗng nhiên, mẫu đơn lâu chủ yên lặng, Sở Khuynh Thành cùng Thanh Hoa lâu chủ càng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thế mà, đúng lúc này, một đạo giễu cợt lại là đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai, Hoàng Phủ công tử. Nếu như tại hạ vừa mới không nghe lầm lời nói, ngài nói là ngài đến phân tích, tại chỗ các trưởng lão làm chứng. Hiện tại ngài đã phân tích qua, giờ đến phiên các nhà trưởng lão chứng kiến thị phi thời điểm đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là giật mình, cùng nhau nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám ngay tại lúc này, tiếp xúc đế vương môn mi đầu. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, mọi người chỉ thấy Trác Phàm khoan thai tự đắc cầm lấy một chén rượu ngon uống vào đi, không có chút nào bởi vì chống đối Hoàng Phủ Thanh Vân, lộ ra cái gì một tia khiếp đảm. Hừ, Hoa Vũ lâu cùng Dược Vương điện sự tình, cái nào đến phiên tiểu tử ngươi xen vào. Hoàng Phủ Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm một tay lấy bên cạnh Tiếu Đan Đan ôm ở trong ngực. Khiêu khích hướng Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu nhíu mày nói, lão tử thân là Hoa Vũ lâu người, cũng không có tư cách đối Hoa Vũ lâu sự tình lời nói, còn mẹ nó ngươi lại có tư cách gì ở chỗ này thả dám chó. Lớn mật, Hoàng Phủ Thanh Vân giận dữ, toàn thân khí thế đại phóng, một cái bước xa liền hướng Trác Phàm xông thẳng lại, nhất trưởng đánh xuống. Thiên huyền nhị trọng cảnh luyện thể tu giả nhất trưởng, cho dù là Trác Phàm hắn hiện tại thể phách, cũng y nguyên không dám chính diện đón lấy. Thế nhưng là, hắn lại không chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn biết, có người hội cứu hắn. Một đầu màu trắng dây lụa đột nhiên xuất hiện, đem khí thế kia mãnh liệt nhất trưởng cho khóa. Chuyển mà nhìn tới, chỉ thấy Sở Khuynh Thành một mặt xương lạnh mà nhìn xem hắn. Khuynh Thành, người đây là ý gì, chẳng lẽ muốn công nhiên trái với điều ước sao? Hoàng Phủ Thanh Vân tròng mắt hơi híp, hừ lạnh nói. Hung hăng khẽ cắn môi. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói, Tống Ngọc hắn nói không sai, nhị công tử đã phân xét qua, cái kia tại chỗ các nhà trưởng lão chứng kiến ngài phân xét phải chăng công chính thời điểm, ngài cái kia sẽ không nuốt lời chứ. Trầm ngâm một lát, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Sở Khuynh Thành song đồng hơi co lại, thật lâu mới giận hừ một tiếng nói tốt, vậy liền để tại chỗ trưởng lão chứng kiến một phen, bổn công tử phân xét đến cùng là đúng hay sai. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân vừa dùng lực. Trên tay đầu kia màu trắng dây lụa nhất thời nứt toác thành toái phiến, hắn cũng ngay sau đó trở lại trên chỗ ngồi, một đôi âm lãnh ánh mắt, quét về phía tại chỗ tất cả mọi người. Các ngươi ngược lại là nói, bổn công tử vừa mới phân xét, là đúng hay sai? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người là trong lòng lắc một cái, lắc đầu liên tục, đồng thời tức giận nhìn về phía Trác Phàm. Ngươi nói ngươi một cái Hoa Vũ lâu con rể, cần phải vì bọn nàng liều mạng như vậy à? Như thế rất tốt, cái này bóng cao su đá chúng ta nơi này. Chúng ta những lão gia hỏa này phàm là nói một chữ không, đây không phải là triệt để đắc tội đế vương môn. Suy nghĩ một lát, U Minh Cốc ngũ trưởng lão dẫn đầu đứng lên cười to lên, ha ha ha. Vừa mới nhị công tử đối hai nhà phân xét, vô cùng công chính, lão phu không có ý kiến gì. Ngũ trưởng lão quả nhiên có kiến thức, nhị công tử, lão hủ cũng không có gì bất mãn. Độc thủ Dược Vương gật gật đầu, hướng Hoàng Phủ Thanh Vân mỉm cười. Nhìn mẫu đơn lâu chủ liếc một chút, nhìn nàng kia tha thiết ánh mắt, lại nhìn xem Hoàng Phủ Thanh Vân, khoái hoạt lâm lâm tử thiên cắn răng một cái, hướng Hoàng Phủ Thanh Vân liền ôm quyền nói, nhị công tử phân xét công chính, lâm mẫu người tâm phục khẩu phục, tuyệt không cái gì bất mãn. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thanh Vân hài lòng gật đầu, mẫu đơn lâu chủ thì là tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Cái này nam nhân quả nhiên đều như thế không đáng tin cậy, truy người thời điểm dỗ ngon dỗ ngọt, thời khắc mấu chốt một cái rắm cũng không dám thả không nói, mẹ hắn còn phản chiến đối mặt. Lâm Tử Thiên, lão nương nhớ kỹ ngươi.
trong mắt như muốn phun như lửa, mẫu đơn lâu chủ từng ngụm thở hổn hển. Lâm Tử Thiên không dám cùng nàng đối mặt, bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác. Lần này, trong bảy thế gia, đã có Dược Phương Điện, U Minh Cốc cùng Khoái Hoạt Lâm ba nhà, đồng ý hắn Hoàng Phủ Thanh Vân phân tích, nếu là lại có một nhà đứng tại bọn họ bên kia. Như vậy Hoa Vũ Lâu coi như tâm lý không phục, nhưng miệng phía trên cũng không khỏi không phục. Hồng, ngược lại mọi người đẩy, người nào sẽ vì ngươi một cái lung lay sắp đổ Hoa Vũ Lâu, mà đắc tội bảy nhà mạnh nhất đế vương môn đâu. Liếc xéo Sở Khuynh Thành liếc một chút, Hoàng Phủ Thanh Vân lộ ra nụ cười đắc ý, ngược lại vừa nhìn về phía Long Cửu nói, tiếp đó, Tiềm Long các cửu trưởng lão, người đến tỏ thái độ. Thở sâu, Long Cửu nghĩ một lát, nhìn xem Sở Khuynh Thành các nàng hy vọng ánh mắt, lại nhìn xem Hoàng Phủ Thanh Vân cái kia ở trên cao nhìn xuống kiệt ngao. Bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói, nhị công tử, Long Cửu cũng cảm thấy ngài phân xét xác thực công. Long Cửu nói được nửa câu, mọi người liền đã nghe ra bên trong hàm nghĩa. Sở Khuynh Thành sắc mặt như cho tàn, Hoàng Phủ Thanh Vân lại là lộ ra nụ cười đắc ý. Đột nhiên, Trác Phàm khẽ nhấp một cái ngọc dịch, hình như có ý giống như không có ý mà nói, cửu gia, nói chuyện phải thận trọng. Hắn nãi nãi, tiểu tử này vậy mà lại đang uy hiếp Tiềm Long các cửu trưởng lão. Tuy nhiên Trác Phàm câu nói này hời hợt, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người nghe ra bên trong hàm nghĩa. Chỉ là bọn hắn kinh dị là, tiểu tử này đến tột cùng thần thánh phương nào, thế mà hết lần này đến lần khác đối Long Cửu mở miệng bất kính. Coi như ngay từ đầu Long Cửu nể tình hắn là tiểu bối, không tính toán với hắn. Nhưng là cái này lần thứ hai, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Nếu là Long Cửu cũng không làm ra bắt lính theo danh sách động, xuất thủ giáo huấn tiểu tử này một phen, cái kia Tiềm Long các uy danh không là hoàn toàn quét rác. Hắc hắc hắc, Long Cửu, bị một tên tiểu bối lại nhiều lần làm nhục, đều không xuất thủ, người thật đúng là tốt tính a. U Minh Cốc ngũ trưởng lão, thừa cơ nói móc nói. Long Quỳ cùng Long Kiệt hai người, thì là cùng nhau trợn mắt trừng mắt về phía Trác Phàm chỗ đó. Bất quá, Long Cửu lại không có để ý người khác cái nhìn, chỉ là tại suy nghĩ lấy hắn lời nói bên trong ý tứ. Lại liếc hắn một cái, gặp Trác Phàm ánh mắt kia giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, Long Cửu không khỏi hung hăng khẽ cắn môi. Đánh cược một keo. Nhị công tử, Long Cửu cảm thấy ngài cái này phân xét bất công. Hoa Vũ Lâu tuy nhiên đã làm sai trước, nhưng là ngươi làm cho các nàng xuất ra chấn lầu chi bảo, quả thực chính là muốn đoạn các nàng đường sống. Ngài cái này cùng diệt đi Hoa Vũ Lâu, có gì khác biệt? Long Cửu liền ôm quyền, quát lớn, nhưng trên đầu đã là chảy ra dày đặc mồ hôi, hắn hôm nay một câu nói kia, tương đương triệt để đắc tội đế vương môn. Liền mang theo, đế vương môn đối Tiềm Long các thái độ cũng sẽ đại biến. Thế nhưng là, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Trác Phàm lời nói, dù sao tại Phong Lâm Thành hắn liền nhìn ra, Trác Phàm bất kỳ quyết định gì, cho tới bây giờ không sai qua. Không khỏi giật nảy cả mình, tất cả mọi người không nghĩ tới Long Cửu sẽ nói ra như thế một phen ngôn luận, thẳng Hoa Vũ Lâu, đây không phải rõ ràng cùng đế vương môn đối nghịch a. Sở Khuynh Thành cùng Thanh Hoa, mẫu đơn hai vị lâu chủ, vội vã hướng Long Cửu xa xa cúi đầu, cảm tạ hắn chống đỡ. Long Cửu thì là cười khổ lắc đầu, lại tọa hồi nguyên vị. Hắn cũng không biết làm như thế, là phúc là họa. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thanh Vân không tiếp tục đi xem Long Cửu, ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía Trác Phàm phương hướng. Một câu thì cải biến đường đường Tiềm Long các cửu trưởng lão quyết đoán, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Không sai, Hoàng Phủ Thanh Vân đã phát hiện, cái kia Long Cửu ngay từ đầu rõ ràng là từ bỏ Hoa Vũ Lâu, chống đỡ hắn đế vương môn. Nhưng là thì là Trác Phàm một câu, để hắn không tiếc để Tiềm Long các cùng đế vương môn trở mặt, cũng muốn chống đỡ Hoa Vũ Lâu. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch thế nào, sức ảnh hưởng lại so với hắn cái này nhị công tử còn lớn hơn. Đồng dạng chú ý tới đây hết thảy, còn có tại chỗ không ít trưởng lão, bên trong bao quát Sở Khuynh Thành cùng Thanh Hoa, mẫu đơn hai vị lâu chủ. Chỉ là bọn hắn đều không làm rõ, một đôi kinh dị ánh mắt, tại Trác Phàm thân thể bên trên qua lại dò xét. Trong lòng khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không để ý tới, chỉ lo cùng cái kia Tạ Thiên Dương ăn uống linh đình, dường như hai người là bạn tốt nhiều năm. Kiếm Hầu phủ đây, các ngươi ý kiến lại là cái gì?
Ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Kiếm Tùy Phong. Thế mà, còn không đợi Kiếm Tùy Phong đứng dậy, Tạ Thiên Dương đã là vỗ bả vai hắn, khẽ cười nói, bát trưởng lão, sự kiện này do ta quyết định. Ách, Thiên Dương, cái này nhưng là việc quan hệ chúng ta Kiếm Hầu Phủ tương lai, người nhất định muốn. Biết, biết, Tạ Thiên Dương không kiên nhẫn khoát khoát tay, cười lạnh nghiêng liếc Hoàng Phủ Thanh Vân liếc một chút. Vừa nhìn về phía Trác Phàm cười xấu xa nói, tiểu tử, ta theo ngươi mới quen đã thân, ngươi thật sự là Hoa Vũ Lâu con rể. Đúng vậy à, con người bất giác đi loanh quanh, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, đành phải gật đầu nói. Hắc hắc hắc, vậy ngươi thân lão bà ngươi một chút, chứng minh cho ta nhìn. Tạ Thiên Dương nhất chỉ Tiếu Đan Đan, đắc ý cười to lên. Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan trong nháy mắt sắc mặt biến đến đỏ bừng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Trác Phàm thì là trợn lên giận dữ nhìn hướng Tạ Thiên Dương, trầm thấp cuống họng mắng, tiểu tử ngươi có ý tứ gì, muốn ăn đòn đúng không? Lật qua mí mắt, Tạ Thiên Dương tới lùi đầu, thản nhiên nói, uy uy uy, ta biết ngươi muốn cho ta ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi nếu là không theo ta nói làm lời nói, cái này một phiếu ta liền không biết muốn đầu cho người nào. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi khí tức trì trệ, Kiếm Tùy Phong kém chút không có tức giận đến ngất đi. Ở đây quyết định gia tộc tương lai tồn vong một khắc trước, tiểu tử này làm sao có thể như thế trò đùa. Thiên Dương, Kiếm Tùy Phong cả giận nói. Bát trưởng lão, tin tưởng ta biết mình đang làm cái gì. Trong mắt ngưng tụ, Tạ Thiên Dương đưa tới một cái yên tâm ánh mắt. Loại kia nghiêm túc bộ dáng, Kiếm Tùy Phong đời này đều chưa thấy qua. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này vị đệ tử, không biết cầm gia tộc đại sự lai nhi kịch. Tốt, Tạ Thiên Dương. Trác Phàm song quyền chăm chú, nhìn lấy Tạ Thiên Dương cái kia đắc ý ánh mắt, hận không thể hiện tại liền đi tới đánh cho hắn một trận, bất quá vẫn là nhịn xuống, lộ ra một cái như muốn ăn người nụ cười nói, người phân phó, ta làm theo. Vừa dứt lời, Trác Phàm một tay lấy Tiếu Đan Đan ôm ở trong ngực. Trước mặt tất cả mọi người liền sâu hôn đi. Tiếu Đan Đan trong nháy mắt đầu trống rỗng, chờ Trác Phàm đứng dậy nhìn về phía Tạ Thiên Dương cái kia hưng phấn mặt mũi lúc, không khỏi mắng to một tiếng, biến thái, người cái này có ý tứ gì? Muốn chơi gái chính mình đi chơi đi, đừng nhìn lão tử chuyện cười. Ha ha ha, người cũng có hôm nay, ta muốn đem sự kiện này nói cho nàng, cái kia nàng thì đối ngươi triệt để hết hy vọng. Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng. Vỗ bàn hoa chân múa tay. Tất cả mọi người là chỉ ngây ngốc mà nhìn xem vị này Kiếm Hầu Phủ thiếu gia, không biết hắn trong lời nói ý tứ. Chỉ là nghe ra một chút, hai người kia trước kia giống như nhận biết. Chỉ có Trác Phàm biết, trong miệng hắn cái kia nàng, cũng là Tiết Ngưng Hương. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, bỏ phiếu đi. Tốt, huynh đệ, ta ủng hộ ngươi, thật vất vả nín cười. Tạ Thiên Dương nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân, khiêu khích nhấc nhấc mi đầu, nhị công tử, ta là tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi. Cho nên, chúng ta Kiếm Hầu Phủ cho rằng ngươi phân xét bất công. Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng nắm lại quyền đầu, hai mắt hung tợn trừng mắt về phía Tạ Thiên Dương, tốt, tiểu tử ngươi có gan, cho bổn công tử chờ lấy. Tạ Thiên Dương cũng không sợ hãi chút nào nhấc nhấc đầu, phản đối trở về. Đến tận đây. Bảy nhà trưởng lão phân xét xem như đánh hòa. Sở Khuynh Thành ba người không khỏi đại hỉ, hướng Tạ Thiên Dương xa xa cúi đầu cảm tạ, tiếp lấy vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân nói, đã nhị công tử phân xét không chiếm được bảy nhà trưởng lão tán đồng, vậy lần này phân xét vô hiệu. Ai nói phân xét vô hiệu, chẳng lẽ ngươi quên còn có chúng ta đế vương môn sao? Hoàng Phủ Thanh Vân giận hừ một tiếng nói. Hắc hắc hắc, cho tới bây giờ không nghe nói. Phân xét còn có thể tham dự bỏ phiếu. Đế vương môn ngay từ đầu, cũng là vô hiệu bỏ phiếu. Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói. Hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thanh Vân lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm. Nếu không phải Trác Phàm nửa đường giết ra, không biết dùng phương pháp gì, lôi kéo Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ hai nhà này, Hoa Vũ Lâu đã sớm lực bất tòng tâm, ngoan ngoãn đầu hàng. Chỉ có ngươi tiểu tử. Bổn công tử nhất định muốn thân thủ làm thịt không thể. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ là nhìn ra cái này tia sát ý,
Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nếu là nhị công tử đối với cái này kết quả bất mãn, tại hạ còn có một cái đề nghị. Không bằng đều thối lui một bước, Nghiêm trưởng lão giao ra giải dược, Hoa Vũ lâu bên trong, trừ bồ đề tu căn bên ngoài bất kỳ vật gì, cũng có thể chọn lựa một dạng, như thế nào? Không được, lão phu trừ bồ đề tu căn, hắn hết thảy chướng mắt. Độc thủ dược vương vung lên ống tay áo, tức giận hừ lên tiếng. Trác Phàm nhếch miệng lên, tựa hồ đã sớm ngờ tới giống như, ngài muốn bồ đề tu căn, cũng không phải là không thể được. Chỉ là cái này trấn lầu chi bảo, ngài không thể lấy không, đến bằng bản sự đến đoạt. Có ý tứ gì? Độc thủ dược phương nghi ngờ nói. Rất đơn giản, lập tức liền muốn bách đan thịnh hội, liền đem cái này bồ đề tu căn làm phần thưởng. Thịnh hội vô địch, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận được đến. Tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, tại luyện đan phía trên ai còn có thể hơn được lão phu. Ha ha ha, độc thủ dược phương cười to lên, đây quả thực thì cùng tặng không có gì khác biệt. Hoàng phủ Thanh Vân trầm ngâm một trận, cũng là gật đầu đáp ứng. Chỉ có Sở Khuynh Thành các nàng lộ ra đầy mặt thần sắc lo lắng, luyện đan đoạt bảo, người nào có thể so sánh với độc thủ dược vương. Tuy nhiên cái này nhìn qua giống như là Hoa Vũ lâu một đường sinh cơ, nhưng cũng cùng không có không sai biệt lắm. Song phương đã đạt thành hiệp nghị, cái này chàng lục đục với nhau yến hội cũng tiến vào khâu cuối cùng. Chỉ là, khiến người ta cảm thấy kịch vui tính là, cùng dược vương điện cùng đế vương môn thỏa đàm điều kiện. Cũng không phải là Hoa Vũ lâu lâu chủ Sở Khuynh Thành, mà chính là Trác Phàm cái này Hoa Vũ lâu con rể. Tại một cái từ nữ nhân làm chủ địa phương, sau cùng vận mệnh lại thế mà nắm giữ trong tay một người nam nhân, điều này không khỏi làm tất cả mọi người cảm thấy châm chọc. Bất quá, lớn nhất châm chọc là, Hoa Vũ lâu cao tầng toàn đều hiểu, Trác Phàm đây chính là cái giả con rể, thậm chí ngay cả Hoa Vũ lâu người cũng không tính là, thế mà thì thay Hoa Vũ lâu làm chủ. Mẫu đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ liếc nhau, trong lòng đều là liên tục cười khổ. Thế nhưng là việc đã đến nước này, các nàng cho dù có tâm đổi ý cũng không làm nên chuyện gì. Không nói trước tại chỗ bảy nhà trưởng lão đều làm chứng kiến, vẻn vẹn là dược vương điện cùng đế vương môn, được đến lớn như vậy một cái tiện nghi, lại có thể tha cho ngươi nói thay đổi thì thay đổi. Muốn trách cũng chỉ trách các nàng không nên tin tưởng đế vương môn. Sau cùng đem tất cả bảo toàn đặt ở Hoàng Phủ Thanh Vân trên thân, cho nên tại sau cùng thua táng ra bại sản. Yến hội tán đi, các nhà trưởng lão mang tâm sự riêng đi ra cái đại sảnh này. Nhưng là, làm Hoàng Phủ Thanh Vân cái cuối cùng muốn dẫn người lúc rời đi, Sở Khuynh Thành lại là đột nhiên mở miệng, gọi lại hắn. Chờ một chút. Sở Khuynh Thành mặt như băng xương, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Hoàng Phủ Thanh Vân đón đến thân thể, không có quay đầu. Tựa hồ không muốn lại đối mặt nàng đồng dạng. Chính muốn rời khỏi độc thủ dược vương cũng dừng bước lại, quay đầu thú vị đánh giá hai người. Vì cái gì? Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói. Bờ môi hơi hơi dốc hết ra động một cái, Hoàng Phủ Thanh Vân suy nghĩ rất lâu, mới thở dài, Khuynh Thành, vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không có bắt lấy. Chố mắt nhìn, Sở Khuynh Thành nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tóm lại, đây đều là gia tộc lợi ích, người ta ai cũng cải biến không. Các ngươi Hoa Vũ lâu phàm là có thể thuận theo một chút, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay loại này cấp độ. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, sải bước mang theo cái kia bốn tên thiên huyền cao thủ rời đi. Sở Khuynh Thành trong mắt lóe lên một tia mê mang, lúc này, độc thủ dược phương cười tà đi vào nàng bên cạnh nói, Sở lâu chủ. Ngài lần này thế nhưng là triệt để áp sai bảo bối. So với chúng ta dược vương điện, thật chính là muốn bồ đề tu căn, thực là đế vương môn mới đúng. Sở Khuynh Thành giật mình, bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi. Hắc hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không có nghe lão thái bà kia nhắc qua a? À, đế vương môn đã sớm hướng nàng đòi lấy qua cái này bồ đề tu căn. Chỉ là nàng quá chật, một mực không chịu giao ra, cho nên. Ánh mắt hơi hơi mị mị. Độc thủ dược phương cười gian một tiếng, việc đã đến nước này, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật cũng không sao. Ngươi cho rằng năm đó bằng lão phu thực lực, thật có thể thương tổn lão thái bà kia sao? Dù sao, nàng thế nhưng là Hoa Vũ lâu phụ tá ba đời tổng lâu chủ cao ốc chủ, đường đường thiên huyền đỉnh phong cao thủ. Trong mắt nhịn không được co lại, Sở Khuynh Thành trong lòng dần dần phát lên một chút bất an.
Ha ha ha, không sai, lúc đó xuất thủ trước đem nàng đánh thành trọng thương, cũng là đế vương môn cao thủ. Ngốc nha đầu, người cho rằng dựa vào cùng nhị công tử bản thân quan hệ, muốn dựa vào đế vương môn cho các ngươi ra mặt, thực mới là thật dẫn sói vào nhà. Độc thủ dược vương cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt, ngược lại đi ra ngoài cửa, một mảnh xuân phong đắc ý chi sắc. Sở Khuynh Thành run run thân thể, bất lực ngã trên mặt đất, hai mắt một mảnh lỗ trống. Cuồn cuộn nhiệt lưu, nhịn không được theo gương mặt chảy xuống tới. Ta, đến tột cùng đều làm những thứ gì? Lỗ trống ánh mắt bên trong, đã tràn đầy tuyệt vọng. Sở Khuynh Thành lẻ loi trơ trọi một người ngồi yên tại cái này to như vậy trong phòng tiếp khách, lộ ra đến mức dị thường thê lương. Một phương diện khác, Trác Phàm cùng Tiếu Đan Đan vừa ra phòng tiếp khách, liền gặp Tiềm Long các một đoàn người cùng Kiếm Hầu phủ hai người sớm đã tại một cái nơi hẻo lánh bên trong chờ lấy, vừa nhìn thấy hắn đi ra, liền cùng nhau hướng khác phương hướng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm hướng chỗ đó chậm rãi đi đến, nhưng là thấy Tiếu Đan Đan y nguyên đi theo hắn. Liền không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, người đi theo ta cái gì, đi một bên chơi. Tiếu Đan Đan sắc mặt một khổ, ngoác miệng ra, người vừa mới đều đối với người ta làm loại chuyện đó, bây giờ người ta đều là ngươi người, còn đối với người ta hung ác như thế. Lão tử đối ngươi làm cái gì, chẳng phải hôn cái miệng a, có cái gì không nổi, cái này còn không phải là vì kéo Kiếm Hầu phủ một phiếu, cứu các ngươi Hoa Vũ lâu. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Cảnh cáo nói, về sau đừng nhắc lại nữa sự kiện này, lão tử theo ngươi nhưng là không có quan hệ gì. A, à, Tiếu Đan Đan tại Trác Phàm trước mặt, ngược lại là rất khéo léo, chỉ là trong lòng có chút thê lương. Bất quá nhìn đến Kiếm Hầu phủ cùng Tiềm Long các những người kia, một mực tại chỗ đó nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng lại là lại có chút bận tâm giật nhẹ Trác Phàm cánh tay. Tống Ngọc, những người kia là không phải là bởi vì ngươi tại trên yến tiệc nhục mắng bọn hắn. Hiện tại muốn tìm ngươi phiền phức. Vậy chúng ta vẫn là đi mau đi, cách bọn họ xa một chút. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm không tốt giải thích, đành phải gật gật đầu, không sai, bất quá cái này là nam nhân sự tình, nữ nhân các ngươi trải vị thành niên. Còn có, về sau cách ta xa một chút. Trác Phàm không khách khí chút nào giật ra nàng bắt lấy cái cánh tay kia, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tiếu Đan Đan trong lòng đau buồn. Nhưng là y nguyên một mặt lo âu nhìn về phía hắn, chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng rời đi. Các vị, đã lâu không gặp. Chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra lôi linh phòng bị, đeo lên đi. Trong chốc lát, xì 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 sấm sét nổ vang, cùng Tạ Thiên Dương trong tay giới chỉ hô ứng lẫn nhau. Tạ Thiên Dương trong mắt vui vẻ, cười to lên, ha ha ha. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, lão tử đều nhanh không nhận ra. Muốn không phải ngươi mắng ta một câu kẻ hèn nhát, ta còn thực sự không thể tin được là ngươi. Đã từng Tạ Thiên Dương mắng qua Trác Phàm một câu kẻ hèn nhát, lần này Trác Phàm mắng lại trở về, ngược lại để hắn một chút thì nhận ra Trác Phàm thân phận. Đúng, tẩu tử đâu? Tạ Thiên Dương hướng Trác Phàm nhíu nhíu mày, cố ý nói. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trác Phàm hướng hắn vung vung nắm đấm, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới cái kia là có ý gì, có phải hay không xương cốt ngứa, muốn bị đánh a? Ha ha ha, mở cái trò đùa, dù sao ngươi lại không lỗ lã. Tạ Thiên Dương cười ha hả, vội vã lui về phía sau hai bước, hắn thật đúng là có chút sợ cái này Trác Phàm. Đúng, huynh đệ, ta ngược lại muốn hỏi ngươi vừa mới là có ý gì. Lúc này, Long Cửu đột nhiên nghiêm túc nói. Ngươi có biết hay không vừa mới, chúng ta thế nhưng là triệt để đắc tội đế vương môn. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là, Trác Phàm? Trác Phàm còn không có đáp lời, Long Quỳ đã là kinh hô một tiếng, đoán được. Dù sao, Long Cửu chỉ nhận một tên tiểu bối huynh đệ, cái kia chính là Trác Phàm. Mà Kiếm Tùy Phong cùng Long Kiệt nghe đến, cũng là cùng nhau giật mình, bất khả tư nghị nhìn sang. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được. Vì sao Long Cửu cùng Tạ Thiên Dương đều bán như vậy thiếu niên này mặt mũi, thậm chí vì hắn, công nhiên chống đối đế vương môn. Bởi vì bọn hắn đều cùng Trác Phàm xưng huynh gọi đệ, Trác Phàm đối bọn hắn cũng có suốt đời khó quên ân tình. Đúng vậy a, huynh đệ, người đây là ý gì? Tiếp lấy Long Cửu lời nói, Tạ Thiên Dương cũng là đột nhiên nghiêm túc lên, ta tin tưởng ngươi làm như thế,
nhất định có ngươi lý do. Nhưng là tuyệt đối đừng nói, ngươi lại đem ta bán, chúng ta nhưng là đồng sinh cộng tử qua. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm thản nhiên nói, hai vị đều là ta Trác Phàm tín nhiệm nhất người, nếu như không tất yếu, ta tuyệt sẽ không đem các ngươi liên lụy đến loại nguy hiểm này tình trạng. Chỉ bất quá, các ngươi đã ở hiểm địa, còn không bằng sớm tính toán. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, hai người cùng nhau nói, có ý tứ gì? Không nhìn ra được sao? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, cái kia đế vương môn có ý nhất thống bảy nhà, các ngươi đã bị tính vào nhất định phải tiêu diệt trong danh sách. Cùng bị động bị đánh, còn không bằng hiện tại thì phân rõ giới hạn, cùng nó phản kháng đến cùng. Cái gì, nhất thống bảy nhà? Ngươi làm sao lại biết? Mọi người cùng nhau kêu lên sợ hãi. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ta đây không biết, chỉ là đoán. Cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân vừa xuống xe, liền cho không phục hắn Tạ Thiên Dương một hạ mã uy. Như cái này tạm thời xem như một cái phách lối con cháu phẩm hạnh lời nói, cái kia về sau đối một cái bản nghiên cứu thảo luận, thì là chân chính đế vương tâm thuật. Mặt ngoài, hắn là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý nhục nhã Kiếm Hầu Phủ, giúp chính mình hả giận. Nhưng trên thực tế, hắn đạt đến hai cái mục đích. Một, suy yếu Hoa Vũ Lâu chủ nhân địa vị, châm ngòi Kiếm Hầu Phủ cùng Hoa Vũ Lâu quan hệ. Hai, chính là đem tại chỗ gia tộc làm ba loại người, thuận theo, không thuận, còn có cỏ đầu tường. Rất hiển nhiên, U Minh Cốc, Dược Phương Điện vừa mới biểu hiện, xem như thuận theo. Mà Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các nhiều lần đối với hắn quyết định đưa ra phản đối, dĩ nhiên chính là không thuận. Còn khoái hoạt lâm, 10 phần cỏ đầu tường. Nghe đến Trác Phàm phân tích, mọi người tỉ mỉ suy nghĩ yến hội bên trong tình cảnh, tựa hồ thật là chuyện như thế. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vì sao một số lông gà vỏ tỏi, thậm chí đối một cái đại thế gia công tử tới nói, cực kỳ vô lễ cùng khiến người chán ghét việc ác vì, cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân tất cả đều làm đi ra. Nguyên lai hắn không phải tùy hứng phách lối, chỉ là đang chọn tuyển sau đó phải đối phó thế gia a. Trong lúc nhất thời, mọi người trên đầu đều là mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu như Trác Phàm nói tới là đúng, cái kia bảy nhà mạnh nhất đế vương môn, đem về đối bọn hắn tuyên chiến, đem bọn hắn từng cái diệt trừ, thực hiện bảy nhà nhất thống sự nghiệp to lớn. Thế nhưng là, đây đều là ngươi phỏng đoán, nếu là sự thật cũng không phải là như thế, vậy chúng ta thế nhưng là vô duyên vô cớ cùng đế vương môn trở mặt. Long Quỳ suy nghĩ một lát, nhìn về phía Trác Phàm. Trước đó chưa từng có nghiêm túc nói. Gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt một mảnh lạnh lùng, xác thực như thế, bất quá các ngươi cho rằng, cùng đến thời điểm bị bọn họ đánh trở tay không kịp so ra, cùng bọn hắn trở mặt, lại tính là cái gì? Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, nếu như là ta lời nói, chỉ cần bọn họ có một chút manh mối, ta liền phải đem nó triệt để bóp tắt. Trong lòng không khỏi run lên, Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong liếc nhìn nhau, đều là trong lòng tán thưởng. Kẻ này làm việc tàn nhẫn quả quyết, thật là bá chủ chi tài. Tốt, cái gọi là nhưng nên có lòng phòng bị người. Coi như là bọn họ đế vương môn đã đối bảy nhà nhìn chằm chằm, thế nhưng là Hoa Vũ Lâu cái này cục diện rối rắm, muốn hay không cũng không đáng kể. Huynh đệ, người để cho chúng ta chống đỡ Hoa Vũ Lâu, chẳng phải là sớm cùng đế vương môn khai chiến a? Tạ Thiên Dương suy tư rất lâu, đột nhiên nói. Kiếm Tùy Phong tán thưởng liếc hắn một cái. Hài lòng gật đầu. Tiểu tử này, rốt cuộc biết vì gia tộc cân nhắc. Suy cười một tiếng, Trác Phàm cũng không tán đồng, Hoa Vũ Lâu thật là bảy nhà yếu nhất, đã đến sụp đổ ở mép. Cho nên, đế vương môn mới lấy trước nó ra tay. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu là Hoa Vũ Lâu biến mất, cái kia đế vương môn cái kế tiếp đối phó là ai? Sợ hãi cả kinh, mọi người lúc này mới ý thức được, Hoa Vũ Lâu mặc dù yếu. Nhưng là bảy nhà tồn tại tiêu chí. Nếu là Hoa Vũ Lâu không, vậy kế tiếp, thì đến phiên bọn họ Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các. Hoa Vũ Lâu là các ngươi một cánh cửa này bị phá ra, đế vương môn liền có thể tiến quân thần tốc, ngầm chiếm các đại thế gia. Huống hồ, có mưa hoa ôm vào, chúng ta còn có thể rõ ràng đế vương môn phe tấn công hướng. Hoa Vũ Lâu tán, thì nó tiếp đi xuống mục tiêu, chúng ta liền không thể nào biết được. Nghe đến Trác Phàm cái này một lời nói, mọi người cùng nhau gật đầu, trong mắt chớp động lên ít có ngưng trọng.
Cho dù là luôn luôn cùng Trác Phàm không hợp nhau Long Quỳ, lần này cũng không có phản đối nữa. Dù sao cũng là gia tộc đại sự, nàng muốn lấy đại cục làm trọng. Như vậy, người có thể được cái gì chỗ tốt? Lúc này, Tạ Thiên Dương nhìn về phía Trác Phàm nói, lấy ta đối với người giải, không có chỗ tốt sự tình, người tuyệt sẽ không làm. Huống chi, là nghĩa vụ xuất thủ, trợ giúp Hoa Vũ Lâu vượt qua cửa ải khó. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo vẻ tự tin, nhìn về phía Long Quỳ nói, Long Quỳ tiểu thư, còn nhớ đến chúng ta 10 năm ước hẹn sao? Trong vòng 10 năm, Lạc Gia vượt qua 7 thế gia. Long Quỳ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói. Không tệ, hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cười nói, ta muốn chỗ tốt, cũng là kéo chậm đế vương môn chinh chiến tốc độ. Trong vòng 10 năm, để Lạc Gia quật khởi, đến thời điểm, ai là thiên vũ đệ nhất thế gia, thì nói không chừng. Khẩu khí thật là lớn. Kiếm Tùy Phong lần thứ nhất cùng Trác Phàm tiếp xúc, không khỏi cả kinh hơi hơi há miệng một cái. Trong vòng 10 năm có thể bắt kịp 7 thế gia gia tộc, phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đều không có một cái nào, thì càng đừng nói là có thể tại như thế trong thời gian ngắn, cùng 7 nhà đứng đầu đế vương môn so sánh hơn thua. Trác Phàm lời ấy, không khác nào nói chuyện viển vông. Bất quá, theo người khác, cái này đã không thấy kinh ngạc. Trác Phàm khẩu xuất cuồng ngôn, giống như có lẽ đã là thông lệ, bọn họ đều kinh ngạc đến có chút chết lặng. Mà lại, so với tiểu tử này làm ra những cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình, cái này tùy tiện thổi cái châu cũng không tính là gì, có lẽ trong tay hắn thật có thể thành công đâu. Tất cả mọi người đối với cái này biểu thị hoài nghi, lại có chút chờ mong Trác Phàm cái này không biết từ nơi nào xuất hiện quỷ mới quái vật, đến tột cùng có thể đi đến loại tình trạng nào. Mà lúc này, chí ít bọn họ lợi ích là nhất trí. Ai, xem ra vì bảo vệ hai nhà chúng ta an nguy, lần này chúng ta chỉ có tề lực bảo trụ cái này Hoa Vũ Lâu. Bất quá, nếu là hôm qua còn dễ nói, hiện tại hai nhà đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta căn bản không có lý do cắm vào tay đi. Long Cửu lắc đầu thở dài một tiếng, chau mày. Tạ Thiên Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, có chút oán trách nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi tiểu tử này, sách kiến nghị gì không tốt, nhất định phải so đan đoạt bảo, đây không phải chính đụng cái kia độc thủ dược vương trên họng súng A. Ngươi cho rằng ta nguyện ý, bằng không lời nói, bọn họ lại có thể dễ dàng như vậy địa thối một bước, cho Hoa Vũ Lâu lưu lại cái này một đường sinh cơ. Trợn mắt một cái, Trác Phàm lại là suy cười ra tiếng, huống hồ, sự tình lần này lại không cần các ngươi quan tâm, chỉ muốn các ngươi ngày sau giúp đỡ lấy điểm, đừng để Hoa Vũ Lâu bị nuốt liền tốt. Lần này sự tình không dùng chúng ta quan tâm, chẳng lẽ ngươi đã có đối sách? Mọi người sững sờ, cùng nhau nói. Nhếch miệng lên, Trác Phàm đã tính trước, chỉ là luyện đan mà thôi, ta đi chiếu cố cái kia độc thủ dược vương. Cái gì, cái kia độc thủ dược vương chính là thất phẩm luyện đan sư, chẳng lẽ ngươi? Cái này mọi người càng thêm quá sợ hãi, thất phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ thiên vũ đã coi như là tối đỉnh cấp, không có mấy người có thể có được dạng này tôn vinh. Mà cái kia độc thủ dược vương càng là dược vương điện đệ nhất luyện đan sư, cho dù là thất phẩm bên trong, cũng là tuyệt đối cao thủ, đoán chừng đã tương đương với thiên vũ đệ nhất. Chẳng lẽ nói, Trác Phàm bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, đã có như thế tạo nghệ sao? Hắn nãi nãi, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì, luyện đan, trận pháp đều là độc bộ thiên hạ, còn có mạnh như vậy thực lực. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng hiếm có người đạt đến. Làm sao khắp thiên hạ chuyện tốt, đều bị một mình hắn bắt kịp, Tạ Thiên Dương sắp khóc đi ra. Tuy nhiên hắn biết Trác Phàm thủ pháp luyện đan không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ tới tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cũng đã là thất phẩm luyện đan sư A. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài, các ngươi đừng đem ta nghĩ đến thật cao minh, ta cũng chỉ là đi chiếu cố, chưa chắc có phần thắng. Trác Phàm tâm lý rõ ràng, luyện đan tối thiểu nhất cần 3 điều kiện, tu vi, thủ pháp cùng hỏa diễm. Tu vi quyết định luyện đan khống hỏa lớn nhỏ cùng thời gian dài. Thủ pháp chính là các nhà luyện đan bí thuật, không có đặc biệt thủ pháp, coi như tu vi mạnh hơn cũng luyện không ra tốt đan dược. Mà hỏa diễm, thì quyết định dược tài luyện hóa trình độ. Đối với phẩm cấp cao dược tài, đồng dạng hỏa diễm đã vô pháp luyện hóa, cái này liền cần luyện đan sư đi tìm thú hỏa, hoặc thiên địa sinh ra đặc thù hỏa chủng. Ngọn lửa này, uy lực mạnh hơn,
đối dược tài luyện hóa càng tinh túy hơn. Hắn hiện tại tu vi chỉ là đoán cốt cảnh, nhiều lắm là đạt đến tứ phẩm luyện đan sư trình độ mà thôi, có điều hắn thủ pháp luyện đan chính là cửu u bí lục trung thượng cổ bí thuật, có thể cho đan dược đề cao một phẩm giai. Đến mức hỏa diễm, cái kia thanh viêm tuy nhiên không biết là thứ đồ gì, nhưng xác thực đủ mạnh. Lấy cái kia thanh viêm chỉ uy, hắn hẳn là có thể luyện thành thất phẩm đan. Nếu là ngươi tỉ thí thất bại đâu? Long Cửu lần đầu gặp Trác Phàm nói ra như thế không có tự tin lời nói, không khỏi lo lắng nói. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, Trác Phàm lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể ăn cướp trắng trợn, bất quá dạng này cũng tốt, bồ đề tu căn đến trong tay của ta, đế vương môn bọn họ nhất định sẽ đem tầm mắt chuyển rời đến trên người của ta, cái kia hoa vũ lâu cũng coi như có cái thở dốc cơ hội. Thế nhưng là, đến lúc đó người muốn đối mặt, chính là ba đại thế gia truy sát. Long Cửu chỉ có một con mắt nhìn không được động động, vì Trác Phàm tương lai an toàn lo lắng. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm hào khí vượt mây, ha ha ha. Thì tính sao, dù sao sớm muộn muốn vì địch, không bằng sớm làm xáo trộn bọn họ kế hoạch. Chỉ cần có ta hấp dẫn bọn họ tầm mắt, các người ba nhà đều có thể thật tốt bố trí một phen. Trác Phàm lời ấy, để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi cùng nhau động dung. Cái này không khác nào là lấy chính mình một tính mạng người, đổi lấy ba nhà thời gian chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, lại đều toát ra thật sâu vẻ kính nể. Người tầm thường, ai dám bốc lên này cửu tử nhất sinh chi phong hiểm, chỉ vì một cái có lẽ là sai lầm suy đoán đâu. Hảo tiểu tử, có đảm lược, cho dù là kiếm tùy phong, lúc này cũng không thể không khâm phục tán thán nói. Tạ Thiên Dương hung hăng vỗ vỗ bả vai hắn. Không nói gì, nhưng là trong mắt cái kia cỗ nhiệt mang lại phảng phất muốn đem hắn hòa tan giống như, chăm chú nhìn hắn khuôn mặt. Đó là một loại, biết anh hùng nặng anh hùng cùng chung chí hướng. Tạ công tử, thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, một tiếng yêu kiều vang lên, ngay sau đó một nói bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thả mắt nhìn đi, chỉ gặp người vừa tới không phải là người khác, lại là mẫu đơn lâu chủ. Ngay sau đó, Tiếu Đan Đan cũng rất mau cùng tới, một tay lấy rất là kỳ lạ Trác Phàm kéo đến bên cạnh, trốn đến mẫu đơn lâu chủ sau lưng. Các vị, Tống Ngọc tiểu tử này cũng là một cái làm càn làm bậy, vừa mới xác thực đắc tội các vị. Mời mọi người cho ta một bộ mặt, cũng đừng cùng đứa nhỏ này chấp nhặt. Mẫu đơn lâu chủ vội vã hướng mọi người ôm quyền nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, đón lấy, đều là nhịn không được cười lên. Nguyên lai cái này mẫu đơn lâu chủ, cho là mình những người này là muốn trả thù Trác Phàm, mới vội vàng dám đến cứu hắn. Nghĩ tới đây, mọi người liếc nhìn nhau, đúng là không hẹn mà cùng lên hí ngược chi tâm. Cái này Trác Phàm ngày thường cuồng ngạo rất, liền Long Cửu dạng này lão tiền bối hắn cũng dám ngang hàng luận giao, thực sự cái kia tìm một cơ hội trêu đùa một chút. Sau đó Long Cửu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía mẫu đơn lâu chủ. Tức giận hừ nói, các ngươi Hoa Vũ lâu tại sao có thể có như thế không hiểu lễ nghĩa đệ tử, nếu không phải ngươi mẫu đơn lâu chủ vừa vặn đuổi tới, lão phu đã sớm nhất trưởng bộ tiểu tử này. Là, cửu thúc tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Mẫu đơn lâu chủ liên tục gật đầu, Long Cửu khẽ vuốt một chút tròm râu, lại là hướng Trác Phàm hí ngược nhíu nhíu mày. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, Trác Phàm phát lên tia chút bất an. Quả nhiên, Long Cửu vòng qua mẫu đơn lâu chủ, trực tiếp đi vào Trác Phàm trước mặt, như một trưởng bối giống như vỗ nhẹ đập bả vai hắn, dạy dỗ tiểu tử, lần này cái mạng nhỏ ngươi bảo trụ, lần sau cho lão phu cẩn thận một chút. Nói xong, Long Cửu trực tiếp phủi mông một cái rời đi, thậm chí cước bộ so bình thường càng nhanh rất nhiều, tựa hồ sợ Trác Phàm đuổi tới tính sổ sách. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Lúc này, Tạ Thiên Dương cũng học Long Cửu bộ dáng đi tới, đối với hắn cười đắc ý, hung hăng vỗ vỗ bả vai hắn, đập thẳng đến rung động đùng đùng, tiểu tử, cẩn thận một chút, lần sau lão tử cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Phải biết, lão tử so ngươi đẹp trai, so ngươi lợi hại, vừa mới ngươi cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, thế nhưng là ngươi trèo cao a, ha ha ha. Tạ Thiên Dương nói xong câu đó đúng là không gì sánh được thoải mái, nếu là bình thường, hắn cũng không dám. Cũng không có cái này tự tin, cùng Trác Phàm nói như thế. Ai bảo hiện tại Trác Phàm, giả trang là Tống Ngọc đâu.
Song quyền bất giác chăm chú, Trác Phàm trong mắt như có hai đám lửa đang thiêu đốt. Nãi nãi, lão tử mẹ hắn giao đây đều là cái gì huynh đệ? Vừa mới còn cùng lão tử huynh đệ tình thâm, hiện tại liền lấy lão tử mở soát. Thế mà, Trác Phàm chính hung tợn chừng lấy hai người kia rời đi bóng lưng lúc, một tiếng yêu kiều lại là đột nhiên vang lên, uy, ngươi nhìn cái gì vậy, bất mãn trong lòng đúng không? Trác Phàm sững sờ, quay đầu đi, đã thấy lần này tới đúng là Long Quỷ nha đầu này. Long Quỷ mạnh nín cười ý, nhìn về phía hắn, trách cứ, ngươi chỉ là một cái vãn bối, cùng bản cô nương một dạng, về sau gặp cửu thúc đến có quy củ, khác không biết lớn nhỏ, thật không có gia giáo. Long Quỷ thật cao nâng lên đầu, theo trước mặt hắn vênh váo tự đắc đi qua, chỉ là khi đi ngang qua trước mặt hắn lúc, lại là vụng trộm làm cái mặt quỷ. Thân thể bất giác lắc một cái, Trác Phàm kém chút một miệng tâm huyết không có phun ra. Mẹ hắn, liền tiểu nha đầu này cũng thừa cơ trả thù lão tử. Nếu không phải có mưa hoa lầu người tại chỗ, lão tử không phải cởi xuống ngươi quần, hung ác đánh ngươi một chầu không thể. Lão tử cùng Long Cửu kết bái huynh đệ, lão tử mới là trưởng bối, ngươi mới không biết lớn nhỏ đâu. Trác Phàm trong lòng vạn phần biệt khuất, lại là nói không nên lời. Long Kiệt đi ngang qua bên cạnh hắn, hắn hung hăng chừng đi qua. Giống như đang nói, làm sao, ngươi cũng muốn đến thừa cơ chiếm một chút lão tử tiện nghi. Long Kiệt thờ ơ nhún nhún vai, không nói gì rời đi. Kiếm Tùy Phong liếc hắn một cái, khẽ vuốt chòm râu, cười lắc đầu, hướng Tạ Thiên Dương phương hướng đuổi theo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không thể tin được, đem u quỷ thất giết tiểu quái vật kia Trác Phàm, thế mà cũng có như thế biệt khuất thời điểm. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tiếu Đan Đan mới thở dài ra một hơi, nhìn về phía Trác Phàm cười nói, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. May mắn ta kịp thời thông báo sư phụ, mới có thể lập tức đuổi tới cứu ngươi, bằng không. Ai để ngươi đến? Trác Phàm không kiên nhẫn hung ác chừng nàng liếc một chút, giận dữ hét. Nếu không phải là bởi vì cái này hai sư đổ đến, đám gia hỏa này sẽ tìm được như thế một cơ hội, tổn hại chính mình một trận sao? Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan không khỏi trì trệ, thất lạc mà cúi thấp đầu, trong lòng vạn phần ủy khuất. Mẫu đơn lâu chủ gặp này. Không khỏi giận dữ, Tống Ngọc, người khác ỷ có tổng lâu chủ chỗ dựa, liền có thể khi dễ đồ đệ của ta. Hừ, vừa mới muốn không phải Đan Đan vội vã chạy tới cầu ta, bản lâu chủ mới sẽ không quản ngươi sinh tử. Hừ, nam nhân đều không có đồ tốt, lương tâm đều bị chó ăn. Đan Đan, đi, loại nam nhân này không đáng ngươi nỗ lực. Mẫu đơn lâu chủ giận hừ một tiếng, lôi kéo Tiếu Đan Đan rời đi nơi này. Tiếu Đan Đan quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm lại là trợn mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Chờ hai người đều không thấy tăm hơi, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ một lát, hướng về tiếp khách đại sảnh phương hướng đi đến. Hiện tại, là thời điểm hướng Sở Khuynh Thành ngả bài. Lấy bổ đề ngọc dịch, đổi hoa vũ lâu tạm thời an bình, đối với các nàng tới nói, hẳn là một cái có lời mua bán. Đi vào lúc trước tiếp khách đại sảnh. Nơi này sớm đã không có vừa mới ồn ào, biến đến vắng ngắt. Chỉ có một đạo tiêu điều màu trắng bóng hình xinh đẹp, tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất, si ngốc ngẩn người. Trác Phàm nhìn qua, chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ, trực tiếp thẳng đi lên trước, nói ngay vào điểm chính, Sở lâu chủ, ta có một việc muốn nói với ngươi nói, việc quan hệ hoa vũ lâu tồn vong, tin tưởng ngươi hội tương đương cảm thấy hứng thú. Giờ này khắc này, Trác Phàm giống như đổi một người khác. Không còn là ngày đó thật ngốc manh Tống Ngọc, mà chính là lộ ra một tia cáo giả nụ cười, ánh mắt bên trong chỉ có vô tận thâm thúy. Thế nhưng là, hắn thoại âm rơi xuống nửa ngày, nhưng cũng không có đáp lại. Trác Phàm sững sờ, cúi đầu nhìn qua, lại chính gặp Sở Khuynh Thành cái kia hai cái đôi mắt sáng ở giữa, đã biến đến lỗ trống. Hắn vừa mới nói, căn bản thì không nghe lọt tai một chữ. Không thể nào, lấy thiên huyền cường giả tâm tính. Lại là hoa vũ tổng lâu chủ chi tôn, thế mà như thế chịu không được đả kích. Một người nam nhân phản bội, thì có thể làm cho nàng tuyệt vọng đến loại này cấp độ. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ám đạo. Khó trách từ xưa đến nay nhiều là nam nhân chủ chính, lòng của nữ nhân quả thực quá yếu ớt. Thế nhưng là đại tỷ, ngài coi như muốn hết hy vọng, cũng làm phiền ngươi hãy nghe ta nói hết ta đối sách chết lại tâm a. Tối thiểu nhất. Đem bồ đề ngọc dịch cho ta a.
Trác Phàm thở dài một hơi, lại là liên tục cười khổ. Nếu là một ngày trước gặp phải Sở Khuynh Thành loại trạng thái này, hắn đại khái muốn cười to lên, bởi vì hắn không cần phí bao nhiêu khí lực, là có thể đem cái kia Bồ Đề Ngọc Dịch đoạt tới. Nhưng là bây giờ, trước khác nay khác. Sở Khuynh Thành cái này tổng lâu chủ yếu là gặp phải cái gì sơ suất, cái kia Hoa Vũ lâu liền phải đổ, cái kia không vừa vặn liền đế vương môn ý. Cho nên cái này Bồ Đề Ngọc Dịch bây giờ ngược lại không thể cưỡng đoạt, chỉ có thể hướng nàng khách khí vào tay. Sở lâu chủ, ngài tỉnh, nghe ta nói nói Hoa Vũ lâu giải cứu chi đạo, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trác Phàm một cái tay tại trước mắt nàng lắc lắc, nói khẽ. Nhưng là Sở Khuynh Thành lại dường như hồn phi phách tán giống như, ngơ ngác không nhúc nhích. Chỉ có khóe mắt nước mắt, chứng minh nàng còn sống. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm không có cách nào. Một người chính mình đem chính mình tâm khóa kín, để trốn hiện thực đả kích, trừ chính nàng, không ai có thể tỉnh lại. Sở Sở tỷ tỷ, người cái này cần gì phải đây? Trác Phàm ai thán một tiếng, không biết nên như thế nào hành sự. Đột nhiên, Sở Khuynh Thành thân thể động một cái, trong mắt dần dần khôi phục trước kia thần quang, lẩm bẩm nói, ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Trác Phàm giật mình, quay đầu nhìn qua, không khỏi đại hỉ. Xem ra hắn trong lúc vô tình kêu gọi, đem cái này ngốc cô nương cho gọi về. Sau đó chặn lại nói, Sở Sở tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại. Trác Phàm một bên lay động thân thể nàng, một bên dùng tới ma âm nhiếp hồn chi thuật. Chỉ một thoáng, Trác Phàm thanh âm tại Sở Khuynh Thành trong tai như là phóng đại gấp mấy trăm lần, đinh tai nhức óc. Sở Khuynh Thành ngăn không được lắc một cái, triệt để tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh nhu sắc, nguyên lai là ngươi a. Cảm ơn. Chỗ nào, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Khẽ gật đầu, Trác Phàm trong lòng cười to lên, chặn lại nói, đúng, ta có một việc muốn. Không cần phải nói, hiện tại chuyện gì đều không trọng yếu. Khoát khoát tay, Sở Khuynh Thành thở sâu đứng dậy, phảng phất là xuống cái gì quyết tâm giống như, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, Hoa Vũ lâu đi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, đều là ta trách nhiệm, ta nhất định muốn vì Hoa Vũ lâu làm một chuyện cuối cùng. Thực, cái này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, mà lại Hoa Vũ lâu vẫn là có. Tống Ngọc, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn lời nói nghe vào, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm, nở nụ cười xinh đẹp, nói đến. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì lôi kéo Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ, cho chúng ta lưu một cơ hội cuối cùng. Nhưng là như không có cơ hội này, chúng ta Hoa Vũ lâu thật sự liền một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều không có. Ách, thực, tốt, ngươi không cần nói nhiều lời nói, ta đều hiểu. Duỗi ra một cái tinh tế tay ngọc, đem Trác Phàm chậm rãi đỡ dậy, Sở Khuynh Thành khẽ mỉm cười nói, ta biết ngươi muốn an ủi ta. Thế nhưng đều không cần, ta đã triệt để nghĩ thông suốt. Hiện tại cách Bách Đan Thịnh Hội tổ chức, còn có một số thời gian, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm vài việc. Nói, Sở Khuynh Thành liền lôi kéo Trác Phàm tay, đi ra ngoài. Đáng thương Trác Phàm nhiều lần muốn chen vào nói, lại là căn bản chen miệng vào không lọt, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tùy ý Sở Khuynh Thành lôi kéo đi. Đại tỷ, ngươi để cho ta nói một câu được không? Ta thật có biện pháp cứu Hoa Vũ lâu ha. Trác Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, cái này nữ nhân miệng làm sao nhanh như vậy a? Lão tử một câu chưa nói xong, nàng thì đỉnh hồi 10 câu. Không hãy cùng ngươi muốn bình Bồ Đề Ngọc Dịch a, cần phải dạng này ngay cả lời đều không cho nói sao. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền không lại nói, dù sao mặc kệ hắn nói cái gì, nói không đến một câu, Sở Khuynh Thành thì có biện pháp để hắn im miệng. Hoàn toàn cũng là coi hắn là hài tử đối đãi giống nhau. Cứ như vậy, Trác Phàm một đường trầm mặc, bị Sở Khuynh Thành lôi kéo trải qua quá hậu viện, đi vào hoàn toàn hoang lương trước vách núi. Mà cái kia vách núi trên vách đá, ẩn ẩn có năng lượng ba động phát ra, hiển nhiên là bị người hạ xuống cấm chế. Hoa Vũ lâu đệ tử Sở Khuynh Thành, thỉnh cầu yết kiến Đào cô cô. Sở Khuynh Thành tại trước vách núi cúi người hành lễ, lớn tiếng nói. Ông! Một đạo vô hình ba động như có thực chất phát tán ra, cái kia đạo nhìn không thấy cấm chế thình lình mở ra. Vách núi trên vách đá, chậm rãi xuất hiện một cái cao ba thước cự môn, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cửa đá dần dần mở ra. Đồng thời,
Bên trong truyền ra một câu bà lão thanh âm già nua, sở sở, ngươi đã là cao quý Hoa Vũ tổng lâu chủ, từ có thể tùy ý tiến vào nơi đây, cần gì phải mỗi lần đều thông bẩm lão thân. Đào cô là nơi này chủ nhân, coi như sở sở là tổng lâu chủ, cũng không dám không hỏi từ nhập A. Sở Khuynh Thành khó được dí dỏm cười một tiếng, lôi kéo Trác Phàm tay đi vào. Vừa mới nhập động, Trác Phàm liền thình lình hắt cái xì hơi. Nơi này thực sự quá lạnh, cho nên tại hắn cái này kim cương thân thể, cũng cảm nhận được một chút hàn ý. Mà như thế hàn động, tất có cực âm bảo vật trấn thủ. Thả mắt nhìn đi, quả không ngoài dự đoán. Ngay tại sơn động chính giữa, trưng bày một khối 10 trượng vuông, tản ra lưu quang vạn niên huyền băng. Thứ này nếu là rơi tại tu luyện cực âm công pháp trong tay người, nhất định làm ít công to, là hiếm có thiên tài địa bảo. Tuy nhiên so cái kia bồ đề tu căn kém chút, nhưng cũng là cho dù là thần chiếu cảnh cao thủ, cũng thèm nhỏ dãi muốn bảo vật. Mà tại cái kia huyền băng phía trên, nằm một vị áo gấm bà lão, đại khái hơn 50 tuổi bộ dáng, nhưng sắc mặt xanh đen, hiển nhiên là trúng độc sâu đậm. Ta dựa vào, bà lão này trúng độc sâu như thế. Thân thể đã phát cứng rắn, thế mà còn có thể giải khai cấm chế, phát ra âm thanh, cái này cần rất cao thâm tu vi mới có thể làm đến A. Nghĩ không ra Hoa Vũ lâu, còn có cao thủ như thế. Trác Phàm giật mình, đại kêu ra tiếng. Thế mà, hắn lời ấy vừa ra, một đạo khinh miệt tiếng cười lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, hừ, tiểu tử ngốc, đó là cái người vô dụng. Tai không thể nghe, miệng không thể nói, động cũng không động đậy. Như thế nào giải trừ cấm chế? Vừa mới làm ra hết thảy, đều là lão thân gây nên. Mi đầu bất giác run run, Trác Phàm theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy tại sơn động chỗ sâu nhất, khoanh chân ngồi đấy một lão phụ tóc trắng. Chỉ là nàng thân thể mặc hắc y, sơn động chỗ sâu lại rất là tối tăm, cho nên tại Trác Phàm trong lúc nhất thời lại không có phát hiện. Đào cô, hắn tu vi thấp rất, chỉ có một cỗ man kình, không có phát hiện ngài cũng bình thường. Ngài cũng đừng trách cứ hắn. Sở Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cái kia lão nhân tóc trắng. Si ngốc cười một tiếng, Đào cô hơi hơi gật gật đầu, chế nhạo nói, sở sở nha đầu, lão thân còn chưa bao giờ gặp ngươi như thế bảo trì qua một người nam tử, chẳng lẽ tiểu tử này là ngươi? Ngươi cho hắn nhìn qua. Sở Khuynh Thành hơi đỏ mặt, hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm lại là không khỏi sững sờ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Các nàng hai người đối thoại, hắn không có chút nào minh bạch. Nhìn qua cái gì, bảo vật sao? Tống Ngọc, vị này là chúng ta Hoa Vũ lâu thủ tịch luyện đan sư, Đào cô, nhanh đi bái kiến. Lúc này, Sở Khuynh Thành hướng Trác Phàm làm cái nhan sắc, gấp đẩy hắn một thanh. Trác Phàm bất đắc dĩ, đành phải tiến lên, đồng thời tâm lý càng thêm nghi hoặc. Êm đẹp, mang ta thấy các ngươi thủ tịch luyện đan sư làm cái gì? Chẳng lẽ là để cho ta cùng với nàng học luyện đan? Quên đi, lão tử dạy nàng, còn phải nhìn nàng tư chất đủ tư cách hay không đâu. Trác Phàm tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng vẫn là kiên trì đi lên bái kiến. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến lão phụ kia khuôn mặt lúc, lại là nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Bà lão này một đầu tóc muối tiêu không nói, liền sắc mặt cũng là xanh đậm, hiển nhiên chúng độc chi sâu. Không tại cái kia huyền băng phía trên chỗ nằm lão phụ phía dưới. Thất thải vân la trưởng. Chỉ một cái liếc mắt, Trác Phàm liền nhận ra, đây là cái kia thất thải vân la trưởng gây nên. Thế nào, hù đến ngươi sao? Ha ha ha, hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, cái kia Đào cô lộ ra một cái khủng bố nụ cười. Chúng ta Hoa Vũ lâu nữ nhân, cũng không toàn đều là mỹ nữ a. Tống Ngọc, không thể lỗ mãng, nhanh hướng Đào cô bồi tội. Sở Khuynh Thành chặn lại nói. Nhưng là, Trác Phàm lại cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn lấy người kia mặt, trầm ngâm một trận, lại lắc đầu, không đúng, cái này tuy nhiên giống như là thất thải vân la trưởng kiệt tác, nhưng cũng không phải là. Già nua ra mặt không khỏi hơi hơi động động, Đào cô trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hảo tiểu tử, xem ra ngươi đối cái này đan đầu còn rất có thành tích. Thực không dám giấu giếm, đây cũng không phải là thất thải vân la trưởng gây nên. Mà chính là lão thân tại phá giải cái kia giải dược lúc, luyện đan gây nên. Người đây là luyện đan vẫn là luyện độc, Trác Phàm giật mình, đại kêu ra tiếng. Ha ha ha, nói tốt. Không khỏi thê cười một tiếng, Đào cô trong mắt tràn đầy thê lương,
đến tột cùng là đan, vẫn là độc, lão thân cũng đã không lắm giải. Chỉ là 3 năm này, lão thân càng nghiên cứu chương này đan phương, càng cảm thấy cái này giống như đan không phải đan, giống như độc không phải độc. Độc thủ dược phương, người quả nhiên có một tay, lão thân thật sự là mặc cảm a. Điên cuồng cười lớn, Đào Cô Cô hai mắt chăm chú để mắt tới trước mặt vách đá. Theo nàng tầm mắt, Trác Phàm nhìn qua, lại là tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vách đá này phía trên, vậy mà treo một tấm da người, phía trên ghi chép, chính là Thất Thải Vân La trưởng giải dược đan phương. Chỉ bất quá, cho dù lấy Trác Phàm lịch duyệt nhìn qua, đan phương này cũng tràn ngập cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Trác Phàm lẩm bẩm nói, cái này 7 loại dược liệu, mỗi một loại đều là hiếm có thiên tài địa bảo. Thế nhưng là cái này thủ pháp luyện chế, đến tột cùng là đan là độc. Trầm ngâm một lát, Trác Phàm trong nháy mắt đi vào huyền băng phía trên người kia chỗ, một cái tay dựng vào nàng mạch đập, một cỗ nguyên lực thăm dò vào. Quả nhiên, nàng cũng là chúng Thất Thải Vân La trưởng kịch độc, mới lại biến thành dạng này. Cùng Sở Khuynh Thành đồng dạng, trong cơ thể nàng cũng là 7 loại độc vật, tăng thêm bồ đề ngọc dịch khắc chế. Lại có cái này vạn năm xe chứa tuyết phụ trợ, mới miễn cưỡng bảo trụ cái mạng này. Chỉ là Sở Khuynh Thành trong thân độc tính toán thiếu, mà cái này người vô dụng độc cũng đã bày kín toàn thân các nơi, cho dù có giải dược, cũng rất khó lật bàn. Nếu không phải cái này vạn niên huyền băng đem nàng toàn thân đóng băng, nàng sớm đã chết. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vừa nhìn về phía trên vách tường đan phương, trong lòng tựa hồ có chỗ nào động một cái. Đan phương này là thật, nhưng lại có mờ ám. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, lóe qua một đạo không hiểu tinh quang. Được tiểu tử, đan phương này chính là dược phương điện bất truyền chi bí. Lão thân khổ sở nghiên cứu vài năm, y nguyên chưa có thể hiểu thấu đáo. Người tiểu tử này coi như tại luyện đan thuật bên trên có chút tạo nghệ, lại có thể biết được bên trong ảo diệu. Tựa hồ là nhìn ra Trác Phàm tâm tư, Đào Cô Cô khẽ cười một tiếng, lắc đầu, thật sâu thở dài. Đón lấy, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, Sở Sở nha đầu, người hôm nay đến đây, cái kia không phải là để lão thân thay ngươi đem một chút tiểu tử này quan đi. Gương mặt không khỏi nhiễm lên một tia đỏ ửng, Sở Khuynh Thành hơi hơi khom người, đem hôm nay yến hội đã phát sinh hết thảy từng cái báo cáo. Chờ nghe rõ cái này cả kiện sự tình chân tướng về sau, Đào Cô Cô không khỏi quá sợ hãi, kêu lên sợ hãi. Cái gì, thậm chí ngay cả đế vương môn cũng tham cùng tiến đến. Ai, kiếp số A. Ngửa mặt lên trời kêu gào, Đào Cô Cô vệt một thanh khóe mắt khô cạn nước mắt, lẩm bẩm nói, như vậy Sở Sở, người định làm như thế nào, chẳng lẽ tùy ý Hoa Vũ Lâu bị bọn họ chỗ hủy? Vẫn là, mời ra cung phụng. Cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Cung phụng. Trác Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng suy nghĩ. Ngự hạ 7 thế gia, mỗi một nhà đều có cung phụng cung cấp nuôi dưỡng lấy, từng cái đều là thần chiếu cảnh tu vi, chính là mỗi gia tộc sau cùng bảo vệ lực lượng. Trừ phi là nguy nan trước mắt, nếu không 7 thế gia không có khả năng mời ra cung phụng tới. Có thể thấy được, Hoa Vũ Lâu thật đến sơn cùng thủy tận chỗ. Nhưng là... Đối mặt mấy cái thần chiếu cao thủ liều mạng một lần, liền xem như hắn đế vương môn, đoán chừng cũng muốn đại thương nguyên khí, thật tốt tu dưỡng cái mấy chục năm. Cứ như vậy, đồng dạng là kéo chậm bọn họ chinh chiến tốc độ. Tốt, Sở Sở tỷ tỷ, chúng ta liền đem cung phụng mời đi ra, để bọn hắn biết thuyền hỏng còn có 3.000 đinh đây, chúng ta Hoa Vũ Lâu không phải dễ khi dễ như vậy. Trác Phàm lập tức giật dây nói, e sợ cho thiên hạ không loạn. Chậm rãi lắc đầu, Sở Khuynh Thành trong mắt một mảnh kiên nghị, chúng ta nếu đem cung phụng mời ra, sợ rằng sẽ gây nên 7 nhà chi chiến. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, ta lòng không đành. Huống hồ, coi như Hoa Vũ Lâu tán, bọn tỷ muội chỉ là đường ai nấy đi. Như một khi khai chiến, Hoa Vũ Lâu thất bại, cái kia bọn tỷ muội hạ tràng, có thể nghĩ. Ta làm Hoa Vũ Tổng Lâu chủ, không thể không vì bọn nàng ngày sau làm cân nhắc. Ai, Sở Sở, khó trách lúc trước bà ngoại lực bài chúng nghị, để tư lịch lớn nhất cạn ngươi làm tổng lâu chủ, hiện tại lão thân rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Vui mừng gật đầu, Đào Cô Cô cười khẽ một tiếng. Trác Phàm lại là trợn mắt một cái, thầm mắng một tiếng, lòng dạ đàn bà. Nếu là ấn hắn tính tình, hắn liền đem cỗ thế lực này chia thành tốp nhỏ, từ rõ ràng nhập thầm, bốn phía giết hại,
châm ngòi ly gián, làm đến thiên hạ đại loạn, lại thừa cơ phản công. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Ma đạo kiêu hùng, liền nên dẫm lên khác đầu người bước lên đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc, Sở Khuynh Thành đệ nhất không phải ma đạo, thứ hai lại là một vị nữ tử, nhân từ nương tay, tự nhiên không có trác phạm phách lực như thế. Huống hồ, còn có hơn 10 cái lâu chủ, cũng bên trong này lão tặc độc. Sở Khuynh Thành một mặt yêu sầu nhìn về phía Đào Cô Cô nói, cho nên ta muốn mời Đào Cô Cô ra mặt, đem bồ đề tu căn bảo vệ đến. Có lẽ sau cùng, thật muốn dùng bồ đề tu căn đến đổi giải dược. Ngươi là để cho ta cùng lão quỷ kia so đan. Mi đầu hơi nhíu, Đào Cô Cô dường như nghe đến trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như, điên cuồng cười ha hả. Nhưng là tại điên bên trong, lại có một vệt là người đều có thể nhìn ra thê lương. Khuynh Thành, ngươi nhìn ta hiện tại cái này bộ dáng. Vì phá giải cái kia thất thải vân la trưởng, hiện đang khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta chút bản lãnh này, cái nào có tư cách cùng hắn giao đấu. Minh bạch trong nội tâm nàng khổ sở, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một lát, chậm rãi đi vào Đào Cô Cô bên người, tại nàng mà thôi trước lặng lẽ thì thầm vài câu. Trong mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, Đào Cô Cô rõ ràng gật đầu, nguyên lai là dạng này, đây mới là ngươi mắt, chỉ là. Có thể thuận lợi sao? Trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt, Sở Khuynh Thành kiên định gật đầu, không thành công, tiện thành nhân. Thì ra là thế, hiện tại ta biết ngươi vì sao mang tiểu tử này tới đây. Thật sâu hút khẩu khí, Đào Cô Cô yêu thương vỗ vỗ Sở Khuynh Thành bả vai, sau đó nhìn về phía Trác Phàm. Sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, tiểu tử, người qua đây, hướng bà ngoại dập đầu ba cái. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, bà ngoại, ở đâu? Kết quả theo cái kia Đào Cô Cô chỉ hướng, hắn mới phát hiện, nguyên lai bà ngoại cũng là người kia. Tuy nhiên vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, nhưng là người chết vì lớn, hướng một người chết dập đầu không có gì lớn không. Sau đó Trác Phàm rất sảng khoái quỳ trên mặt đất. Phanh 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 dập đầu ba cái. Thế nhưng là làm hắn đứng dậy lúc mới phát hiện, nguyên lai tại hắn quỳ xuống đồng thời, Sở Khuynh Thành cũng đi theo hắn cùng một chỗ quỳ xuống, thì ở bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn cùng một chỗ dập đầu ba cái. Tốt, kết thúc buổi lễ. Trác Phàm còn không có kịp phản ứng, Đào Cô Cô đã lớn tiếng tuyên bố, tiếp lấy lại đem hắn gọi vào trước người, để hắn quỳ xuống. Cái này Trác Phàm thì không nguyện ý. Đằng trước những cái kia hắn chả không có chỉnh minh bạch, cái này lại để hắn quỳ xuống, còn quỳ cái này bà già đáng chết. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Sở Khuynh Thành cái kia nghiêm khắc ánh mắt, Trác Phàm không khỏi liếm liếm miệng, bất đắc dĩ quỳ đi xuống. Thảo, lão tử hiện tại là Tống Ngọc, coi như Tống Ngọc cho nàng quỳ đi. Tựa hồ nhìn ra trong mắt của hắn vẻ kiêu ngạo, Đào Cô Cô cùng Sở Khuynh Thành liếc nhau, đều là bật cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đón lấy. Đào Cô Cô bắt đầu nói lên Hoa Vũ Lâu tổ huấn, còn có hơn ngàn năm lịch sử, theo bảy nhà chung xây bắt đầu. Ngay từ đầu, Trác Phàm bất mãn trong lòng, cũng không muốn đi nghe những cái kia chuyện xưa sửa xưa đồ chơi. Nhưng khi giảng đến gần mấy trăm năm lúc, Trác Phàm lại bắt đầu lưu ý. Nguyên lai Hoa Vũ Lâu cùng Dược Vương Điện ngay từ đầu quan hệ, lại là đồng minh, hai nhà còn thường xuyên quan hệ thông gia kết thân, quả thực tốt không thể tốt hơn. Mà lại Dược Vương Điện thất thải vân la trưởng, ngay từ đầu cũng không có mạnh như vậy uy lực. Nhưng là tại Hoa Vũ Lâu cung cấp bồ đề ngọc dịch về sau, mới dần dần cải thiện, sau cùng tiến hóa thành hiện nay, uy hiếp bảy thế gia độc môn vũ kỹ. Về sau, bởi vì Dược Vương Điện cùng Hoa Vũ Lâu hòa thân một đôi phu thê, trộn lẫn vài câu miệng, liền ra tay đánh nhau. Kết quả trưởng phu dùng thất thải vân la trưởng đem thê tử đả thương, thê tử dưới cơn nóng giận trở về Hoa Vũ Lâu. Nguyên bản Hoa Vũ Lâu cũng không có coi là chuyện to tát, dùng bồ đề ngọc dịch chữa thương cho nàng. Thế nhưng là khi đó, các nàng mới thình lình phát hiện, có thể giải bách độc, khởi tử hồi sinh bồ đề ngọc dịch, vậy mà vô hiệu. Ngay ở một khắc đó, Hoa Vũ Lâu cao tầng ý thức được tính nghiêm trọng, Dược Vương Điện độc đã không có khống chế, cho nên liền đoạn đối bọn hắn bồ đề ngọc dịch cung ứng. Lần này, triệt để chọc giận Dược Vương Điện, hai nhà từ đó kết thù. Mãi đến gần trăm năm, Dược Vương Điện bắt đầu không ngừng quấy rối Hoa Vũ Lâu, có 7-8 cái lâu chủ, chết tại thất thải vân la trưởng phía dưới. Thậm chí, hai đời tổng lâu chủ,
đều là vì vậy mà vong. Bởi vì hoàng thất cần dược vương điện cung phụng đan dược, cho nên đối hai nhà ân oán, mở một mắt, nhắm một mắt. Hoa Vũ Lâu thậm chí mấy lần, bị dược vương điện bước đến lầu hủy người vong chi cảnh. Nhưng là không thể không nói, sơn cùng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tại cái này Hoa Vũ Lâu nguy hiểm nhất trăm năm ở giữa, đúng là ra một vị hiếm thấy nữ tử, Sở Bích Quân, cũng chính là nằm tại khối này vạn niên huyền băng phía trên người vô dụng. Nàng chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại xử sự lão luyện cứng rắn, một phương diện không chút nào mềm tay chống cự dược vương điện xâm nhập, một phương diện khác thông qua cùng các thế gia quan hệ thông gia phương thức, mở rộng thế lực, đúng là để dược vương điện tại trăm năm ở giữa, ăn mấy lần đánh bại, tổn thất nặng nề. Đối với vị nữ tử này cổ tay, trong bảy thế gia tất cả không có ngoại lệ bội phục. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu là không có nàng, Hoa Vũ Lâu đã sớm xong đời. Cho dù là dược vương điện, đối nàng cũng kính phục cực kỳ. Cho nên bên ngoài người xưng nàng là thiết nương tử, mà tại Hoa Vũ Lâu bên trong, các đệ tử tôn xưng nàng là bà ngoại. Nàng mặc dù không phải Hoa Vũ Tổng Lâu Chủ, nhưng lại phụ tá ba đời Tổng Lâu Chủ, đem Hoa Vũ Lâu duy trì đến bây giờ. Bất quá đáng tiếc, vị này thiết nương tử, cũng đánh không lại âm mưu ám toán. Ngay tại 10 năm trước, Hoa Vũ Lâu ba vị lâu chủ bởi vì bị độc thủ dược vương khống chế, phản bội gia tộc, phát ra giả thư cầu cứu, dẫn Sở Bích Quân tiến đến cứu, kết quả lại chúng mai phục. Trọng thương phía dưới, chúng thất thải Vân La Trường, nhưng dù vậy, nàng vẫn là gượng chống lấy trốn về đến. Trước kia các nàng vẫn cho là đây là dược vương điện làm, nhưng bây giờ các nàng mới hiểu được, còn có đế vương môn tham cùng ở bên trong. Mà Sở Bích Quân trốn về đến về sau, đã trọng thương không trị, lại thêm thân chúng kịch độc, hấp hối. Nhưng là lâm chung trước đó, nàng lại là làm ra một cái thường nhân đến xem cực kỳ lớn gan quyết định. Cái kia chính là đem Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ chi vị, truyền cho lúc đó năm gần 13 tuổi Sở Khuynh Thành, Từ Thanh Hoa cùng mẫu đơn hai người phụ trợ. Quyết định này, để lúc đó rất nhiều lâu chủ đều thâm biểu bất mãn. Nhưng là trở ngại bà ngoại quyền uy, các nàng chỉ có thể nhịn xuống. Cho nên hiện tại, Sở Khuynh Thành có thể tin được người, cũng chỉ có Thanh Hoa cùng mẫu đơn hai vị lâu chủ. Mà về sau, tất cả mọi người coi là bà ngoại đã chết, nhưng thực là bị Đào Cô Cô treo sau cùng một hơi, tồn tại ở cái này vạn niên huyền băng phía trên, thành người vô dụng. Đến tận đây, Hoa Vũ Lâu bi tình lịch sử cuối cùng kết thúc. Sở Khuynh Thành nhẹ chùi chùi khóe mắt nước mắt, nhìn về phía xe trượt tuyết phía trên bà ngoại, tựa hồ lại nghĩ tới chuyện cũ năm xưa. Đào Cô Cô khẽ thở dài, nhìn về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ sao? Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm nghiêm túc nói, nhớ kỹ. Tốt, về sau liền muốn từ ngươi đem nó truyền xuống. Chỉ cần có người còn nhớ rõ Hoa Vũ Lâu không coi là vong. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Đào Cô Cô đem Trác Phàm đỡ dậy, đem hắn tay cùng Sở Khuynh Thành ngọc tay chăm chú hợp đến cùng một chỗ. Không có nhiều thiên, các ngươi, bảo trọng, nói, Đào Cô Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lần nữa mặt hướng vách đá, tựa hồ lại tại khổ tư lên. Trác Phàm không hiểu, còn muốn hỏi, cũng là bị Sở Khuynh Thành lôi kéo lần nữa đi vào bà ngoại trước mặt, lại cúc khom người, liền quay đầu rời đi nơi này, không quay đầu lại nữa nhìn một chút. Cửa đá phát ra ầm ầm tiếng vang, lần nữa đóng lại, một cơn chấn động phát ra. Đạo thạch môn kia lần nữa ẩn nặc tại trong cấm chế. Sở Sở tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Trác Phàm một đầu nghi hoặc, không khỏi khẽ hỏi lên tiếng. Hắn thực tại không hiểu, Sở Khuynh Thành dẫn hắn chạy một vòng lớn, cái gì cũng không có làm, cũng là nghe một đoạn lớn lịch sử, đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Cười nhẹ lắc đầu, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên một đạo ít có ôn nhu, đem tỷ tỷ hai chữ bỏ đi, gọi ta Sở Sở hoặc là Khuynh Thành. Ây, nha! Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, mê mang nháy mắt mấy cái. Tuy nhiên hắn không biết Sở Sở đây là ý gì, nhưng giờ này khắc này nàng nhìn về phía hắn ánh mắt, lại làm cho trong lòng của hắn có loại cảm giác khác thường chảy qua. Ngu ngốc! Cúi đầu cười khẽ, Sở Khuynh Thành dắt Trác Phàm tay, tiếp tục hướng phía trước đi, hiện tại, người đã là chúng ta Hoa Vũ Lâu người. Tiếp đó, ta dẫn người đi gặp người nhà của ta.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.